Chương 3388, Kim Thụ Dương quá khách khí. Sáng ngày hôm sau, Diệp Phàm gọi điện thoại đến văn phòng Kim Thụ Dương, cười nói. Chú Kim, chú khỏe không? Khỏe, đều khỏe cả. Chủ tịch tỉnh Diệp tại sao hôm nay lại khách khí như vậy? Kim Thụ Dương càng khách khí hơn, Diệp Phàm ngồi lên vị trí phó chủ tịch tỉnh, gần như ngang hàng với Kim Thụ Dương rồi. Trước kia, hai người nói chuyện còn có chút phân biệt trên dưới. Hiện giờ đều giống như là đã ngang nhau về cấp bậc. Hơn nữa, tiềm lực của Diệp Phàm, Kim Thụ Dương cũng đã được lĩnh giáo rồi. Đương nhiên, với một người có tiềm lực như vậy ông cũng không thể ra vẻ cành cao được. Kim Thụ Dương gọi Diệp Phàm bằng chức vị, tuy nghe không thân thiết như trước đây, nhưng thật sự đã thể hiện sự công nhận của Kim Thụ Dương đối với việc Diệp Phàm ngang hàng với mình. Chú Kim, bộ đã điều một vị là đồng chí Mâu Loan Nguyệt đến tỉnh Thiên Vân nhậm chức trưởng ban tổ chức. Không biết là người này có lai lịch như thế nào? Diệp Phàm hỏi, vẫn tự coi mình là hậu bối. Tuy rằng Kim Thụ Dương xưng hô ngang hàng với mình, nhưng Diệp Phàm cũng không thể xưng hô lại như vậy. Đây chỉ là vấn đề lễ phép. Đồng chí Mâu Loan Nguyệt trước đây phụ trách cục tổ chức, năng lực làm việc của đồng chí này rất tốt. Đã làm việc ở tỉnh phía dưới mười mấy năm, tài ba nên đã làm được đến vị trí cục trưởng cục tổ chức. Lần này tỉnh Thiên Vân tiến hành điều chỉnh nhân sự nên đã được điều xuống. Tuy nhiên, bà ấy không phải do ủy viên Kiều giới thiệu. Cũng không phải người nhà họ Phí đề cử. Cụ thể thì nói như thế nào nhỉ, bà ấy quan hệ với cố đồng chí Phượng Bảo Sơn rất tốt. Mà dây của đồng chí Bảo Sơn cũng bao gồm cả Nhậm gia ở thủ đô. Đối với Diệp Phàm, Kim Thụ Dương không giấu giếm điều gì. Dù sao, Diệp Phàm cũng là con rể của nhà họ Kiều, mà Kim Thụ Dương cũng có quan hệ với nhà họ Kiều, có thể giúp đỡ thì phải giúp, mọi người cùng đi lên mà. Người lãnh đạo phía Bảo Sơn hiện giờ không biết là ai? Diệp Phàm hỏi. Cái đó cháu không cần biết, nhưng chú tin rằng cháu cũng hiểu được một chút gì đó rồi phải không? Kim Thụ Dương nói. Dạ, lần này thường vụ tỉnh ủy Thiên Vân điều chỉnh, đồng chí Nhậm Thời Mãn và đồng chí Mâu Loan Nguyệt đúng là hợp tác rất tốt. Diệp Phàm nói. Việc này cháu cũng suy nghĩ tới rồi, chú cũng không dài dòng nữa, áp lực đối với công việc của cháu sau này chắc sẽ không nhỏ. Thời gian trước kia, Nhậm Thời Mãn không phải là thường vụ tỉnh ủy, không thể nào uy hiếp nhiều đối với các thành viên trong ủy ban quản lý khu kinh tế Hoành Không. Nhưng hiện giờ thì khác, hơn nữa, còn thêm một đồng chí trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Mâu Loan Nguyệt, khiến cho việc thắt chặt quản lý các bộ phận bên dưới tăng lên không ít. Chú biết, cháu vẫn xem khu kinh tế Hoành Không như con của mình, không muốn để người khác điều hành. Nhưng vấn đề thật sự là đồng chí Thời Mãn sẽ tham gia vào một tay. Tham gia vào việc quản lý nhân sự đảng ủy chính là quyền lợi của người ta. Đương nhiên, nếu như một số đồng chí đi quá xa, cản trở sự phát triển của khu kinh tế Hoành Không, nhất định cháu sẽ phản kháng. Đến lúc đó, không thể tránh khỏi giao tranh, nhưng áp lực mà tỉnh ủy đem lại cho khu kinh tế Hoành Không của các cậu hiện giờ cũng tăng lên không ít. Ngay cả đồng chí Ninh Chí Hòa hiện giờ cũng không ủng hộ trực tiếp cậu như trước đây nữa. Dù sao, đó cũng là hai thường vụ tỉnh ủy. Cho nên, những ngày tháng sau này của cháu sẽ càng khó khăn hơn. Nhưng việc này chú cũng đã nói chuyện với ủy viên Kiều rồi. Ông ấy ngược lại không có chút lo lắng, nói rằng nhất định cháu sẽ nghĩ ra cách gì đó đúng không? Dĩ nhiên, cháu cũng phải chú ý thân phận của mình. Nên chiếm ưu thế, nhưng cũng không thể lấn át toàn bộ quyền lực của đồng chí Thời Mãn. Điều này, đối với bất kỳ người nào cũng sẽ cảm thấy không thoải mái, dù sao đây cũng là quyền hạn mà đảng và nhà nước giao cho họ. Nói cách khác, đến lúc đó, nhất định sẽ đưa ra tỉnh để ép cháu. Cho nên, điều chỉnh việc này như thế nào, cũng là vấn đề lớn mà trước mắt cháu cần suy nghĩ. Kim Thụ Dương nói, cháu cũng không phải muốn chiếm toàn bộ khu kinh tế Hoành Không, chỉ là cháu muốn đưa khu kinh tế Hoành Không đi lên. Đối với quyền lực, cháu đương nhiên là có ham muốn kiểm soát. Đương nhiên là nếu như có ai đó làm được việc cháu tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào. Nhưng nếu như có người muốn lấy việc điều chỉnh nhân sự để cản trở cháu, Diệp Phàm tuyệt đối không nương tay. Bởi vì, khu kinh tế Hoành Không chính là đứa con tinh thần của Diệp Phàm cháu. Đưa Hoành Không phát triển đi lên, hướng ra thế giới chính là nguyện vọng của cháu. Mà việc muốn là chắc chắn có quan hệ với người ta, nhất định không thể tránh khỏi phát sinh xung đột và mâu thuẫn. Cháu nhất định phải giành được vị trí quan trọng, bởi vì, như vậy là giúp cho sự phát triển của khu kinh tế Hoành Không. Diệp Phàm nói, ha ha, chú hiểu suy nghĩ trong lòng cháu, nên giành thì nhất định phải giành,
chỉ là phải chú ý thái độ một chút thôi. Căng thẳng thì không ai có lợi cả, hơn nữa, áp lực của cấp trên đối với cháu cũng sẽ khiến cháu bị bao vây tứ phía. Đương nhiên, nếu như chỉ một hai cái bắt tay mà có thể hòa hợp thì tất nhiên rất tốt. Nhưng, hiện tượng này rất khó để có thể đạt được sự thống nhất hoàn toàn. Chỉ cần đối sự không đối nhân là được. Kim Thụ Dương cười nói. Tôn chỉ của chúng ta đều là vì nhân dân phục vụ mà. Diệp Phàm cười nói. Ha ha. Kim Thụ Dương cười. Đúng rồi chú Kim, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an bị điều đi rồi. Thiết Chiêm Hùng có cơ hội không? Diệp Phàm có chút chưa bỏ ý định, hỏi chuyện. Chú biết tình cảm của cháu và đồng chí Chiêm Hùng, nhưng chuyện lần này cậu nghĩ Kiều Gia Đại Viên còn có thể nhúng tay vào hay sao? Khẩu khí của Kim Thụ Dương trở nên nghiêm túc. Cháu cũng có ý định bỏ cuộc rồi, nhưng mắt thấy cơ hội tốt như vậy mà anh Thiết lại không có cơ hội nên trong lòng cảm thấy sốt ruột. Diệp Phàm nói, cháu phải biết như thế này, đừng nói là thời gian này Kiều Gia Đại Viện có hai việc lớn, đó là giúp báo quốc ngồi lên vị trí tổng giám đốc tập đoàn cơ khí TQ, thứ hai là vấn đề đề bạt của cháu. Tuy là vấn đề của cháu có tính ngẫu nhiên nhất định, nhưng Kiều Gia Đại Viện và Phí Gia đều đã lên tiếng đề bạt cậu. Và người ngoài sẽ càng cho rằng đây là bút tích của Kiều Gia Đại Viện. Cho nên, hai hành động của Kiều Gia Đại Viện trong khoảng thời gian ngắn đã coi như vượt mức độ. Nếu như lại nhúng tay vào, vậy trên bộ sẽ cho người khác vào Kiều Gia Đại Viện. Cho nên, ít nhất trong nửa năm tới, Kiều Gia Đại Viện không nên có hành động gì. Đừng nói cái khác, chính là đồng chí Kiều Chính Hòa của Tập đoàn Điện lực Viễn Đông lần này cũng có cơ hội. Nhưng Kiều Gia Đại Viện vì chuyện của cháu và anh vợ cháu nên cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Kiều Chính Hòa tuy nói đang tận dụng tài nguyên của mình, nhưng có lẽ hy vọng là rất nhỏ. Đương nhiên, tích cực tranh thủ, tạo được thành tích để sau này có cơ hội có phải không? Mà vấn đề của Thiết Chiêm Hùng cháu cũng không có khả năng đi tìm Phí Gia nữa. Hơn nữa, còn có một điểm, đó là không quan trọng bằng việc của hai cháu. Kiều Gia Đại Viện muốn ra tay nâng đỡ giúp Thiết Chiêm Hùng lên vị trí thứ trưởng thường trực cũng rất khó. TQ chúng ta tuy lớn, nhưng ở vị trí cấp tỉnh bộ thì có bao nhiêu? Đây là những nhân vật thuộc tầng thứ 3 của Kim Tự Tháp. Vị trí quá ít, nhưng những đồng chí có đủ điều kiện để cạnh tranh thì lại quá nhiều. Cho nên, việc này chú thấy cháu không nên ảo tưởng nữa. Trừ phi bản thân Thiết Chiêm Hùng có người nâng đỡ, và phải hết lòng nâng đỡ thì mới có hy vọng. Nhưng theo chú được biết, Thiết Chiêm Hùng cũng không có người nâng đỡ. Đương nhiên, những đồng chí quan tâm đến cậu ấy cũng không phải là ít. Chỉ là tôi không rõ lắm, quan hệ giữa cậu với cậu ấy dường như rất thân thiết. Tình cảm huynh đệ của hai người đều khiến chú cảm động. Sức hấp dẫn lớn như vậy, mà cháu tạm thời còn không có khả năng để giúp cậu ấy đi lên, cậu ấy vẫn có thể bình tĩnh như vậy, khiến cho Kim Thụ Dương này rất khâm phục. Dù sao, ở vị trí này của cậu ấy muốn lên nửa bước nữa cũng rất khó khăn. Mà trước mắt cháu lại không có năng lực giúp cậu ấy đi lên. Mặc dù thực lực phe cánh của hai người cũng không yếu. Nhưng phía cháu lại thiếu những nhân vật cao tầng nâng đỡ. Thiết Chiêm Hùng vươn tới vị trí gần với tầng cao nhất, những người ở dưới dù có nhiều hơn nữa cũng không có khả năng ủng hộ cậu ấy tiếp cận với vị trí này. Chỉ có những người từ vị trí đó trở lên nói mới có thể được. Kim Thụ Dương nói. Hai. Diệp Phàm thở dài. Cháu không cần áy náy, bởi vì đây là chuyện mà thực lực của cháu không làm được. Một người chỉ có thể vận chuyển 100 cân lại muốn di chuyển 500 cân là không biết tự lượng sức mình. Từ từ rồi sẽ được, đồng chí Chiêm Hùng bây giờ còn trẻ, còn chưa đến 50 tuổi, còn có cơ hội lớn hơn. Kim Thụ Dương khuyên nhủ. Hai, ngay cả cháu cũng muốn khuyên anh Thiết đổi trận doanh. Nếu vẫn đi cùng nhau thì ngày nào mới có cơ hội. Anh ấy phải chờ tới khi những người trẻ tuổi nhất như chúng cháu có người đột phá lên đến tầng cao nhất, là vị trí cấp phó quốc, vậy cũng khó khăn không khác gì là lên trời. Cấp cao nhất trong trận doanh của cháu là phó tỉnh bộ, chỉ lên trên một bậc là tỉnh bộ, chỉ là một cánh cửa thôi mà cũng khó nói gì là lên cao hơn. Nếu cháu có thể lên được chắc cũng phải trên dưới 50. Đến lúc đó thì anh Thiết về hưu rồi. Diệp Phàm trong lòng rất khổ sở, cảm thấy mắc nợ Thiết Chiêm Hùng. Ha ha! Đừng nản chí, đến khi có cơ hội mượn một chút bên ngoài là sẽ được. Lần này là do nhiều chuyện cùng tập trung cùng một lúc nên không thể nhúng tay vào. Hơn nữa, cháu vẫn còn quan hệ với nhà họ Phí và nhà họ Phượng. Chỉ cần đến khi họ cần cháu, cháu chôn hạt giống xuống, sau này gặp tình huống như Thiết Chiêm Hùng có thể can đảm nói ra. Món nợ nhân tình này dù sao cũng vẫn còn,
Hơn nữa, chú cho rằng cháu đừng hạn chế tầm nhìn của mình trong hai gia đình này. Ở thủ đô này không ít những nhà giàu có và có thuộc tầng lớp quan chức cấp cao, ở cấp phó quốc đến cấp cao hơn cũng có đến 3-40 nhà. Chỉ cần có cơ hội cháu cũng có thể ra tay, đừng đợi đến khi người khác tìm đến cửa, cháu phải chủ động ra trận. Hơn nữa, cháu cũng đừng có quá lo cho khu kinh tế Hoành Không nữa, Hoành Không đã khá tốt rồi, tên tuổi của Diệp Phàm cháu cũng nổi tiếng rồi. Làm nữa cũng chỉ là góp một phần nhỏ cho khu kinh tế thôi, cũng không thể tăng thêm nhiều thành tích cho cháu. Đương nhiên chú cũng hiểu tâm tình của cháu. Cháu muốn cho khu kinh tế Hoành Không vĩnh viễn được ghi trong lịch sử nước ta, đây là lý tưởng của cháu, chú chỉ là khuyên nhủ cháu thôi. Cháu tự quyết định đi. Kim Thụ Dương giống như một người bạn cũ nói chuyện với Diệp Phàm. Chương 3389, thật lòng với anh em. Đương nhiên, Kim Thụ Dương cũng hy vọng hậu thuẫn của Diệp Phàm có thể xuất hiện một nhân vật hàng đầu. Như vậy thứ nhất, phối hợp cùng với Kiều gia đại viện lực lượng sẽ lớn lên không ít. Hơn nữa, Kim Thụ Dương cũng gặp tình hình tương tự. Càng ngày càng thăng tiến cũng chính là ước muốn của Kim Thụ Dương. Cơ hội hiện giờ thì có, nhưng Kiều gia đại viện sắp tới cùng với Diệp Phàm và Kiều Báo Quốc, cho nên, Kim Thụ Dương chỉ có thể buồn rầu nhìn mà không thể làm gì. Buổi tối ngày hôm sau là thứ sáu, Diệp Phàm bay đến thủ đô. Sau khi đến thủ đô đã là 7 giờ tối, Thiết Chiêm Hùng vẫn đang chờ Diệp Phàm đi ăn tối. Diệp Phàm vội vàng vào tứ hợp viện nhà Thiết Chiêm Hùng. Phu nhân của Thiết Chiêm Hùng Thái Phượng Tuyết đã sớm dọn xong đồ ăn. Nhưng nhìn thấy Thái Phượng Tuyết không ngồi cùng bàn, Diệp Phàm không khỏi hỏi. Chị dâu, sao không cùng ngồi? Hai anh em hai người đã lâu không gặp rồi, tôi ăn rồi, hai người nói chuyện đi, nếu cần gì thì gọi tôi một tiếng, tôi ở trên lầu. Thái Phượng Tuyết nói xong liền đi lên lầu. Anh Thiết, việc này. Diệp Phàm có chút ngượng ngùng. Ha ha, không có gì. Hai anh em ta nói chuyện, có phụ nữ ở bên cạnh phiền lắm. Thiết Chiêm Hùng cười nói. Đúng vậy, hai người lại nhảy người đẹp cũng không thấy thoải mái. Không ngờ Thái Phượng Tuyết ở trên cầu thang cũng cười nói. Ha ha ha. Hai người yên lặng uống một ly rượu trắng. Anh Thiết, chuyện của anh thế nào rồi? Diệp Phàm hỏi. Không có gì, làm việc ở trong bộ một chút, tôi cũng không làm việc gì quan trọng. Bộ trưởng Quách nói với tôi vài lời tán dương, chắc là không có tác dụng. Việc này tôi sớm đã gác sang một bên rồi. Thiết Chiêm Hùng thể hiện dáng vẻ là không sao, nhưng thật ra Diệp Phàm cũng hiểu trong lòng anh ta nhất định không vui. Thiết Chiêm Hùng trở lại trong bộ cũng đã vài năm rồi, cũng bốn mấy tuổi rồi, nếu lên đến 50 thì càng khó rồi. Ai, việc này, anh Thiết, em rất xin lỗi. Diệp Phàm thở dài, một hơi uống hết ly rượu, mặt liền đỏ lên. Bởi vì Diệp Phàm không thi triển nội kình hóa giải rượu, tối hôm nay Diệp Phàm phải giả vờ say để tiếp cho Thiết Chiêm Hùng say. Cậu nói gì vậy, cậu có gì mà phải xin lỗi tôi? Tứ hợp viện này của tôi cũng là do cậu dùng tiền mình kiếm được mua về. Hơn nữa, tôi ở bộ cũng rất tốt, thứ trưởng, cao cao tại thượng, biết bao người ngưỡng mộ. Thiết Chiêm Hùng tỏ ra vui vẻ. Anh Thiết, em cũng biết anh cũng không cam tâm chịu thua. Toàn bộ vinh quang ngày xưa giấu ở trong lòng đều là vì người anh em này. Thật ra, anh Thiết, hôm nay em có câu nói muốn nói với anh. Diệp Phàm hơi kích động. Cậu lại thế rồi, kích động cái gì? Thiết Chiêm Hùng tôi rất thoải mái, không thể làm tướng thì làm quân cũng được. Nhưng Thiết Chiêm Hùng tôi cũng biết, cơ hội vẫn còn, chúng ta không cần phải lo lắng quá mức như vậy, đúng không? Chúng ta cứ kiên nhẫn chờ đợi là được, đừng lo lắng, Thiết Chiêm Hùng tôi chịu được. Tôi bây giờ cũng chỉ mới hơn 40 thôi. Vẫn còn nhiều cơ hội, có gì phải buồn rầu, đúng không? Giọng nói của Thiết Chiêm Hùng cũng lớn lên. Anh Thiết, em biết anh rất thật lòng với anh em, nhưng anh em như em lại không thể giúp gì. Cho nên, xuất phát từ đại cục, em cảm thấy anh chắc là muốn suy nghĩ khác đi đúng không? Trên đời này cũng không phải là nhất thành bất biến, chúng ta có tấm lòng của anh em là đủ rồi. Diệp Phàm nói, nghĩ khác đi. Câu này là ý gì? Lão đệ, hôm nay cậu phải giải thích cho rõ ràng, nếu không, lão Thiết này sẽ lần đầu tiên nổi giận với cậu đấy. Thiết Chiêm Hùng lớn giọng. Thái Phượng Tuyết trên lầu sợ tới mức thò đầu xuống nhìn trộm. Không có gì, Phượng Tuyết, tôi với anh em nói chuyện có chút kích động. Tôi vẫn như vậy mà, bà quay về trên lầu xem TV đi. Ôi, hai người các ông, thôi, mặc kệ hai người, tôi không tin là hai người sẽ đánh nhau. Thái Phượng Tuyết co người lại. Vậy cũng chưa biết,
hai người bọn em đã lâu không bàn luận, không chừng lại có chuyện trên bàn này. Diệp Phàm cười nói, cứ thoải mái đi, làm vỡ đồ thì đã có đại phú ông cậu đền, nhưng, phải nói trước, nếu làm vỡ đồ rồi thì phải mang đồ khác đến, không đắt thì không được. Thái Phượng Tuyết cười nói, được được, nếu làm hỏng em sẽ đền bàn cây tử đàn cho chị. Diệp Phàm cười nói, anh Thiết, em là muốn anh có thể thay đổi một chút, bằng hữu của chúng ta không nhiều lắm, anh là ở cấp cao nhất rồi, cho nên hướng lên trên, anh nói có phải không? Diệp Phàm có chút nói không ra lời. Bảo tôi đi với người khác. Thiết Chiêm Hùng lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Việc này cũng không có gì, chỉ cần anh có thể thăng tiến là được rồi, chúng ta vĩnh viễn vẫn là anh em, đúng không? Không chừng anh lên rồi còn có thể kéo em lên cùng, có phải không? Diệp Phàm nói, tên khốn cậu nói cái gì, rót cho tôi một chai, không uống hết ngày mai hai người chúng ta không quen biết nữa. Thiết Chiêm Hùng thở mạnh, một tiếng bốp, mặt bàn đã bị anh ta đập nứt ra rồi. Nhưng may là kình lực Thiết Chiêm Hùng vẫn nắm trong tay chưa phân tán ra. Hắn cầm một bình rượu nửa cân đưa tới trước mặt Diệp Phàm. Uống cho tôi, nếu không uống cạn thì sau này đừng gọi tôi là anh Thiết. Uống cạn. Diệp Phàm nói một tiếng. Cầm lấy bình rượu uống một hơi. Tôi uống một chai. Thiết Chiêm Hùng không nói hai lời, cũng cầm một bình uống ửng ực. Ai? Thiết Chiêm Hùng ném bình ra phía sau, thở dài nhìn Diệp Phàm một cái rồi nói. Lão đệ, tôi biết là cậu có ý tốt. Có lẽ tôi tham gia vào phe cánh nào đó sẽ có cơ hội thăng tiến, nhưng cậu cũng biết tính cách của tôi là loại người này sao? Đời này, Thiết Chiêm Hùng tôi chỉ vào dây với cậu, cho dù là ở vị trí thứ trưởng này về hưu. Nhưng so với tình cảm anh em của chúng ta thì có là gì? Mà cậu là nòng cốt của Diệp Hệ, là hy vọng của chúng ta. Cho nên, cậu phải phấn chấn lên, sớm có thể đạt được vị trí có thể tương trợ chúng tôi. Anh yên tâm, ngày đó sẽ tới. Hai mắt Diệp Phàm thoáng hiện lên khí phách, nhìn Thiết Chiêm Hùng một cái rồi nói. Anh Thiết, hiện giờ công lực của anh cũng khôi phục được đến 5-6 phần rồi, có lẽ đã đến lúc phá bỏ cửa ải, muốn nâng cao một tầng nữa không? Không cần, tôi biết, tài nguyên của chúng ta có hạn. Tôi bằng này tuổi rồi, phá bỏ nữa cũng cùng lắm đến 7-8 tầng. Hiện giờ tôi làm việc ở bộ, cần thân thủ cao cường như vậy để làm gì? Cậu nên dùng nó cho cao thủ bên mình. Nâng cao cấp bậc của người đi theo cậu, hiện giờ không phải ngày càng gặp nhiều cao thủ sao? Việc này thật ra là một hiện tượng rất bình thường. Trước kia cậu chưa đạt tới tầng này đương nhiên cũng không đụng độ nhiều như vậy, thật ra, trên thế giới không thiếu cao thủ. Chỉ là thân thủ chúng ta quá thấp, người ta khinh thường không tiếp cận mà thôi. Thiết Chiêm Hùng lắc đầu nói. Mặc kệ chuyện khác, em giúp anh phá bỏ đến bát đẳng đã. Dù có dùng hay không, anh là anh của Diệp Phàm này, nếu em không giúp thì ai giúp? Điều này ai có thể nói chắc được, biết đâu một ngày nào đó anh lại cần đến. Diệp Phàm nói. Tùy cậu vậy, lão đệ. Thiết Chiêm Hùng gật gật đầu, biết có khuyên cũng vô dụng. Hơn nữa. Việc đột phá võ công cũng là một giấc mộng của người học võ, điều này cũng giống như muốn thăng quan. Nói làm là làm. Sau khi ăn cơm xong, Diệp Phàm đưa Hồng Tà, Lệ Vô Nhai và Thiết Chiêm Hùng đến chỗ Hàn Đàm. Do Lý Cường và Tuyết Lý Hồng làm nhiệm vụ cảnh giới. Diệp Phàm cẩn thận kiểm tra cơ thể Thiết Chiêm Hùng, phát hiện ta tuy rằng hiện giờ Thiết Chiêm Hùng đã đạt đến đỉnh điểm của tầng 6. Nhưng bởi vì trước kia bị thương quá nặng, hơn nữa, hiện giờ tuổi cũng đã lớn. Xương cốt cũng không tốt lắm, cho nên việc đột phá cũng không ít khó khăn. Nhưng dù như thế nào cũng phải thử một lần. Bèn cùng với Hồng Tà và Lệ Vô Nhai lập thành trận thức hình tam giác. Diệp Phàm cắt xuống một nửa yêu tham vương còn lại cho Thiết Chiêm Hùng dùng. Không lâu sau thông qua con rơi ép nội khí của ba người lên Thiết Chiêm Hùng. Nhưng, tuy nói rằng căn cơ của Thiết Chiêm Hùng kém nhưng nội khí của Thiết Chiêm Hùng là một trong những người mạnh nhất giúp Diệp Phàm. Nội khí này vừa vào được một chút liền bị đẩy ra bên ngoài, Diệp Phàm lại không dám ra sức đẩy vào, như vậy sẽ phá hủy nội khí của Thiết Chiêm Hùng. Rất lâu sau nội khí của Thiết Chiêm Hùng mới có chút tiếp nhận và dung hòa nội khí này, liền đẩy vào được một chút. Nhưng khi Thiết Chiêm Hùng đang đột phá lại gặp phải rắc rối lớn, rất khó để vượt qua ngưỡng đó, Diệp Phàm cắn răng một cái, đem toàn bộ yêu sâm vương hóa thành chất lỏng đẩy vào nội khí đưa vào trong cơ thể Thiết Chiêm Hùng. Lần này hiệu quả đã rất rõ ràng. Mắt nhìn thấy thân thể Thiết Chiêm Hùng dùng mình sắp đột phá rồi, nhưng đúng lúc này, hai tiếng báp báp trầm đục vang lên. Chợt nghe thấy Tuyết Lý Hồng và Lý Cường chi hô lên, có người.
sau đó không nghe thấy giọng nữa. Và đúng lúc này, nước trong ao dường như bị thứ gì đó đẩy lên, một cột nước lớn chia thành ba cột hướng thẳng về phía ba người Diệp Phàm. Áp lực nước vô cùng lớn, ba người Diệp Phàm đều cảm thấy áp lực không khí ở trước mặt, giống như không khí quanh mình đang khiến cho nước ở đây đóng băng lại. Diệp Phàm vội chia kinh lực của ba người đang hợp lại hướng về phía cột nước đang tới. Dầm! Ba người đều bị áp lực của nước ép tới cả người đều lùi về sau 7-8 bước. Nhưng Diệp Phàm vẫn đang phân nội khí ra để đưa về phía Thiết Chiêm Hùng. Bởi vì, lúc này không thể tùy tiện rút ra, nói cách khác, nội khí của Thiết Chiêm Hùng đang có nội khí của ba người cưỡng chế, rất nguy hiểm. Đúng lúc này, một vật gì đó màu đen tuyền bay tới, vật đó lao mạnh về phía ba người Diệp Phàm, không lâu sau đã đến trước mặt. Diệp Phàm mới phát hiện ra, thứ này rõ ràng là một khối cự thạch ở ngoài sân Hàn Lâm Tự, cự thạch có lẽ vẫn là do thiền sư bảo trí cho Hàn Lâm Tự. Tảng đá này quá lớn, ước chừng nặng bằng mấy chiếc xe tải 6-8 bánh, nặng không dưới 2-300 nghìn cân. Tảng đá sau đó đè xuống trước mặt ba người, không khí quanh mình đều như bị đốt lên. Tiền bối, giúp đỡ một chút, nếu không hôm nay tất cả mọi người đều tiêu rồi. Diệp Phàm chạy nhanh tới khống chế được lối ra của Lô Định Tông. Chương 3390, ai giết anh tôi phải giết kẻ đó. Lại đánh thức ta làm gì? Lô Định Tông rõ ràng là có chút bực mình, nhưng vừa xoay người nhìn thấy liền há hốc mồm nói. Không xong rồi, ai có thể di chuyển một tảng đá lớn như vậy? Hơn nữa còn dùng nội khí di chuyển khoảng cách xa như vậy đến chỗ các ngươi. Không biết, hai thủ hạ của tôi có thể đều gặp bất trắc rồi. Tiền bối nhanh hợp lực cùng ba người chúng tôi đưa tảng đá này đi. Diệp Phàm nói. Phiền phức, ôi! Lô Định Tông thở dài, nếu như không ra tay khiến Diệp Phàm gặp vấn đề có lẽ con rơi kia cũng tự động biến mất, và chính mình cũng sẽ mất đi nơi ẩn thân. Bốn người Diệp Phàm ra sức truyền lực về phía tảng đá. Một tiếng rầm vang lên. Trong lòng mấy người đều trùng xuống, bởi vì phát hiện tảng đá không hề di chuyển. Toàn lực! Diệp Phàm hô lên. Là nói để cho Lô Định Tông nghe, đồng thời cũng là nói cho hai người Hồng Tà nghe. Mười thành công lực xuất ra, Diệp Phàm hướng về phía ao lạnh, lập tức một khối nước chu vi trên 10 thước hướng lên không trung, trong nháy mắt ngưng tụ thành bức tường băng đánh về phía tảng đá. Một tiếng răng rắc giòn vang. Bức tường băng to lớn lại bị tảng đá đè xuống. Mặc dù bốn người đều đã xuất toàn lực nhưng tảng đá vẫn đè xuống. Nếu tảng đá đè xuống nữa có lẽ tất cả mọi người thành bánh quy nhân thịt mất. Ba người Diệp Phàm mặt đỏ bừng, nhưng Diệp Phàm vẫn còn lưu lại một thành khí lực hướng về phía Thiết Chiêm Hùng. Buông ta ra đi. Tình huống này Thiết Chiêm Hùng sớm đã hiểu rõ, gã hiểu rằng chính vì mình mà Diệp Phàm mới lo sợ không dám dốc toàn lực về phía tảng đá. Bởi vì, tảng đá đang ở ngay trên đầu Thiết Chiêm Hùng. Nếu tường băng đụng vỡ, không cần nói điều gì khác, chỉ vụn băng kia thôi cũng đủ khiến mình trở thành một khối thịt nát. Thiết Chiêm Hùng đã quyết định rồi. Cắn răng một cái rồi đột nhiên cả người lui về một phía, và bây giờ Diệp Phàm đã dốc toàn lực áp chế tảng đá. Bởi vì, không chỉ riêng tảng đá gây ra áp lực cho Diệp Phàm. Hơn nữa, trên tảng đá còn phát tán ra một lực hút lớn, hút tất cả những vật xung quanh mình mấy chục thước. Nếu Diệp Phàm muốn thoát thân cũng khó, mà Thiết Chiêm Hùng vừa lui lại chính là lùi về phía bên sườn hắn. Nhưng khi gã vừa lui, lực này lại đổi hướng. Diệp Phàm, toàn lực đánh tới. Thiết Chiêm Hùng hô lên một tiếng, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hừ, một âm thanh lạnh lẽo truyền đến, có thể khiến người ta lạnh đến tận xương cốt. Dầm một tiếng, tảng đá đột nhiên xoay tròn, Thiết Chiêm Hùng bị chạm vào nó, cả người giống như có dòng điện chạy qua làm quay tròn, toàn thân đều phun máu vào trong ao. Anh Thiết, Diệp Phàm đỏ mắt, tóc dựng đứng lên. Nội khí bên trong bảy đan điền giờ này đã hoàn toàn bùng nổ. Một khối nội dịch như thủy triều theo bảy đan điền tràn ra bên ngoài, chính là nội khí độc. Lập tức liền hội tụ trên người con rơi, Diệp Phàm liều mình, hắn rõ hoàn toàn thả cho tảng đá tự rơi xuống. Tiểu tử, người điên rồi à? Lô Định Tông lớn tiếng kêu lên. Ai giết anh tôi phải giết kẻ đó. Diệp Phàm gào lên một tiếng, Lô Định Tông vội vàng nói. Đừng làm bừa, người làm vậy sẽ bị tảng đá đè chết đó. Nói ít thôi. Mau dốc toàn lực giúp tôi đem con rơi bay lên bầu trời tìm giết kẻ đã ra tay. Con rơi bay lên trời bay qua bốn phía, cuối cùng phát hiện trên một thân cây cách đó hơn 200 thước có hai người đang hợp lực áp chế tảng đá. Con rơi trong nháy mắt đã đến trước mặt hai người,
mắt thấy tảng đá sẽ rơi xuống ba người Diệp Phàm. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, con rơi hóa thành một thanh trường đao chém lên người hai tên này. Á! Một tên dường như cảm thấy gì đó, cả hai chạy ra bên ngoài. Nhưng bọn chúng không dễ nhận ra con rơi nội khí khác thường của Diệp Phàm. Một tiếng xoẹt vang lên. Uy lực nội khí của thanh trường đao con rơi biến thành khi chém cũng thật dọa người, đây là kết quả của bốn người cùng hợp lực. Một dòng máu tươi từ trên cây phun ra, kèm theo ba đầu ngón tay cũng bay ra theo. Vừa mất đi hai người khống chế, tảng đá liền rơi xuống đất. Nhưng, ba người Diệp Phàm cũng từ bên cạnh mà nhẹ nhàng đi ra. Một tiếng ầm ầm rất lớn, mặt đất rung chuyển. Khi Diệp Phàm đi xem hai người kia, phát hiện ra tên bị thương đã được tên còn lại cõng đi được mấy dặm rồi. Diệp Phàm đành phải thu hồi con rơi, vội vàng nhảy vào hàn đàm đưa Thiết Chiêm Hùng đi lên, sờ ngực, phát hiện ra còn có chút khí. Còn Hồng Tà và Lệ Vô Nhai cũng nhanh chóng tìm được Tuyết Lý Hồng và Lý Cường, phát hiện hai người chỉ bị đánh ngất xỉu, không có nguy hiểm tới tính mạng. Anh Thiết! Giọng nói Diệp Phàm trở nên thảm thiết, vội vàng đưa nội khí đi vào. Ta muốn nghỉ ngơi, chắc là do đã lâu không tỉnh lại, vừa rồi ta còn vừa vận hồn khí, hy vọng ngươi đừng gọi ta nữa, nếu không chắc ta sẽ tan mất. Sau khi giọng nói yếu ớt của Lô Định Tông truyền đến liền không nghe thấy gì nữa, Diệp Phàm hiểu rằng, người này chắc cũng đã về quá khứ rồi. Bởi vì vừa rồi phải đối mặt với hai áp lực cực lớn, Lô Định Tông vì mình cũng đã xuất toàn lực. Trong chốc lát khó khăn lắm mới khôi phục được một chút lại tiêu hao hết rồi, chắc chắn còn nghiêm trọng hơn nhiều so với trước kia. Diệp Phàm vội đưa một chút khí vào trong người Thiết Chiêm Hùng, rồi vội vàng băng bó lại, nhưng phát hiện ra tất cả kinh mạch trong người Thiết Chiêm Hùng đều rối loạn. Hơn nữa, kinh mạch nhiều chỗ bị đứt, bây giờ đã không còn hoạt động. Có phải toàn bộ kinh mạch đã bị đứt rồi không? Hồng Tà yếu ớt hỏi. Gần như vậy, mặc dù là nếu có thể chữa khỏi được cũng tương đương với việc bị phế đi toàn bộ. Giọng nói Diệp Phàm khan khan, quay đầu về phía Lý Cường vừa mới tỉnh dậy quát. Gọi điện thoại cho Đường Thành, nói cậu ấy lập tức đến đây, tôi cần giúp đỡ, còn nữa, gọi cho Phí Thanh Sơn, nói tôi cần giúp đỡ. Mấy người phía sau Diệp Phàm tuy còn sống nhưng toàn thân đã không còn sức lực. Hơn nữa, Lô Định Tông cũng bất tỉnh trong thời gian dài không thể tỉnh dậy. Kinh mạch ba người Diệp Phàm nhiều chỗ cũng đã cạn kiệt, bị thương. Nếu kẻ địch quay lại thì có thể chịu thua thôi. Cho nên cần phải có người bảo vệ. Chỉ vài phút sau, tổ tổng bộ đèn sáng trưng, sắp xếp quân toàn bộ quân lính lên xe, máy bay vũ trang cũng lên đường. Nhanh lên! Đường Thành hướng về phía phi công hét lớn. Nhanh nhất rồi. Phi công nói, vẻ mặt nghiêm túc điều khiển trực thăng về phía Hàn Lâm Tự. Hai chiếc xe của nhà họ Phí cũng đang chạy như bay trên đường đến Hàn Lâm Tự. Bởi vì hầu hết lực lượng của Hồng Diệp Bảo đều đã phái đi đến đảo Duy Cơ Tư. Ngoài những người phụ nữ như Chu Chân Chân và Tuyết Nha Nha thì không có cao thủ nào khác. Bây giờ họ đã trở thành người bảo vệ bí mật của Hồng Diệp Bảo. Thời khắc quan trọng đồng chí Thiết Chiêm Hùng đột phá thì có người ra tay. Điều này chứng tỏ có người đã sớm nhằm vào Diệp Phàm. Đây là một hành động có mưu tính trước, nhất định là người đối đầu với Diệp Phàm làm. Kê Vĩnh Viễn nói, người này hơn nửa đêm vẫn còn chạy tới tổng bộ. Có thể là người phái Côn Lôn làm không? Thôi Kim Đồng nói. Diệp Phàm kết thù oán không ít, trước kia là phái Thanh Thành, sau đó là Hoa Sơn, nhưng nếu như nói về oán hận nhất thì phải là phái Côn Lôn. Theo tình báo mới nhất, Võ Vệ Sơn của phái Côn Lôn đã sắp hồi phục rồi. Nhưng theo bác sĩ nói, khả năng hồi phục của hắn gần như bằng không. Cung Khai Hà nói. Cho nên, phái Côn Lôn là đáng nghi nhất, nhưng khổ nỗi là chúng ta không có chứng cứ. Nghe nói là có hai người ra tay, lại có thể ngăn được ba cao thủ là Hồng Tà, Lệ Vô Nhai và Diệp Phàm. Điều này chứng tỏ thân thủ của hai người này cũng rất đáng sợ. Kế Vĩnh Viễn nói. Cũng không thể chứng minh thân thủ của hai người này cao hơn cả tiên thiên đại viên mãn như Hồng Tà. Nếu hai người bọn chúng thật sự mạnh hơn so với ba người họ, thì đã sớm ra tay rồi, tại sao còn muốn chọn đúng lúc Thiết Chiêm Hùng đột phá? Điều này cho thấy, hai tên đó nhiều nhất là đạt tới cảnh giới của Hồng Tà. Mà Hồng Tà và Lệ Vô Nhai là vì chân như vậy nên mới không thể đạt tới thời kỳ cường thịnh như ngày xưa. Cho nên... ba người Diệp Phàm hợp lại có thể đối phó với một tên tiên thiên đại viên mãn dễ dàng. Thôi Kim Đồng phân tích. Có hai điều nói không thông, Diệp Phàm đã từng đánh Võ Vệ Sơn là một người đã tiên thiên đại viên mãn thành người thực vật ở bờ sông Thông Thiên, điều này giải thích như thế nào?
Tôi cảm thấy năng lực của Diệp Phàm không chỉ là năng lực của một cao thủ tiên thiên giai đoạn đầu, hắn chắc chắn có thể đánh thắng một cao thủ tiên thiên trung kỳ. Kế Vĩnh Viễn nói, chuyện lần trước chỉ là ngẫu nhiên, có thể là có người ra tay giúp đỡ Diệp Phàm mới thành công. Về người đã ra tay giúp đỡ thì Diệp Phàm không chịu nói, chúng ta cũng không thể ép. Nhưng nếu Diệp Phàm có một người có thể đánh võ vệ Sơn Thành ra như vậy, thì lần này tại sao không lặp lại tình huống như thế? Nhưng chỉ có một nguyên nhân, bọn họ có hai cao thủ, nếu như là hai cao thủ tiên thiên, ba người Diệp Phàm hợp lực cũng bất lợi là chuyện bình thường. Vẻ mặt của Cung Khai Hà nghiêm trọng. Đúng rồi, việc tìm kiếm bắt giữ như thế nào rồi? Ngoài những người giữ vị trí quan trọng không thể đi ra ngoài của tổng bộ, tất cả mọi người đều đã đi rồi. Nhưng tôi cảm thấy hy vọng không lớn. Loại người đã đạt tới tiên thiên này, dù có ở trước mặt, người cũng rất khó xác định. Hơn nữa, dù là bị phát hiện cũng khó mà đưa họ ra pháp luật. Đây chính là nỗi khổ của ngành chúng ta. Chúng ta không có cao thủ như vậy. Nếu có để bọn họ đi bắt người là được rồi. Hơn nữa, cũng có sức uy hiếp nhất định với các môn phái lớn. Nói cách khác, cao thủ người ta ra tay xong thì chạy mất rồi, đi đâu để tìm người. Thôi Kim Đồng cũng phẫn nộ. Hai, đây là tình hình hiện giờ. Hơn nữa, tôi cảm thấy, nếu như hai cao thủ đó đã tính toán kỹ từ trước, bây giờ muốn bắt được họ thì tỷ lệ dường như bằng không. Ngay cả người canh giữ ở chân núi Côn Lôn cũng khó phát hiện được bọn họ. Nhưng tôi cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Côn Lôn không phải chỉ có võ vệ Sơn là mạnh nhất sao? Ở đâu ra hai cao thủ mạnh đến vậy? Kế Vĩnh Viễn vuốt cằm, nói. Chương 3391, hai đại cao thủ. Chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Côn Lôn là môn phái lớn đã có mấy ngàn năm, không lẽ chỉ có mấy người đó? Hơn nữa, những môn phái này đều có vẻ thần bí. Trời mới biết họ có giữ bao nhiêu cao thủ mà không để chúng ta phát hiện. Ví dụ như phái Võ Đang, Diệp Phàm nói Dương Đinh Thiên ở Tàng Thư Lâu kia chính là một cao thủ đáng sợ. Nhưng nếu như Diệp Phàm không tình cờ phát hiện ra, chúng ta làm sao biết được lão già này là một cao nhân tuyệt thế? Tương tự như vậy, tôi đoán là mọi phái đều có, hơn nữa, không chỉ có một người. Cung Khai Hà nói. Hơn nữa, các cao nhân này đều rất thần bí. Anh xem, trưởng môn Võ Đang, Trương Thiên Lâm cũng không biết ông ta là một đại cao thủ. Chúng ta không biết cũng là chuyện rất bình thường. Thôi Kim Đồng cũng gật đầu nói. Không lâu sau, đã có hơn 100 người đến Hàn Lâm Tự, lập tức vây quanh toàn bộ chùa. Lâm thì đầu còn lập hàng rào cảnh giới, và trực thăng cũng đã dừng lại. Mấy bác sĩ vội vàng đến chỗ Hàn Đàm. Đương nhiên, để giữ bí mật, chỉ có những nhân viên quan trọng mới được đi vào. Không sao chứ Diệp Phàm. Phí Thanh Sơn nhìn thấy Diệp Phàm vẫn ngồi được thì thở phào nhẹ nhõm. Con không có gì nghiêm trọng, chỉ là bị tổn thương kinh mạch một chút, nghỉ ngơi trong thời gian ngắn là bình phục. Nhưng anh Thiết hiện giờ chỉ còn một chút khí, mặc dù có thể cứu sống, cũng coi như người tàn phế. Con thực sự có lỗi với anh ấy. Diệp Phàm nước mắt lưng tròng. Từ từ, đừng nóng vội. Có thể sau này khi công lực của con đạt tới trình độ cao hơn có thể có cách chữa cho cậu ấy. Đối với trình độ võ công của chúng ta bây giờ thì không thể làm được, nhưng đối với cao thủ tiên thiên cao nhất mà nói rất có thể sẽ làm được. Cho nên, con cũng không nên quá nản chí. Nếu tìm ra hung thủ, đòi lại nợ máu và nâng cao năng lực bản thân mới là việc quan trọng nhất. Phí Thanh Sơn rất có phong cách làm việc lớn, vô cùng bình tĩnh. Đúng vậy, anh Diệp, bây giờ vội vàng cũng vô dụng, nghe nói hai tên đó rất lợi hại, mặc dù bây giờ anh gặp được bọn chúng cũng không có cách nào. Cho nên, tốt nhất là bây giờ nên kiên nhẫn bí mật điều tra. Hơn nữa, trong đó có một tên đã bị chặt đứt ba đầu ngón tay. Hiện giờ, chúng ta đã tìm được ba đầu ngón tay. Qua kiểm tra en cũng sẽ có manh mối. Hơn nữa, một tên đã bị thương, chắc chắn là sẽ không dám có hành động gì. Phí Nhất Độ nói. Việc quan trọng nhất hiện giờ là bảo toàn mạng sống của anh Thiết. Hai, tôi thật không biết ăn nói thế nào với chị dâu. Diệp Phàm thở dài, đổi giọng. Thù này nhất định phải trả. Phái Côn Lôn là đáng nghi nhất, tôi cảm thấy phải theo dõi sát sao. Đường Thành đi đến nói. Ngày hôm sau, ở một sườn núi nhỏ của Côn Lôn Sơn. Lúc này, trưởng môn Dương Chấn Tử của phái Côn Lôn lại có thể vẻ mặt cung kính tiếp tục quỳ lại. Sau ba lần quỳ, chín lần dập đầu, Dương Chấn Tử cầm ra một vật gì đó ném về phía trước. Ngay sau đó, vật ở trên không trung đó giống như đụng phải thứ gì đó đột nhiên sáng lên,
sau đó lại bay về tay của Dương Chấn Tử. Có gì thì nói đi. Một giọng nói khàn khàn phát ra từ trong rừng cây. Đại sư huynh Võ Vệ Sơn đến hiện giờ vẫn trong tình trạng hôn mê, theo bác sĩ chẩn đoán thì khả năng có thể tỉnh lại là không thể. Hiện giờ công lực của đại sư huynh là cao nhất, trên đời này, tường không thể ngăn được gió. Hiện giờ, các môn phái khác đều đã biết võ sư huynh của chúng ta đã trở thành như vậy. Lần trước đi lên núi Không Động còn ngang nhiên châm chọc Côn Lôn chúng ta là không có người rồi. Trong lòng con rất tức giận, nhưng mà không có cách nào. Người ta còn có cao thủ tiên thiên đại viên mãn bảo vệ. Chúng ta thì ở bên ngoài là không có. Nếu tình hình cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta có mặt mũi nào để tiếp tục tồn tại. Mà càng phiền phức hơn chính là đại hội võ lâm 3 năm một lần năm sau sẽ tổ chức. Đến lúc đó, người trong các phái đều sẽ tập hợp. Việc này cũng có liên quan đến không gian và lợi ích sinh tồn của môn phái. Hiện giờ, một số lĩnh vực kinh doanh đặc biệt đều là do các môn phái lớn dựa vào thực lực để chia sẻ. Nếu chúng ta mất đi sự trấn thủ của đại sư huynh, đến khi đại hội võ lâm chấm dứt, phạm vi hoạt động của phái Côn Lôn chúng ta sẽ bị thu hẹp lại. Điều này có liên hệ rất nghiêm trọng đến môn phái của chúng ta. Dương Chấn Tử bất tài, không thể gánh vác được đại nghiệp của phái Côn Lôn. Dương Chấn Tử vẻ mặt cung kính, đầy đau buồn, rõ ràng là đang dùng khổ nhục kế. Ý của ngươi là muốn ta ra tay để cứu Võ Vệ Sơn? Giọng nói ở bên trong hỏi. Thỉnh cầu thứ nhất của con chính là như vậy, nếu đại sư huynh trong một năm có thể khôi phục công lực như thời gian hưng thịnh. Chúng ta tham gia vào đại hội võ lâm cũng có chút sức mạnh rồi. Thỉnh cầu thứ hai chính là nghiêm trị hung thủ, người này quá kiêu ngạo. Đến bây giờ vẫn rất vênh váo, nếu không thể trừng trị nghiêm khắc, chúng ta còn mặt mũi nào để tồn tại. Như vậy sẽ làm ô danh tổ tiên đã sáng lập phái Côn Lôn, huống hồ, nếu không thể trừng trị người này, sau này hắn sẽ càng kiêu ngạo. Hơn nữa, chúng ta cũng muốn khi đại sư huynh tỉnh dậy có thể hiểu được nguyên nhân thực sự khiến huynh ấy bị thương. Trong phái mới có thể trả lời cho hợp lý. Dương Chấn Tử nói. Thương thế của Dương Chấn Tử ta đã kiểm tra qua, cơ thể bị thương nhưng thật ra còn có thể chữa được. Phiền toái nhất chính là thần kinh của hắn hiện giờ có đã bị khống chế. Đối với vấn đề thần kinh, chúng ta nhất thời cũng không tìm ra cách chữa trị hiệu quả. Võ học thật sự cũng là một môn học uyên thâm. Cho dù công lực cao tới đâu, nhưng đối với vấn đề của thần kinh cũng đều bó tay, không có cách nào. Cho nên, người đừng tưởng tượng chúng ta quá lợi hại, không phải là không có chuyện gì là không làm được, thật ra có nhiều chuyện ngay cả chúng ta cũng không có cách nào. Tình hình của Dương Chấn Tử phải từ từ, nhưng, về chuyện đại hội võ lâm, người cũng không phải quá lo lắng. Đến lúc đó, sẽ có người thay thế Võ Vệ Sơn. Người bên trong nói. Lão Tổ Tông có thể nói trước một chút không, để trong lòng chúng con thoải mái một chút. Dương Chấn Tử có chút chưa từ bỏ ý định. Không cần, người có thể thay thế Võ Vệ Sơn là người hiện giờ ở trong môn phái. Chỉ là chưa đến thời khắc quyết định nên người đó chưa xuất hiện. Hơn nữa, người cũng không cần phải suy nghĩ, người này ngươi sẽ không ngờ đến, từ những người nhóm lửa nấu cơm đến các trưởng lão đều có thể. Người bên trong nói, vẫn còn một điều. Tên Diệp Phàm đó tạm thời ngươi đừng đi gây phiền phức với hắn. Đừng nghĩ hắn quá đơn giản. Chúng ta đã suy nghĩ, có lẽ lúc đó cũng là do Võ Vệ Sơn quá khinh địch nên mới tới mức như vậy. Không đơn giản, một tên viên chức nhà nước thì có cái gì không đơn giản. Nhiều nhất là học được chút võ công, cũng không có khả năng khiến Đại sư Huynh thành ra như vậy chứ. Theo chúng còn phân tích, có lẽ lúc đó Đại sư Huynh gặp phải cái gì đó. Việc này, tuyệt đối không thể là do một mình Diệp Phàm làm. Dương Chấn Tử căn bản là coi thường Diệp Phàm. Hừ, một lũ ếch ngồi đáy giếng. Nghe giọng nói ở bên trong, tuy Dương Chấn Tử có chút không phục nhưng cũng không dám phản bác, đành phải im lặng. Ta biết trong lòng ngươi không phục, nhưng, ta phải cảnh cáo ngươi, Diệp Phàm này thật sự không đơn giản. Ngươi có từng điều ra, trong Hồng Diệp Bảo của bọn chúng có hai lão già. Giọng nói bên trong hỏi. Đúng là có hai lão tàn phế, trước kia còn ngồi xe lăn. Bây giờ có lẽ đã làm chân giả rồi. Dương Chấn Tử nói. Hai lão tàn phế, nhầm rồi. Người bên trong hừ nói. Nhầm rồi, là nhầm cái gì, xin lão tổ tông chỉ giáo. Điều này rất quan trọng với môn phái chúng ta. Dương Chấn Tử phải hỏi cặn kẽ mọi việc. Nhất khi, nhị chính, tam tà, tứ, 11 người này ngươi đã từng nghe chưa? Giọng nói kia hỏi. Là nói về 11 đại cao thủ năm đó.
nghe nói mỗi người đều có thực lực tiên thiên đại viên mãn. Nhưng, đến bây giờ con vẫn không hề gặp một người nào. Những người này có lẽ tuổi đều đã cao, thậm chí đã trăm tuổi, bây giờ không biết còn có mấy người còn sống. Dương Chấn Tử nói. Ngu ngốc. Giọng nói bên trong đột nhiên tức giận, Dương Chấn Tử sợ tới mức không dám lên tiếng nữa. Trong môn phái chúng ta cũng có một người trong 11 người này, những người này nhiều thì hơn trăm tuổi, ít thì cũng chỉ trên dưới 70. Người bình thường còn có thể sống đến hơn 100 tuổi, mà những người đã đạt tới tiên thiên đại viên mãn không lẽ lại không thể sống lâu hơn sao? Giọng nói bên trong giáo huấn. Con sai rồi lão tổ tông, những người này có lẽ đều còn sống, nhưng chỉ có 11 người, thế giới có vài tỷ người, chúng ta không thấy những cao nhân này cũng là bình thường đúng không ạ? Dương Chấn Tử vội quỳ xuống. Các ngươi, thật là làm mất hết thể diện của phái Côn Lôn chúng ta. Những cao nhân đó sờ sờ trước mắt các ngươi cũng không biết. Hai, không lẽ vào xã hội hiện đại người trong võ lâm đã rơi vào tình trạng như thế này? Trong giọng nói có chút xúc động. Xã hội hiện đại phải chịu sự đe dọa của súng ống, võ công thật sự không phổ biến như trước kia nữa. Nhưng nếu nói là sa sút thì việc này chỉ là kết quả của sự phát triển thời đại thôi. Ngày trước, võ công chiếm phần rất lớn, bởi vì khi đó chỉ có vũ khí lạnh. Bây giờ thì khác, một khẩu súng trường có thể giết chết sinh mạng của 12 cao thủ. Mặc dù là cao thủ tiên thiên, nếu không đề phòng cũng có thể gặp bất trắc. Mà một tay súng giỏi có thể giải quyết được 8 vị cao thủ. Cho nên, hầu hết mọi người đều thấy rằng vất vả luyện công để làm gì, vẫn không bằng mua súng để phòng thân. Hà tất phải chịu nhiều khổ sở như vậy? Dương Chấn Tử nói về tình hình hiện giờ. Hừ, đó chẳng qua là suy nghĩ thiển cận của những kẻ nông cạn mà thôi. Ngươi nghĩ xem, nếu khẩu súng trường đó mà trong tay 12 cao thủ đó thì uy lực sẽ như thế nào? Đây là lý do vì sao nhà nước phải thành lập ra nhóm A đặc biệt. Khi thực lực tương đối khá, là lúc năng lực đã được thể hiện ra. Hơn nữa, người khác có mà chúng ta không có, vậy là chúng ta thật sự nguy hiểm rồi. Cho nên, mặc dù là trong xã hội hiện đại, võ học đã sa sút, nhưng nó vẫn giữ vị trí tương đối quan trọng. Là thứ không thể thiếu. Nói một cách đơn giản, người ta muốn ám sát một lãnh đạo cấp cao, người nhất định phải bảo vệ. Người ta có cao thủ mà ngươi không có, có phải là nguy hiểm không? Người bên trong nói, tổ A đặc biệt cũng không ra gì, không phải chỉ là mấy người mang danh nghĩa quốc gia đàn áp chúng ta thôi. Những người này, căn bản là một đám rác rưởi, nói cách khác, chúng ta sẽ để ý tới bọn chúng mới là lạ. Chương 3392, có chuyện tốt rơi xuống đầu. Ngươi biết cái gì, ngươi cho rằng tổ A đơn giản như vậy sao? Không có cao thủ đứng đằng sau sao? Giống như môn phái chúng ta, không phải ngươi nói mất đi võ vệ sơn là sẽ nguy hiểm sao, chuyện giống nhau thôi. Môn phái chúng ta thần bí, tổ A cũng không đơn giản. Đương nhiên, tổ A mới thành lập vài chục năm, không thể nào so sánh với chúng ta. Nhưng bọn họ có quốc gia hậu thuẫn, điều này bù lại ở phương diện thiếu cao thủ. Hơn nữa, bọn họ có vũ khí hiện đại nhất, điều này cũng khiến các môn phái lớn phải kiêng nể họ. Người bên trong nói, vâng. Mỗi lần bọn họ phái người đến đều là lấy quốc gia ép chúng ta. Chúng ta quả thực là cũng không có cách nào. Có lẽ không riêng gì chúng ta, các môn phái lớn đều như vậy. Lần trước Chu trưởng lão đã đi rồi, Chu sư đệ lại có thể trong 2 năm mà trở thành cao thủ bán tiên thiên. Đáng tiếc, nếu không phải lão tổ tông bỗng nhiên ra mặt cảnh cáo bọn họ, cho Chu sư đệ trở về, bằng không, để cho bọn chúng tiếp tục như vậy, chúng ta còn đường sống không? Đầu óc Dương Chấn Tử lại khởi động rồi. Ngươi nói bọn chúng sẽ trả lại cho chúng ta sao? Người bên trong hừ nói. Nhất định là không, nhưng với thực lực của các lão tổ tông, hoàn toàn có thể áp dụng biện pháp huy hiếp ép chúng thả người. Dương Chấn Tử nói. Ngươi vẫn không hiểu, nếu như vậy có thể được thì căn bản là không cần được đến nhân vật quan trọng trong phái. Nếu chúng ta uy hiếp bọn chúng, nhất định bọn chúng sẽ biết là hành động của phái Côn Lôn. Chúng ta không cần quá lo lắng tới bọn chúng, nhưng môn phái có thể chạy được không? Còn nữa, chúng ta cũng kiêng dè tổ chức thần bí này. Tổ chức này khiến cho người ta có chút nhìn không thấu. Hơn nữa, bọn họ không có cao thủ cũng không có nghĩa là bọn họ không thể gọi cao thủ đến. Người bên trong nói. Gọi như thế nào? Dương Chấn Tử hỏi. Đơn giản, các môn phái trong nước ta đều ra vẻ rất hòa hợp. Trên thực tế thì không phải như vậy, nếu như có cơ hội để chèn ép một môn phái khác, các môn phái khác sẽ tuyệt đối không nương tay.
khi chúng ta thật sự làm ra chuyện gì, đối thủ của chúng ta có phải là có thể kêu gọi mọi người chinh phạt Côn Lôn chúng ta? Nói chúng ta không nghe lời quốc gia, chống lại đất nước gì đó, không phải người Trung Quốc, không có cảm giác vinh dự của người Trung Quốc gì đó. Đến lúc đó, nếu cùng đánh, chúng ta có thể chống lại được sao? Mà những người này, đến lúc đó sẽ chờ cờ hiệu của quốc gia để đối phó với chúng ta. Thật sự, những người đó sẽ vì đất nước sao? Nếu bọn họ cao thượng như thế sao không đưa cao thủ của môn phái mình vào nhà nước đi? Người bên trong nói. Con biết, nhưng, lão tổ tông, vừa rồi người nói hai lão tàn phế kia có liên quan tới 11 cao thủ đó. Dương Chấn Tử chuyển chủ đề. Đương nhiên là có, trong đó có một người ăn mặc hơi thô lỗ, nếu ta đoán không nhầm thì người này chính là Hồng Tà, một trong tam tà của 11 người đó. Người kia nếu không phải là trong 11 người đó thì có lẽ thân thủ cũng không thua kém. Đây là lý do vì sao ta nói các ngươi không được làm bậy. Hai người này đều ở trong Hồng Diệp Bảo, có quan hệ thân thiết với Diệp Phàm. Nếu như là hai người đó trong tình hình hoàn hảo, thì cũng ta cũng phải kiêng dè. Người bên trong nói. Hồng Tà. Hơi thở của Dương Chấn Tử chợt trở nên dồn dập, một lát sau mới thở dài, nói. Thảo nào Diệp Phàm kiêu ngạo như vậy? Có cao thủ như vậy bảo vệ, có lẽ lần trước đại sư huynh bị đánh thành ra vậy chính là do hai lão quái vật này. Nhưng con không hiểu, hai người này có quan hệ gì với Diệp Phàm, quả thật là kỳ lạ. Bí mật trên đời này rất nhiều, chúng ta muốn biết cũng khó mà biết hết được. Hơn nữa, võ vệ sơn bị như vậy có lẽ liên quan đến hai người này. Nếu không, chỉ dựa vào một mình Diệp Phàm thì không thể khiến võ vệ sơn trở nên như vậy. Đương nhiên, chúng ta cũng không cần sợ hai người bọn họ. Hai người này hiện giờ đã không thể đạt tới đỉnh cao tiên thiên đại viên mãn cũng không có gì đáng sợ rồi. Chúng ta tạm thời bất động là có nguyên nhân khác. Người bên trong nói. Còn có nguyên nhân khác. Dương Chấn Tử hứng thú hơn bao giờ hết, nguyên nhân có thể khiến lão tổ tông động thủ hẳn là rất thú vị. Chuyện bồng lai nhất thủy xích, người đã nghe chưa? Người bên trong nói. Đã nghe qua, nghe nói có liên quan đến việc ăn cắp cửu chỉ thần đạo của Vũ Vương Mễ Tố Tỷ Khâu Xà Mi. Nhưng đó là chuyện của hơn 100 năm trước, người hiện đại cũng không mấy người hiểu được. Hơn nữa, đây chỉ là một truyền thuyết, ai có thể chắc chắn? Dương Chấn Tử nói. Hừ, bồng lai nhất thủy xích này vốn ở trong tay Hồng Tà. Bí mật của Vũ Vương là bí mật lớn nhất trong thiên hạ chốn võ lâm. Vì thế mấy ngàn năm nay đều vẫn đang tranh giành. Sau đó lại nghe nói Hồng Tà và Lệ Vô Nhai đã cùng nhau rơi xuống núi chết rồi. Lúc đó lại có mấy chục người có mặt. Điều này đúng là sự thật. Nhưng Hồng Tà mà hiện giờ chúng ta nghi ngờ lão già ở Hồng Diệp Bảo chính là Hồng Tà. Nhưng cũng chỉ tạm thời là nghi ngờ, cũng chưa thể khẳng định. Dù sao đã nhiều năm như vậy, dáng vẻ có lẽ đã thay đổi rất nhiều. Bí mật này ta nói cho ngươi biết, ngươi không được để lọt vào tai người thứ ba. Người bên trong nói, có phải lão tổ tông muốn theo dõi bọn họ, biết đâu có thể phát hiện ra bí mật đúng không? Dương Chấn Tử cảm giác tim mình đang có chút không chịu thua kém mà đập loạn xạ. Đúng vậy, bí mật của Vũ Vương khiến người trong thiên hạ đều động lòng. Bây giờ chúng ta đã may mắn phát hiện ra người đáng ngờ là Hồng Tà, chúng ta phải theo dõi. Đây là bí mật của phái Côn Lôn chúng ta, một khi có thể nắm được bí mật này, tìm ra được bí mật của Vũ Vương, đưa phái Côn Lôn áp đảo các môn phái khác, đến lúc đó, ngươi sẽ trở nên uy phong rồi. Người bên trong nói. Con hiểu rồi. Dương Chấn Tử gật gật đầu. Cuối cùng vẫn là bộ đứng ra, lấy lý do Thiết Chiêm Hùng thực thi nhiệm vụ bí mật để tạm thời nói dối vợ Thiết Chiêm Hùng. Có điều qua quá trình kiểm tra của các bác sĩ chuyên môn của bệnh viện quân y cuối cùng cũng cho Diệp Phàm chút tin vui. Ít nhất, tính mạng của Thiết Chiêm Hùng đã không còn nguy hiểm, võ công tuy đã bị phế, nhưng người vẫn còn sống. Hơn nữa, còn một chút hy vọng có thể khiến cho Thiết Chiêm Hùng hồi phục. Nhưng từ nay về sau chỉ là một người bình thường. Tuy chỉ là hy vọng nhỏ nhất, nhưng Diệp Phàm cuối cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Anh Thiết, em không giúp được anh, lại còn khiến anh trở thành như vậy, thù này không báo, Diệp Phàm này không làm người. Diệp Phàm ngồi trước giường bên, lẩm bẩm. Lúc này, Trương Hùng đi vào. Nhìn thấy xung quanh không có ai, Trương Hùng kéo Diệp Phàm sang một bên, nói. Anh Diệp, vốn là có một cơ hội, em vừa nghe nói rồi, nhưng hiện giờ cơ hội này xem ra không dùng được, hai. Có liên quan đến anh Thiết sao? Diệp Phàm hỏi. Có chút liên quan. Trương Hùng nói. Cơ hội gì, bất kể là được hay không, cứ nói trước đã.
Diệp Phàm hỏi tới. Lần trước anh nói chuyện với em, khi nói đến chuyện thứ trưởng Chiêm Hùng em cũng lo lắng, vừa mới nghe được một tin. Con trai lớn của đồng chí Phương Tùng Cương hiện giờ là phó thủ tướng thường trực quốc vụ viện là Phương Kiếm Cường trước kia không kết hôn, lúc đó ở địa phương có nói yêu một người con gái tên là Lý Ngọc Muội. Sau đó, hai người có một đứa con tên là Phương Đông Phong. Sau đó không lâu có chuyện, rồi lại chờ khôi phục lại, Phương Đông Phong đã theo cha là Phương Kiếm Tùng về thủ đô. Nhưng bởi vì địa vị của nhà họ Phương lúc đó còn chưa vững chắc, trên nguyên nhân chính trị, nhà họ Phương kết thân với nhà họ Vương. Và không lâu sau thì Lý Ngọc Muội buồn bực mà chết. Đối với đứa cháu trai này, nhà họ Phương bên ngoài không thể đồng ý. Chỉ có thể âm thầm chăm sóc, nhưng Phương Đông Phong cũng không chịu thua kém, chẳng những tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng, hơn nữa còn âm thầm hỗ trợ thương nghiệp của nhà họ Phương rất thành công, bây giờ là chủ tịch của tập đoàn Giang Lưu. Trị giá không dưới 3 triệu. Đương nhiên, vì lý do của nhà họ Vương, nhà họ Phương cũng không thể hiện rõ ràng là chống đỡ cho Phương Đông Phong. Nhưng thời gian trước, Phương Đông Phong đã sang Việt Nam đàm phán kinh doanh, kết quả là vừa đi liền không trở về nữa. Trương Hùng nói. Đã mất tích. Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy, chính là mất tích ở vùng Tam Giác Vàng. Trương Hùng gật gật đầu. Có lẽ nhà họ Phương đã sốt ruột muốn chết rồi đúng không? Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy, rất tệ. Đương nhiên, chuyện nhà họ Phương có người cháu trai này là bí mật. Có lẽ chuyện này cũng chỉ có một vài người nhà họ Phương biết. Mà việc này nhà họ Phương lại không tiện Red Eye điều tra, chỉ có thể báo cảnh sát, có lẽ còn có tác dụng. Đáng tiếc là Thứ trưởng Chiêm Hùng bây giờ lại thành ra như vậy. Nếu không, nếu Thứ trưởng Chiêm Hùng đứng đầu đi cứu người trở về, nhà họ Phương không lẽ lại không báo ơn này. Đến lúc đó, chuyện của Thứ trưởng Chiêm Hùng có nhà họ Phương giúp đỡ, không nói là tuyệt đối chắc chắc, nhưng ít ra cũng phải chắc đến 5 phần đúng không? Hoặc là nói rõ điều kiện trước rồi mới đi. Trương Hùng nói. Tin tức này đáng tin không? Diệp Phàm hỏi. Tuyệt đối đáng tin, nếu không đáng tin em tuyệt đối không dám nói trước mặt anh. Trương Hùng nói. Nếu như vậy thì tôi ra tay là được rồi. Diệp Phàm nói. Anh ra tay thì chỉ có thể âm thầm ra tay. Chuyện này có được không? Trương Hùng có chút lo lắng. Ha ha, lão đệ, cậu quên tôi chính là trợ lý của Bộ trưởng Bộ Công an à? Hiện giờ đã là trợ lý cấp thứ trưởng. Không lẽ vụ án này tôi lại không thể đảm nhiệm? Diệp Phàm cười nói. Nhìn em xem, thật đúng là đã quên mất thân phận này của anh. Có anh ra tay, chỉ cần người còn sống thì không thành vấn đề. Trương Hùng vỗ vỗ đầu, chuyển giọng hỏi. Nhưng việc này phải là như thế nào mới được, vừa không làm cho nhà họ Phương không khó xử, lại có thể khiến nhà họ Phương giúp chúng ta. Trao đổi đi, thẳng thắn. Diệp Phàm hừ nói. Được, trao đổi. Trương Hùng gật gật đầu. Phương Kiếm Cường hiện giờ làm việc ở đâu? Diệp Phàm hỏi. Phó Hiệu trưởng Yến Đại, tuổi của Phương Kiếm Cường cũng không lớn lắm, cùng lắm năm nay cũng trên dưới 40. Trương Hùng nói. Nghĩ cách để mời Phương Kiếm Cường đi một mình ăn cơm với tôi. Diệp Phàm nói. Chuyện này để em nghĩ cách bố trí. Trương Hùng nói. Tối hôm sau, tại sân phía tây biệt thự nhà họ Phương. Trong thư phòng của Phương Tùng Cương vừa mới xây lại một góc ở phía đông ở trên lầu 2, bây giờ đang có 3 người đang ngồi. Là Phương Tùng Cương, Phương Kiếm Cường và Lưu Tại Tiền. Thoạt nhìn trong 3 người thì Lưu Tại Tiền là người ngoài, nhưng thật ra không phải. Địa vị của Lưu Tại Tiền ở nhà họ Phương rất lớn, thậm chí thời gian người này nói chuyện với Phương Tùng Cương còn nhiều hơn con trai Phương Kiếm Cường. Người nhà họ Phương ở sau lưng cũng gọi là đại quản gia Lưu Tại Tiền. Thật ra vị trí của Lưu Tại Tiền ở nhà họ Phương chính là làm quản gia kiêm người cố vấn. Phương Tùng Cương thật sự rất hợp ý với hắn, bởi vì, năm đó nhà họ Phương gặp nạn, sau đó khôi phục lại cũng có liên quan đến Lưu Tại Tiền. Nước lên thì thuyền lên, hiện giờ Lưu Tại Tiền cũng đã gia nhập vào ngành sản xuất cấp phó tỉnh bộ, đương nhiên là cũng nhờ sự giúp đỡ của nhà họ Phương. Chương 3393, hai nhà họ Phương. Thấy hai người vội vàng đi vào. Có phải là đã có tin tức của Đông Phong? Phương Tùng Cương đẩy mắt kính, hạ tờ báo trong tay xuống nhìn hai người nói. Xin lỗi, việc này vẫn chưa có tin tức. Lưu Tại Tiền đứng, vẻ mặt xấu hổ. Còn chưa phái người sang bên kia sao? Bên kia không có tin tức gì. Phương Tùng Cương vừa hỏi, trên mặt có chút bất mãn. Vốn dĩ cho rằng Đông Phong bị mất tích lúc ở Việt Nam, thật ra không phải. Sau đó cậu ấy lại đi Thái Lan.
và nơi Đông Phong mất tích có lẽ là ngay tại vùng giáp danh Tam Giác Vàng. Phương Kiếm Cường nhìn bố nói. Việc này chúng ta đã qua một số người để báo với cảnh sát bên đó. Họ cũng đã kết hợp với phái cảnh sát Thái Lan rồi. Bên đó nói là sẽ lập tức phái người đi điều tra. Nhưng, nói là như vậy, con thấy không có tác dụng mấy. Mấu chốt còn phải xem người mà trong nước phái đi mới được. Ừ, bọn họ chỉ là tỏ vẻ cho chúng ta xem. Hơn nữa, thân phận của Đông Phong chỉ là chủ tịch tập đoàn, loại thân phận này không thể khiến bọn họ coi trọng cho lắm. Nếu là quan chức của nước ta thì lại khác, nhưng với thân phận này chúng ta không thể trực tiếp ra tay. Cho nên, cần phải hy vọng ở phía trong nước. Phương Tùng Cương nói, không phải là nghe nói nhà nước có một tổ chức bí mật tên là Tổ A sao, hay là nhờ bọn họ. Tam Giác Vàng là vùng đất phức tạp, ngư lòng hỗn tạp. Hiệu quả làm việc của cảnh sát thường chắc chắn không bằng tổ chức bí mật. Nghe nói mỗi người trong tổ chức này đều là cao thủ. Đối với vùng Tam Giác Vàng này, không là cao thủ nhất định không dùng được. Hơn nữa, ở trong đó có lẽ phải dùng đến một chút thủ đoạn mới được. Chỉ có tổ chức này mới có thể làm được như vậy. Phương Kiếm Cường nói. Hai người cho rằng bọn họ dễ mời lắm sao? Tổ chức này gần giống như Cẩm Y Vệ. Do chính thủ trưởng số 1 chỉ đạo, người bình thường sẽ không mời được bọn họ, nếu như tôi ra mặt, người ta chắc sẽ điều tra lý do. Đến lúc đó, chuyện của Đông Phong chắc sẽ lộ ra. Đơn vị đó không gì là không làm được, đặc biệt là có nhiệm vụ điều tra bí mật của người khác. Cho nên, không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì không thể liên hệ với bọn họ. Huống hồ, nhiệm vụ chính của họ là bảo vệ an toàn cho đất nước. Nói họ lo liệu việc tư cho chúng ta, đây là vi phạm quy tắc. Chuyện này, chủ yếu là lo lắng đến cảm nhận của nhà họ Vương. Con nghĩ xem, nhà họ Vương biết chuyện này rồi, trong lòng bọn họ sẽ thoải mái không? Phương Tùng Cương hừ lạnh nói. Con biết là rất khó, nhưng bố, Đông Phong mất tích đã mấy ngày rồi, lại không tìm được người, chỉ sợ. Phương Kiếm Cường nói đến đây, nước mắt rung rung. Hơn nữa, con và Thanh Thủy, Vương Thanh Thủy là vợ của Phương Kiếm Cường, đều sinh được hai đứa con gái. Đông Phong mới là người thừa kế thật sự của nhà họ Phương. Tuy nói là Đông Phong không thích là việc trong chính phủ, nhưng nếu như có thể khiến công ty của nó trở nên vững mạnh, cũng coi như một sự hỗ trợ đối với chúng ta. Khốn kiếp, con nghĩ rằng ông nội này không thương xót cháu mình có phải không? Ta đã nói, không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối không thể đi tìm bọn họ. Người ta có đồng ý không còn khó nói hơn, con nghĩ rằng thân phận này của chúng ta là được rồi phải không? Trong mắt bọn họ, an ninh quốc gia mới là quan trọng nhất. Hơn nữa, Nhất Hào lại đích thân chỉ huy, chúng ta có thể làm thế nào? Nếu phải điều động, nhất định là phải báo với Nhất Hào. Mặc dù chuyện này không làm chúng ta xấu hổ, nhưng chủ yếu là phía nhà họ Vương sẽ có ý kiến. Phương Tùng Cương tức giận, chửa mắng con trai. Nếu không thể suy nghĩ về bọn họ, Phó Thủ tướng Phương, còn có một tin, hôm nay tôi đến đây chính là vì có tin này muốn cho mọi người nghe. Lưu Tại Tiền do dự một chút nói. Nói mau lên, đừng như đàn bà như vậy. Phương Tùng Cương hừ nói. Ngài còn có ấn tượng gì về vụ án ngư đồng mấy năm trước không? Lưu Tại Tiền cắn răng, cuối cùng nói ra, về chuyện này, trong lòng Lưu Tại Tiền cũng đắn đo hồi lâu mới dám quyết định nói ra. Có chút ấn tượng, nghe nói sau đó điều tra, còn có liên quan đến tư lệnh quân khu thành phố ngư đồng. Phương Tùng Cương gật gật đầu nói. Đúng vậy, vụ án lúc đó đã chấn động cả nước, ngay cả trên bộ cũng cử người xuống, cuối cùng vẫn không điều tra được. Cuối cùng là một đồng chí tên Diệp Phàm từ tỉnh Nam Phúc đến thành phố Ngư Đồng đã điều tra ra. Người này rất thủ đoạn, hơn nữa cũng rất lợi hại. Lưu Tại Tiền nói. Ồ, lợi hại như thế nào? Phương Tùng Cương hỏi. Người này còn rất trẻ, khi điều tra vụ án lớn như vậy cũng còn chưa đến 25 tuổi. Và sau khi phá án xong Bộ Công an đều rất ca ngợi. Hiện giờ hắn mới vừa 30 tuổi. Hắn mới được đề bạt lên chức phó chủ tịch tỉnh Thiên Vân. Có lẽ là cán bộ trẻ nhất nước. Lưu Tại Tiền nói. Thật sự rất trẻ, rất giỏi. Phương Tùng Cương gật đầu coi như đồng ý, hỏi. Không lẽ người này xuất thân từ một đại gia tộc nào đó? Xuất thân bình thường, hơn nữa, người này hiện giờ còn kiêm chức trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an. Nếu người này có thể điều tra vụ án khó như vậy. Tôi nghĩ, để hắn đứng đầu đến Tam Giác Vàng điền tra sẽ rất tốt. Hơn nữa, chúng tôi đã điều tra. Chức vụ của người này cũng khá kỳ lạ.
lại có thể đảm nhiệm chức vụ phó chủ nhiệm văn phòng chủ tịch hiện tại. Hơn nữa, vẫn hỗ trợ cho công tác an ninh. Nếu đã làm công tác hỗ trợ an ninh, vậy người này hẳn phải là người có võ công. Phân tích của Lưu Tại Tiền quả thật sắc sảo. Tôi nhớ ra rồi, khu kinh tế Hoành Không xây dựng gần đây nghe nói là do người này thành lập. Lần trước cũng đã thảo luận về vấn đề khu kinh tế của bọn họ. Phương Tùng Cương nói. Ý bố thế nào? Phương Kiếm Cường hỏi. Có thể để hắn dẫn đầu đi điều tra. Phương Tùng Cương gật đầu. Buổi sáng hôm sau, đã chỉ định Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Quách Thiên Minh gọi điện cho Diệp Phàm, yêu cầu hắn đến bộ có việc gấp. Diệp Phàm lập tức đi đến bộ. Quách Bình Minh tạm thời còn chưa có người thay thế cho nên vẫn đi làm ở bộ. Vừa thấy Diệp Phàm đi vào liền cười ha ha nói. Đồng chí Diệp Phàm, trợ lý bộ trưởng đúng là khách lạ, ngay cả tôi cũng khó gặp được. Việc này cậu nói là có đáng trách hay không? Ha ha, chỉ là cái tên mà thôi. Thật ra tôi đã sớm từ chức, chẳng qua các vị vẫn chưa phê chuẩn. Ông cũng hiểu là bên dưới tôi nhiều việc quá, hiện tại lại mới thăng chức nên căn bản là không thể đến bộ được. Diệp Phàm cười nói, trong lòng cũng thầm nghĩ là có lẽ nhà họ Phương đã có phản ứng. Ha ha, chuyện này thật ra tôi đã quên rồi, đầu tiên phải chúc mừng Phó Chủ tịch Diệp Phàm được thăng chức. Bộ trưởng Quách cười nói. Ha ha, cùng vui, cùng vui. Bộ trưởng Quách cũng thăng chức rồi. Diệp Phàm cười nói. Lần này gọi cậu đến bộ chủ yếu là có nhiệm vụ muốn giao cho cậu làm. Tập đoàn Giang Lưu là một tập đoàn có tài sản cố định tới 10 mấy triệu. Cũng coi như có chút tiếng tăm ở thủ đô. Nhưng gần đây Chủ tịch Phương Đông Phong đến Thái Lan bàn bạc chuyện kinh doanh thì tự nhiên bị mất tích. Chúng tôi nghi ngờ là do bị bắt cóc nhưng đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì của bọn bắt cóc. Chỉ là người nhà họ Phương hiện giờ báo cảnh sát Thái Lan cũng đã phái người đi điều tra. Vì Đông Phương Lưu có đến mấy tỷ. Việc này có ảnh hưởng rất lớn, cho nên, nhà họ Phương yêu cầu chúng ta phái người qua hợp tác với cảnh sát Thái Lan để điều tra. Mà phía Thái Lan chính là ở vùng biên giới Tam Giác Vàng, tình hình rất phức tạp. Chúng tôi nghi ngờ, bọn cướp này có thể đến từ vùng Tam Giác Vàng hoặc là có liên quan đến các tổ chức trong Tam Giác Vàng. Việc này vốn rất thích hợp để đồng chí Chiêm Hùng làm, chúng ta đều biết võ công của cậu ấy rất giỏi. Đáng tiếc là tình hình hiện nay quá khó, đồng chí Chiêm Hùng đột nhiên bị bệnh. Mà tình hình vùng Tam Giác Vàng đặc biệt phức tạp, bọn cướp nếu đã dám động vào Phương Đông Phong nhất định là thực lực không kém. Tôi biết rõ nội tình của cậu, nếu như cậu đi thì có thể chắc chắn thành công. Quách Bình Minh nói. Nhà họ Phương nào? Diệp Phàm cố ý hỏi. Nhà họ Phương cũng không có gì, chỉ là một gia đình bình thường. Nhưng mọi người đều là quan trọng với bộ, chúng ta cũng không thể đứng ngoài nhìn đúng không? Huống hồ, việc này còn có liên quan đến phía Thái Lan, là ra nước ngoài làm nhiệm vụ, không thích hợp phái người cấp dưới đi. Quách Thiên Minh nói. Chuyện này... chỉ sợ là tôi không có thời gian đi. Khu kinh tế Hoành Không vừa mới treo biển thành lập được mấy ngày nay. Mấy ngày này thật sự rất bận, bởi vì một số phòng ban bên dưới đang nghiên cứu chọn người vào các vị trí thấp hơn. Hơn nữa, tôi không những là phó chủ tịch tỉnh Thiên Vân, là quan trọng hơn còn là chủ nhiệm ủy ban quản lý khu kinh tế Hoành Không. Mà khu kinh tế Hoành Không còn là do tôi lập nên, nhân viên lên tới mấy triệu, hiện giờ tiền vốn hỗ trợ 1,8 tỷ của cấp trên đã đến rồi. Nếu như không thể đưa các bộ phận nòng cốt của khu kinh tế đi lên, để xảy ra vấn đề gì, Diệp Phàm tôi không gánh nổi trách nhiệm này. Mà trong bộ không ít người tài, hẳn là có thể bố trí người đến Thái Lan. Diệp Phàm cố tình không nhận lời. Bởi vì, cũng không phải là nhà họ Phương ra mặt là do cha nuôi của Phương Đông Phong ra mặt. Diệp Phàm đương nhiên là sẽ không trao đổi, nếu vậy thì sau này sẽ không giúp được Thiết Chiêm Hùng rồi. Hai, tôi biết là cậu bận rộn. Nhưng tình hình như vậy, bộ thật sự không thể tìm được người nào phù hợp hơn cậu. Quách Bình Minh thở dài, cau mày. Hay là xin viện trợ của tổ A, bọn họ cử bất cứ người nào đi cũng có thể giải quyết được việc này, đúng không? Diệp Phàm cố tình đưa ra đề nghị. Việc này không thể, việc này không gây nguy hiểm đến an ninh quốc gia, chúng ta không có lý do gì để xin viện trợ, họ cũng không thể đáp ứng. Như vậy là làm trái quy tắc, hơn nữa, là vi phạm nghiêm trọng. Không thể làm được. Quách Bình Minh không nghĩ ngợi gì, trực tiếp lắc đầu phản đối. Diệp Phàm hiểu là Quách Thiên Minh cũng không dám làm việc này. Trong thời khắc mấu chốt của mình, ông ta sao có thể có hành động không bình thường. Việc này thật sự là khó. Tôi không phải là không muốn đi, chỉ là do thật sự không có thời gian. Hơn nữa,
cũng chỉ là một vụ án bắt cóc thôi, cũng không liên quan gì đến an ninh quốc gia, nếu không tôi sẽ lập tức đi. Diệp Phàm nói, chuyển chủ đề. Đồng chí Chiêm Hùng làm việc ở bộ cũng đã nhiều năm, lần này không hiểu anh ấy có thể có cơ hội thăng chức không? Nghe Thứ trưởng Chiêm Hùng nói là Bộ trưởng Quách tiến cử anh ấy. Chương 3394, thân phận thần bí. Tôi có đề cử cậu ta, nhưng cả tôi và cậu đều rõ ràng, đối với phương diện chức vụ này, tôi và cậu đều không làm chủ được, giới thiệu chỉ là một mặt nhỏ, còn chủ yếu vẫn là cấp trên. Hơn nữa, chuyện lần này, đồng chí Chiêm Hùng, hai. Quách Thiên Minh thở dài, ý chính là lực bất tòng tâm. Tôi cũng biết là khó, tuy nhiên, đồng chí Chiêm Hùng có nói, việc Bộ trưởng Quách giới thiệu anh ấy, cả đời này anh ấy sẽ ghi tạc trong lòng. Diệp Phàm nói, việc đã không thành thì ghi với tạc cái gì chứ? Quách Thiên Minh nhíu mày, sau đó liếc nhìn Diệp Phàm một cái, muốn nói gì đó lại thôi. Có gì Bộ trưởng Quách cứ nói thẳng. Diệp Phàm hỏi, việc này, nói ra thì, thôi được rồi, nói cho cậu vậy. Phương Đông Phong tuy rằng xuất thân không tốt, nhưng quan hệ của ông ta với Phó Thủ tướng Phương rất tốt. Hình như là một đệ tử nhà họ Phương nào đó đã kết nghĩa anh em với ông ta, 500 năm trước đã là anh em rồi. Cho nên, việc này thật ra Phương gia ở thủ đô đã chú ý rồi. Nếu không, tôi cũng không ngại mà quyết định rồi. Hai, việc này thật phiền toái. Quách Thiên Minh nói. Như vậy đi, đồng chí Chiêm Hùng có ân với tôi. Nếu Phương gia đã ra mặt vì chuyện này rồi thì tôi có thể đi Thái Lan một chuyến, nhưng cũng chưa chắc là đã đưa được người về. Ví dụ như, nếu không phải bắt cóc mà là Phương Đông Phong bị người ta giết hại. Nhưng, tôi sẽ cố gắng hết sức đi làm. Mà công tác phía dưới, xin nhờ bộ nói với tỉnh ủy Thiên Vân một chút. Cái này, coi như là công việc bình thường của tôi, có đúng không? Nếu không, sẽ có một vài đồng chí lời ra tiếng vào. Nói tôi không tập trung công tác. Diệp Phàm nói, được thôi, việc này tôi sẽ trực tiếp nói với đồng chí Chí Hòa. Đây cũng là công việc bình thường của cậu mà. Nếu như được, tôi hy vọng sáng ngày mai cậu xuất phát luôn. Còn về thành viên thì cậu cứ chọn trong bộ là được. Đương nhiên, nếu cậu muốn đồng chí của cậu đi cũng được. Chúng tôi sẽ giúp đỡ tất cả những thủ tục có liên quan. Hơn nữa, đồng chí mà cậu dẫn theo chúng tôi sẽ căn cứ vào tiêu chuẩn của bộ để trợ cấp, được chứ? Việc này nếu tôi đã nhận lời rồi thì đương nhiên có thể lập tức xuất phát. Tuy nhiên, đồng chí Chiêm Hùng có ân với tôi không thể không báo. Việc lần này tôi vì đồng chí Chiêm Hùng mà đi, còn chuyện của đồng chí Chiêm Hùng cũng hy vọng đối phương sẽ chú ý. Nếu có thể lôi người quay lại được, chuyện của đồng chí Chiêm Hùng xin nhờ đối phương rồi. Bộ trưởng Quách, ông xem như vậy có thể được không? Diệp Phàm trực tiếp nói điều kiện. Việc này tôi không làm chủ được, nhưng... tôi sẽ nói chuyện với đối phương về việc này. Cậu cũng phải hiểu rằng, chuyện của đồng chí Chiêm Hùng là quá lớn. Tôi không dám chắc là có thể thành công hay không. Chúng ta đều là những người đi ra từ chỗ đó, nên tôi cứ nói thẳng với cậu vậy. Tuy nhiên, có thành công hay không, nếu như cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ thì người ta cũng sẽ ghi nhớ, có đúng không? Quách Thiên Minh nói. Ha ha, tôi hy vọng có thể báo đáp được ân tình mà Bộ trưởng Chiêm Hùng đã dành cho tôi. Những cái khác tôi căn bản chưa từng nghĩ đến. Đương nhiên, có một số việc, cũng phải nhìn thái độ của đối phương, nếu không thì, ha ha. Diệp Phàm nói. Vậy được, việc này tôi sẽ nhanh chóng liên hệ với đối phương. Cậu phải chuẩn bị cho kỹ càng, sáng mai sẽ xuất phát luôn. Quách Thiên Minh nói. Nhân viên thì tôi chọn xong rồi, một người là đồng chí Vương Long Đông của Văn phòng Quốc vụ Viện, trước đó cậu ấy chuyên phụ trách công tác liên lạc. Người thứ hai chính là đồng chí Bao Nghị, Cục trưởng Cục Công an Tập đoàn Hoành Không. Các ông hãy liên hệ với bọn họ một chút, những thủ tục liên quan các ông cũng nhanh chóng làm dùm. Diệp Phàm nói, quyết định như vậy đi. Quách Thiên Minh gật đầu nói. Lưu Tại Tiền vội vàng vào văn phòng của Phương Tùng Cương, nghe báo cáo xong Phương Tùng Cương trầm mặc một hồi lâu. Thủ tướng Phương, Bộ trưởng Quách vẫn còn đang ở đó chờ câu trả lời. Bộ trưởng Quách nói, việc này Diệp Phàm có ý tưởng. Trước kia Thiết Chiêm Hùng đúng là đã cứu mạng cậu ta, người ta muốn báo ân cũng là chuyện bình thường. Nếu không có câu trả lời thuyết phục thì e rằng Diệp Phàm sẽ không thoải mái trong lòng. Bộ trưởng Quách cũng nói, năng lực phá án của đồng chí này rất tốt, hơn nữa thân TSA cũng không tồi. Để cậu ta đi là một sự lựa chọn chính xác nhất. Lưu Tại Tiền nói, đây là đồng chí Diệp Phàm đang nói điều kiện sao? Phương Tùng Cương mặt nghiêm lại,
hừ nói. Nhìn qua thì đúng là mịt mờ nói điều kiện, hình như việc này nếu như chúng ta không trả lời thuyết phục thì người ta sẽ không làm hết sức vậy. Lưu Tại Tiền nói, làm càn, ai cho Diệp Phàm lá gan đó, cậu ta đã là trợ lý bộ trưởng Bộ Công an, thì có nghĩa vụ phải làm tốt công tác. Việc này lại là nhiệm vụ bộ giao cho, cậu ta dựa vào cái gì mà nói điều kiện, nếu công việc nào cũng đưa ra điều kiện như vậy thì công tác triển khai thế nào được. Cậu hãy nói với đồng chí Quách Thiên Minh rằng, đối với một số đồng chí không được chiều quá. Cần phải giáo dục thì giáo dục, cần phê bình thì phê bình, mà cần xử phạt thì xử phạt. Bằng không, sớm muộn gì cũng loạn thôi. Phương Tùng Cương trong lòng tức giận, cảm giác như bị bắt cóc tống tiền vậy. Việc này không dễ làm, Bộ trưởng Quách cũng nói. Diệp Phàm là con rể của Kiều Gia Đại Việt, thời gian trước kết hôn chắc Thủ tướng ngài cũng nghe rồi. Hơn nữa, con gái Diệp Thanh Liên của Diệp Phàm còn nhận Triệu Bảo Cương làm ông nội. Mà quan hệ của Diệp Phàm với nhà họ Phí cũng rất tốt. Hơn nữa, Diệp Phàm sớm đã gửi đơn từ chức trợ lý bộ trưởng này. Nhưng bộ không đồng ý. Nếu không, người ta đã sớm không làm trong bộ nữa rồi. Và lại, Bộ trưởng Quách cũng mịt mờ điểm ra điều gì đó, tôi nghe không hiểu, nói thân phận thần bí của Diệp Phàm gì gì đó. Lưu Tại Tiền nói, thân phận thần bí. Câu này khiến cho Phó Thủ tướng Phương hứng thú, miệng lẩm bẩm, đột nhiên cười ha hả nói. Tên nhóc này, còn dám to gan nói điều kiện với Phương gia chúng ta như vậy, thì ra là thế, thì ra là thế. Khá lắm, thì ra lập thế. Lưu Tại Tiền nhắc lại câu này, cảm thấy khó hiểu. Phương Tùng Cương thấy vậy liền nói. Được rồi, việc này cậu không phải nghiền ngẫm nữa, không có ý nghĩa đâu. Cậu ra nói với Quách Thiên Minh rằng, yêu cầu đồng chí Diệp Phàm phải cố gắng hết sức cứu người ra. Còn những cái khác, Phương gia sẽ chú ý. Lưu Tại Tiền vội vàng mà đi. Quách Thiên Minh sau khi cúp máy, liền nói. Vẫn là tác dụng của thân phận thần bí lớn. Phó Thủ tướng Phương là một người thông minh, loáng cái là đã nghĩ ra rồi. Chú ý là tốt rồi. Diệp Phàm sau khi gác máy cũng lẩm bẩm một câu. Buổi tối hôm đó, Diệp Phàm kết hợp châm cứu và thi triển bổ sung dinh dưỡng yêu sâm vương, Thiết Chiêm Hùng đã tỉnh lại. Anh Thiết, em. Giọng nói của Diệp Phàm có chút nghẹn ngào. Cậu làm như vậy làm gì, Thiết Chiêm Hùng này thuộc loại con rán, không chết được đâu. Thiết Chiêm Hùng mỉm cười, một lúc sau cảm giác được tình trạng thân thể mình, bèn thở dài, nói. Sau này anh Thiết này là một người bình thường rồi, không có gì, làm người bình thường cũng tốt. Tuy nhiên, Diệp Phàm à, vì ệ này là ai làm vậy? Diệp Phàm đem sự việc nói lại một lần. Chú em, tạm thời chú cứ điều tra âm thầm là được. Đừng có dính vào nhé. Công lực của hai người kia cao như vậy. Bản thân cậu cũng phải cẩn thận, từ việc hai người đó chưa ra tay Hủy Tuyết Lý Hồng và Lý Cường, có thể thấy hai người này ra tét vẫn còn có chừng mực, chính là đang nhằm vào cậu, chứ không phải là kẻ cuồng giết người. Thiết Chiêm Hùng nói, vâng, em cũng nghĩ như vậy, tuy nhiên, nhằm vào em còn đỡ, đằng này lại biến anh Thiết trở thành người bình thường như vậy, thù này em nhất định phải báo. Hai mắt Diệp Phàm hiện lên hàn quang. Thù nhất định phải báo, nhưng phải bàn bạc cụ thể. Thiết Chiêm Hùng nói. Anh Thiết, sáng mai em sẽ đi Thái Lan thực hiện nhiệm vụ bí mật. Anh cứ dưỡng thương nhé, trước tiên cứ làm người bình thường cũng tốt. Em sẽ nghĩ cách để khôi phục công lực cho anh. Có lẽ, đợi em đột phá đến tầng sau nữa thì đối với chúng ta chuyện không thể cũng biến thành có thể. Hy vọng anh đừng có nản chí. Sức khỏe ổn rồi còn phải tăng cường rèn luyện mới được. Diệp Phàm nói. Đi đi, đừng lo cho tôi. Anh Thiết của chú không phải kẻ mất lòng tin như vậy đâu, nhìn thấy cảnh giới của chú tăng lên như hỏa tiễn, trong lòng anh Thiết cũng tràn đầy tin tưởng. Thiết Chiêm Hùng cười nói. Còn chỗ chị dâu, tạm thời em cứ nói dối là anh đi thực hiện nhiệm vụ, mà bộ cũng gửi công văn chính thức cho chị ấy rồi. Bên này, em sẽ giao cho Lý Cường và Tuyết Lý Hồng phụ trách chỗ anh. Hơn nữa, một trong hai tên đó đã bị em giải quyết ba ngón tay rồi. Nên tạm thời chắc không có động tĩnh gì nữa đâu. Hơn nữa, hai vị tiền bối Hồng Tà và Lệ Vô Nhai cũng thật sự tức giận. Một trong hai người bọn họ sẽ đến ở cùng anh. Và lại, ở trong Tổng viện quân y này, bọn họ có gan thép cũng không dám tới đâu. Diệp Phàm nói, việc này phiền chú lo lắng rồi, chỗ anh không cần cử người đến đâu. Hồng Diệp bảo mới là chỗ cần bảo vệ trọng điểm. Bọn họ nhằm vào chú mà, còn chút thân thủ của tôi họ không để vào mắt đâu. Huống chi hiện tại tình hình của tôi như thế này, bọn họ sẽ càng coi thường hơn. Thiết Chiêm Hùng nói.
việc này không cần phải nói nữa, cứ sắp xếp như vậy đi. Anh Thiết, anh đợi em hoàn thành nhiệm vụ về rồi chúng ta lại đoàn tụ. Diệp Phàm nói. Được. Thiết Chiêm Hùng nói, lúc này y tá trưởng vào bảo Diệp Phàm ra ngoài, bệnh nhân mới tỉnh dậy cần được nghỉ ngơi. Tử Lâm Diệp Sơn Trang Thái Lan. Đây là trang viên mà La Hạp Đế Vương của Thái Lan tặng cho Diệp Phàm và con gái Thơ Mạn. Diệp Phàm đã nhiều năm không đến đây rồi. Năm đó khi Diệp Phàm rời đi Thơ Mạn đang mang thai, lúc đó có hợp đồng, Thơ Mạn cơ bản là không đến TQ. Trừ phi được Diệp Phàm đồng ý. Vốn Diệp Phàm chỉ dẫn theo Bao Nghị và Vương Long Đông đi, nhưng Phí Nhất Độ và Lô Vĩ sau khi nghe nói cũng muốn đi, Diệp Phàm đành để họ đi cùng. Sau nghĩ lại, cũng dẫn theo cả Vương Triều đi theo, bởi vì, Vương Triều dù sao cũng ở bộ công tác, có gã cũng tiện liên lạc với bộ hơn. Mấy năm trước khi đến Thái Lan, Diệp Phàm đi cùng Lô Vĩ, Tề Thiên, Hạ Hải Vĩ và Trương Hùng, đi qua cảnh thiên, Diệp Phàm có chút cảm thán. Sáu người đứng trước Tử Lâm Diệp Sơn Trang. Chương 3395, Diệp Thiên Hạ. Anh Diệp, Tử Lâm Diệp Sơn Trang hình như lớn hơn trước không ít. Phí Nhất Độ mấy năm trước nhận sự ủy thác của Diệp Phàm đến Thái Lan âm thầm thăm hỏi Sơn Trang. Lớn hơn gần gấp đôi. Diệp Phàm gật đầu nói. Lớn hơn trước, nhưng nhìn tổng thể cũng không thay đổi bao nhiêu. Vẫn rất cổ kính. Lô Vĩ nói, người này trước đó đã đến đây cùng với Diệp Phàm. Cổ kính mới đẹp chứ. Vương Long Đông nói. Lạp Thiên Đông, lại đây. Lúc này một giọng nói trẻ con truyền đến, mọi người nhìn theo cánh cửa được chạm khắc tinh xảo, phát hiện một cậu bé chừng 6-7 tuổi chạy đến. Cậu bé ăn mặc theo kiểu võ sĩ Trung Hoa, chạy đuổi theo một cậu bé khác lớn hơn mình. Ba tương đương một tiếng, cậu trai lớn hơn bị cậu bé đạp cho một cước ngã sóng xoài trên mặt đất. Phỏng chừng cậu này tên là Lạp Thiết Đông. Lạp Thiết Đông vừa thấy, tức giận một quyền đánh về phía cậu bé. Miệng cũng kêu lên. Diệp Thiên Hạ, khốn kiếp. Dựa vào tiểu thân thủ của anh mà cũng đòi đánh à. Diệp Thiên Hạ tiếp tục xông lên, đánh liên tục về phía Lạp Thiết Đông. Nhất thời khiến chân của Lạp Thiết Đông sưng vù. Diệp Thiên Hạ, anh Diệp, đây chắc là giống của anh rồi. Lô Vĩ nhất thời hai mắt tròn xoe. Ha ha, Diệp Thiên Hạ, cái tên khí phách lắm. Diệp Phàm cười gượng một tiếng. Không phải khí phách mà là bá đạo. Nhìn thấy không, cậu bé ngoan quá, cậu Lạp Thiết Đông này có lẽ là anh họ của nó, không ngờ lại ra tay mạnh như thế. Lớn lên thì chắc còn lợi hại nữa. Chúng ta phải đề phòng mới được, chớ có động đến ông cụ non này. Phí Nhất Độ cười nói, bộ dáng có chút thưởng thức. Lạp Thiết Đông là con trai của Lạp Pháp Lợi hả? Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy, đây chính là con trai của anh ta. Vương Triều gật đầu nói. Có chịu thua không? Lúc này, Diệp Thiên Hạ còn muốn ra tay. Đừng đánh nữa Thiên Hạ, Lạp Thiết Đông là anh con đấy. Lúc này, một giọng nữ truyền đến. Người phụ nữ này mặc trang phục Thái Lan. Tuy nhiên, tóc cũng búi cao, rất có khí chất của công chúa Hoàng Thất. Cùng với giọng nói, có mấy người đi đến. Nữ có nam có. Thiên Hạ giỏi lắm. Em trai của Thi Mạn Lạp Mông cười lớn, người này qua mấy năm rồi nhưng cũng không thay đổi bao nhiêu. Tuy nhiên trông cũng cường tráng hơn. Diệp Phàm tuy rằng sau khi trở về không đến Thái Lan nữa, nhưng cũng có phái người bảo vệ Tử Diệp Lâm Sơn Trang. Đương nhiên, dạy võ công cũng là do cao thủ thủ hạ của Diệp Phàm phụ trách. Mẹ, Lạp Thiết Đông vẫn không được. Diệp Thiên Hạ tay quơ quơ nắm tay nhỏ bé của mình. Bởi vì Diệp Phàm, cho nên việc học tiếng phổ thông TQ trong gia tộc Lạp Lạc Đế cũng là một chương trình học bắt buộc. Bên này còn mời cả giáo viên người Trung Quốc đến dạy. Vì vậy, người nhà Lạp Lạc Đế ai cũng có thể nói tiếng Hán. Được rồi, Diệp Thiên Hạ của chúng ta lợi hại, được chưa nào? Thì Mạn xoa đầu con trai nói. Không được sờ đầu con. Không ngờ Diệp Thiên Hạ lại trừng mắt, nói với mẹ như vậy. Được rồi, mẹ quên mất. Lần sau sẽ không xoa đầu con nữa, được không? Thi Mạn cười nói. Anh Diệp, con trai anh bá đạo thật đấy. Mẹ xoa đầu mà cũng không cho. Phí Nhất Độ cười khan nói. Thằng nhóc này có tính cách giống hệt tôi. Diệp Phàm vui vẻ nói. Diệp Thiên Hạ, một ngón tay của ta là có thể đánh bại con. Lúc này, Diệp Phàm đứng ở ngoài cửa nói to. Ông là ai, dám nói đánh bại tôi bằng một ngón tay. Lên đi. Tôi không đánh cho ông răng rơi đầy đất, tôi không phải là Diệp Thiên Hạ. Diệp Thiên Hạ kêu lên, chạy lao ra cửa định đánh nhau với Diệp Phàm. Diệp Phàm,
rốt cục anh cũng đến rồi, rốt cục anh cũng đến thăm hai mẹ con em rồi. Thi Mạn nhất thời chấn động, cả người lặng đi. Tuy nhiên, thân ảnh Diệp Phàm lóe lên, thoáng cái đã đi đến bên cạnh Thi Mạn, ôm lấy cô. Buông mẹ tôi ra, tên khốn kiếp này. Diệp Thiên Hạ phẫn nộ xông lên, đá mạnh vào người Diệp Phàm. Thiên Hạ, đừng đánh, đó là ba con. Thi Mạn vừa thấy, vội từ trong vòng tay Diệp Phàm, ngăn con trai lại. Ba của con, không thể. Diệp Thiên Hạ hừ nói, siết chặt nắm tay. Sao lại không thể? Diệp Phàm cười tủm tỉm nhìn con trai. Tôi chưa gặp ông bao giờ. Diệp Thiên Hạ hừ nói. Thiên Hạ, đó đúng là ba con bận công việc, phải đi mấy năm bây giờ mới về thăm hai mẹ con ta. Tên của con là do ba con đặt cho đấy. Thi Mạn khóc thút thít nói. Vậy được, không phải ông nói một ngón tay cũng đánh bại tôi sao? Nào, chúng ta đánh mấy chiêu, muốn làm ba tôi cũng được, nếu đánh không lại tôi sẽ không nhận ông làm cha. Ông từ đâu đến thì hãy cút về chỗ đó đi. Diệp Thiên Hạ kiêu ngạo nói. Được lắm, dám thách thức cả ba. Nào bao, ba cứ đứng cho con đánh nhé, nếu con đánh được vào người ba thì coi như con thắng. Diệp Phàm vẻ mặt khí phách. Diệp Thiên Hạ tức giận đạp một cước về phía Diệp Phàm, tuy nhiên, Diệp Phàm toàn thân toát ra kình khí, nhất thời ngưng tụ hơi nước xung quanh người, trông giống như một chiếc bình nước chụp lấy cả người vậy. Cánh tay nhỏ bé của Diệp Thiên Hạ vừa gặp bình nước liền bị đánh bật lại, căn bản đánh không đến người Diệp Phàm. Cậu bé không phục, đánh liên tục trăm quyền, thiếu chút nữa thì ngồi sụp xuống đất vì mệt. Tiểu tử, dám thách thức cả ba, cho con xem thế nào là nắm đấm nhé. Diệp Phàm đột nhiên mặt nghiêm lại, một quyền đi xuống, một phiến đá to như chiếc xe tải cách đó trăm mét bị một quyền của Diệp Phàm đánh cho vỡ vụn. Nhất thời, trời bỗng nổi lên cơn mưa đá. Tất cả mọi người đều ngây người, còn Diệp Thiên Hạ nhất thời hóa đá. Mẹ ơi, Thái Quyền Đế cũng không được uy lực như vậy. Lạp Mông khiếp sợ kêu lên. Nào, con trai, để ba đưa con đi một vòng. Diệp Phàm hào hứng, tung bổng Diệp Thiên Hạ lên cao. Mỗi cú tung như vậy đi được hàng chục bước, khi rơi xuống lại tung lên, cứ như vậy mấy lần, Diệp Thiên Hạ giống như đang bay trên không trung vậy, cậu bé hưng phấn thật sự. Đây là bay sao? Lạp Mông hỏi. Không phải, đây là khinh thân thuật tối cao của TQ chúng tôi. Phí Nhất Độ lắc đầu. Quá lợi hại, trông không khác gì bay cả. Lạp Mông hai mắt tròn xoe, cảm thán nói. Rốt cuộc cũng rơi xuống đất rồi. Ba dạy phi hành thuật này dạy cho con được không? Còn cả món quyền lợi hại kia nữa. Nếu con học xong, con sẽ đánh hỏng Thái Quyền Đế kia. Con trai, phải từ từ, không học hết một lúc được đâu. Ba cũng phải luyện cả chục năm mới được như vậy. Con chỉ cần chăm chỉ luyện tập, sau này có khi còn lợi hại hơn ba ấy chứ. Diệp Phàm cười nói. Mọi người đi đến đại sảnh, Diệp Phàm đương nhiên ngồi lên vị trí chủ nhân. Lạp Mông. Hiện tại đã đến đẳng cấp Thái Quyền Đế chưa? Diệp Phàm hỏi, thực lực Thái Quyền Đế tương đương với thất đẳng của quốc thuật TQ. Hai, thiếu chút nữa thì được. Lạp Mông thở dài. Lại đây. Diệp Phàm cười nói, Lạp Mông nghe vậy liền đi đới, Diệp Phàm một chưởng vỗ vào vai Lạp Mông. Nhất thời, Lạp Mông cả người nhảy lên, hét lớn. Thông rồi, thông rồi. Thông cái gì, xem anh hưng phấn kìa. Vợ của Lạp Mông là Cách Lệ Tư còn tưởng rằng chồng mình đột nhiên phát điên. Cách Lệ Tư, anh bây giờ là Thái Quyền Hoàng rồi. Thái Quyền Hoàng rồi, anh sẽ lập tức vào cung, anh phải khiêu chiến Khắc Lý Cương, phải đánh bại y. Lạp Mông kêu lên. Khắc Lý Cương là ai? Diệp Phàm thản nhiên nói. Là cận vệ của quốc vương, lần đó Lạp Mông tranh địa vị Thái Quyền Hoàng của Hoàng thất với anh ta, kết quả là bị anh ta đánh bại. Vì vậy, Lạp Mông luôn ấm ức trong lòng. Cách Lệ Tư nói, thật ra, lúc đó Lạp Mông chỉ thua anh ta một chiêu thôi. Hiện giờ Lạp Mông đã đột phá lên Thái Quyền Hoàng rồi, chắc chắn có thể đánh bại anh ta rồi. Thi Mạn cũng cười nói, tuy nhiên, sư phụ của Khắc Lý Cương quá lợi hại. Lạp Mông, phải cẩn thận nhé. Lúc này, Trần Khiếu Thiên nói, Trần Khiếu Thiên là người dạy võ công cho con trai của Diệp Phàm ở Tử Lâm Diệp Sơn Trang này. Còn vợ con của Trần Khiếu Thiên cũng theo đến. Gia tộc Lạp Lạc Đế cũng rất tôn trọng ông, giống như đại sư trong cung vậy. Trần Khiếu Thiên dưới sự trợ giúp của Diệp Phàm cũng đã đột phá lên 11 đẳng đỉnh giai. Bảo vệ Tử Lâm Diệp Sơn Trang không vấn đề, mấy năm nay cũng không có người đến đây quấy rầy. Người này so với ông như thế nào? Diệp Phàm hỏi.
nhìn không ra, tuy nhiên, cảm giác sẽ không thua tôi. Lần trước đấu, tôi cũng là khách mời đặc biệt của Quốc Phương. Mà sư phụ của Khắc Lý Cương Hồng Toàn ngồi cách tôi không xa, tôi cũng âm thầm dùng nội khí để thăm dò thử. Tuy nhiên, nội khí như biển rộng, vì vậy tôi nghĩ người này mạnh hơn cả tôi. Trần Khiếu Thiên nói, vậy thì chắc là mạnh hơn ông một chút, tuy nhiên, lần tỉ thí đó chắc mời không ít khách nhỉ. Diệp Phàm hỏi, Quốc Phương đích thân đến, tất cả cũng phải đến 100 người. Trần Khiếu Thiên nói, Lạp Mông, lúc nào cậu thách đấu Khắc Lý Cương? Diệp Phàm hỏi, buổi chiều có được không? Đến lúc đó mời mọi người đến Lạp Cách Lạc Tư Trang Viên. Anh Diệp, chắc anh cô biết, em trai của Quốc Phương là Đỗ Đức Lý Thân Vương cũng có chút thân thủ, hơn nữa, cũng rất say mê võ thuật. Ha ha, Đỗ Đức Lý Thân Vương có thân thủ cao thế nào? Diệp Phàm cười nói, đại khái, cũng tương đương với em. Lạp Mông có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Tuy nhiên, khi Lạp Mông gọi điện cho Đỗ Đức Lý Thân Cương mới biết là Thân Vương đã đi châu Âu, mấy ngày nữa mới về, Diệp Phàm quyết định giải quyết xong chuyện của Phương gia rồi mới tính sau. Buổi tối, cảnh sắc rất tuyệt. Diệp Phàm và Thi Mạn ngồi trên ban công. Thi Mạn, em vất vả rồi. Diệp Phàm vẻ mặt ngượng ngùng nói. Chương 3396, Núi Như Vĩ. Không có gì, lúc trước gả cho anh đã nói rồi mà. Đây không chỉ là quyết định riêng của phụ thân, mà đó cũng là mong muốn của em. Hiện tại có thiên hạ rồi, em cảm thấy cuộc sống hàng ngày rất tốt. Hơn nữa, hiện tại mẫu thân có địa vị rất cao trong gia tộc La Lạp. Bọn họ cũng biết em có thân thích bên TQ, cho nên em và con cũng có địa vị tương đối cao trong gia tộc. Mà La Mông sẽ là người tiếp nhận chức vị của phụ thân, em có điều gì mà không mãn nguyện chứ? Thì Mạn nói, rồi khẽ ngả vào lòng Diệp Phàm. Diệp Phàm ôm lấy cô, hai người nằm trên ban công lộ thiên rất lớn trên tầng chót. Đương nhiên, bên trên có rất nhiều những cây mây phía dưới làm giá đỡ. Bất kể nói thế nào, trong lòng anh cũng có chút áy náy. Về sau nếu mẹ con em nhớ anh thì cũng có thể đến TQ. Đương nhiên, cũng không nên đến nhiều quá, chúng ta bí mật gặp gỡ là được. Diệp Phàm nói, cảm ơn anh đã cho em cơ hội như vậy. Thi Mạn có chút kích động nói. Dưới ánh trăng đêm, đôi môi hai người quấn quýt không rời. Diệp Phàm nhẹ nhàng vuốt ve bộ ngực cao ngất của Thi Mạn. Dường như thời khắc này đều động lại. Dần dần, hai người đều chìm đắm. Cách tương đương một tiếng, chiếc váy mỏng của Thi Mạn bị Diệp Phàm xé rách, bay xuống đất. Đừng, không được ở chỗ này. Thi Mạn thân mình run lên, vội vàng nói. Tuy rằng đang chìm đắm trong cơn mê tình, nhưng phụ nữ luôn có sự tỉnh táo đặc biệt. Dù sao cũng đang ở trên ban công. Ở đây cũng thú vị mà, hơn nữa không có ai dám quấy rầy chúng ta đâu. Vả lại, đêm khuya như vậy rồi, trong trang viên của chúng ta cũng không có người ngoài mà. Diệp Phàm khẽ cắn vào tai Thi Mạn, nói nhỏ. Thi Mạn rốt cuộc không nhịn được nữa, liền ngả vào thân thể cường tráng của Diệp Phàm. Nhất thời, củi khô gặp lửa lớn, cũng may mà Diệp Phàm khống chế được độ mạnh yếu, nếu không chế ghế trúc này đã bị gãy nát rồi. Còn Thi Mạn, đã sớm bị Diệp Phàm làm cho mồ hôi vã ra như tắm. Thoải mái không? Diệp Phàm khẽ nói. Thi Mạn nhẹ nhàng đáp lại. Buổi chiều ngày hôm sau, Vương Triều và Vương Long Đông vội vàng đi vào. Có chút thông tin rồi. Vừa nhìn thấy Diệp Phàm, Vương Long Đông đã nói. Nói nghe xem nào. Diệp Phàm hỏi. Phỏng chừng việc này vì hai công ty cạnh tranh nhau mà gây ra. Bởi vì Phương Đông Phong là tổng giám đốc của tập đoàn Giang Lưu TQ. Lần này anh ta đến Thái Lan là để hợp tác với tập đoàn Mễ Đông của Thái Lan khai thác mỏ đồng ở núi Kỳ của thành phố Ba Đông. Mà núi Kỳ này thật ra là nằm ở địa điểm gần với Tam Giác Vàng. Mỏ đồng ở đây đã sớm được phát hiện, nhưng bởi vì địa phương tiếp giáp Tam Giác Vàng trước kia cũng có công ty từng khai thác. Nhưng chỉ được một thời gian rồi ngừng lại. Đại khái nguyên nhân là có người gây khó dễ, khiến công ty không thể tiếp tục khai thác được. Nghe nói mỏ đồng ở đây có trữ lượng rất lớn, những công ty khác cũng đều đỏ mắt. Tuy nhiên, so với số lượng công nhân bị thương vong, chẳng có ai dám đến khai thác nữa. Mà Phương Đông Phong lại rất máu vụ này, hơn nữa để bảo vệ anh ta. Phương gia cũng âm thầm cử một vài bộ đội xuất ngũ có thân thủ tốt để giới thiệu vào làm bảo vệ cho tập đoàn Giang Lưu. Cho nên, dưới tay Phương Đông Phong có một nhóm người. Anh ta tự cho rằng núi Kỳ vẫn nằm trong lãnh thổ Thái Lan, chứ không phải ở Tam Giác Vàng. Hơn nữa, trữ lượng lớn của mỏ đồng này đã khiến cho Phương Đông Phong mở mắt rồi. Cho nên, nghĩ là làm,
Phương Đông Phong đánh cuộc lần này, đến Thái Lan bàn bạc với tập đoàn Đông Mễ. Còn Phương Đông Phong chính là bị mất tích khi đi thực địa mỏ đồng núi Kỳ, lúc đó đi cùng anh ta còn có 4 thủ hạ nữa. Nghe nói 4 người này đều có thân thủ tam đẳng đỉnh giai trở lên. Đặc biệt người tên Triệu Thắng Lâm còn có thân thủ ngũ đẳng. Bọn họ lần lượt là Vương Thành, Vương Hà, Triệu Thắng Lâm và Lý Thăng. Hơn nữa, để phòng bị, bọn họ còn chuẩn bị cả súng ống. Triệu Thắng Lâm này không phải là quân nhân xuất ngũ, mà đến từ một gia tộc nhỏ nào đó. Tuy nhiên, điểm kỳ lạ chính là 4 người này đi theo Phương Đông Phong, vào đêm hôm đó còn chia thành 2 ca thay nhau canh gác. Vậy mà Phương Đông Phong lại bị mất tích ngay trong phòng, 2 người Triệu Lợi Thắng và Vương Hà trực bên ngoài không ngủ chút nào, vậy mà chuyện quỷ dị này lại xảy ra trước mặt họ như vậy. Vương Triều nói, cái này thì có gì mà quỷ dị, với cao thủ thật sự mà nói, muốn làm cho 2 người kia không phát hiện thì cũng không phải là chuyện khó. Nhưng tôi thấy lạ là sau khi bắt người đi rồi, tại sao bọn chúng không liên lạc với tập đoàn Giang Lưu hay tập đoàn Mễ Đông? Bắt cóc người đi rồi thì cũng phải có mục đích chứ. Diệp Phàm nói, đúng vậy, trước kia ở mỏ đồng này thường xuyên xảy ra việc công nhân bị đánh chết. Cho nên mới khiến cho công ty khai thác sợ hãi mà rút lui. Điều này chứng tỏ chắc chắn có người không muốn người khác đến khai thác mỏ đồng. Còn Phương Đông Phong đến khảo sát, chắc chắn đã gặp phải những người không muốn anh ta đến đây khai thác. Cho nên mới ra tay bắt người đi như vậy. Tuy nhiên, mặc dù là Phương Đông Phong mất tích, nhưng 2 công ty còn có chủ quản, vẫn phải tiếp tục chứ đúng không? Tất nhiên là thời gian sẽ bị kéo dài hơn một chút. Nếu như để cảnh cáo 2 công ty kia, thì cũng phải xuất hiện một tin cảnh cáo gì chứ? Vương Long Đông nói, tôi nghĩ, liệu có phải đã bị giết rồi không? Lúc trước tôi đã nghiên cứu kỹ bản đồ vùng nói, phát hiện núi Kỳ này nằm ở vùng địa giới giáo với Tam Giác Vàng. Mà mạch núi Kỳ trực tiếp kéo dài vào Tam Giác Vàng. Hơn nữa, vì rất ít người đi lại cho nên cây cối ở núi Kỳ này rất rậm rạp. Ở trong nước, tôi đã tìm hiểu một số con đường vận chuyển ma túy qua Tam Giác Vàng, phát hiện có một con đường men theo vùng núi cách núi Kỳ không xa. Tôi nghĩ, liệu có phải núi Kỳ có một tuyến đường bí mật của bọn buôn ma túy, thông qua đó để vận chuyển ma túy vào Thái Lan hay không? Về sau thông qua một con đường đặc biệt để thông ra biển. Vương Triều nói, rất có khả năng này, tôi cũng xem bản đồ Tam Giác Vàng rồi. Hiện tại con đường mà bọn tội phạm ma túy mở là rất nhiều. Thậm chí có thể nói là đủ loại, nhưng đây chỉ là những tuyến đường mà cảnh sát phát hiện ra mà thôi. Trong đó còn rất nhiều những con đường bí mật mà chúng ta không biết. Núi Kỳ này thật sự rất đáng nghi. Diệp Phàm nói, nhưng chỉ phát hiện ngần ấy thôi thì cũng vô dụng, chúng ta vẫn không thể xác định Phương Đông Phong rốt cuộc là đi đâu. Nếu chết rồi thì cũng phải thấy thi thể chứ đúng không? Nếu không biết nói thế nào với Phương gia. Ổ nhóm buôn thuốc phiện gần núi Kỳ nhất chính là mầm ở núi Ngưu Vĩ cách đó chừng 50 dặm, nghe nói tên trùm ở đó tên là Thiết Tháp. Người này cường tráng như trâu, hơn nữa thân thủ rất cao. Tuy nhiên đầu óc người này cũng không đần, dưới tay có đến cả trăm huynh đệ. Đương nhiên, ở Tam Giác Vàng này Thiết Tháp không được tính là nhân vật tầng chót, mà chỉ được tính là tên trùm tầng trung mà thôi. Tôi nghĩ, tuyến đường bí mật này liệu có phải là Tháp Thiết và đồng bọn đang đi hay không? Mà nếu mỏ đồng ở núi Kỳ thật sự được khai thác thì phải hoàn thiện quốc lộ, nếu tiếp tục nữa thì có khi nhà cửa cũng được xây dựng lên. Tất cả những điều này đều trở thành chướng ngại vật của Thiết Tháp. Cho nên rất có thể việc này là do y làm. Vương Triều nói, như vậy đi, thời gian không đợi người. Nếu đã nghi ngờ thì chúng ta phải đến hang ổ của Thiết Tháp một chuyến. Diệp Phàm hừ nói, một tên trùm buôn ma túy tầng trung đương nhiên không khiến Diệp Phàm lo lắng. Sáng sớm hôm sau tất cả được chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Phàm để Vương Long Đông ở lại làm công tác liên lạc, để Bao Nghị lại tiếp tục điều tra 2 tập đoàn Giang Lưu và Mễ Đông. Còn bên này dẫn theo Vương Triều, Lô Vĩ, Phí Nhất Độ thẳng tiến về phía Ngưu Vĩ Sơn. Đường dẫn đến núi Ngưu Vĩ thật sự rất kém. Ngay cả xe Việt dã gầm cao mà cũng rất khó đi. Xe chạy cả tiếng đồng hồ mới đi được gần 20 cây số, 4 người mặc dù có thân thủ nhưng cũng cảm thấy ong đầu vì đường quá sóc. Két một tiếng, xe dừng lại. Các vị, đường chỉ đến đây thôi, tiếp theo phải đi bộ, leo núi rồi. Người dẫn đường mà Lạp Mông sắp xếp cũng là người của gia tộc Lạp Lạc Đế, hơn nữa cũng có thân thủ nhất định. 4 người xuống xe, phát hiện phía trước đều là cây cối chẳng chịt, căn bản không có đường. Diệp Phàm hỏi, nơi này cách núi Ngưu Vĩ còn xa không? Khoảng 20 cây số, tuy nói hang ổ của Thiết Tháp ở trong phạm vi 20-30 cây số.
Nhưng nơi này tất cả đều là rừng cây núi cao, trong rừng cũng tương đối nguy hiểm, có rắn độc, côn trùng độc rất nhiều. Hơn nữa, trong phạm vi rộng như vậy muốn tìm hang ổ của thiết tháp cũng rất khó khăn. Huống chi chúng ta chỉ có vài người như vậy, do đó chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng, mang theo thật nhiều lương thực và nước, e là mất mấy ngày cũng chưa chắc đã tìm được. Lạp Nhĩ Lạp nhìn mọi Diệp Phàm một cái, muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại thôi. Lạp Nhĩ Lạp, có gì thì cậu cứ nói thẳng ra. Chúng tôi biết, cậu cũng là vì muốn tốt cho chúng tôi thôi mà, chúng tôi hiểu. Diệp Phàm cười nói. Nghe nói thiết tháp rất lợi hại, một cước có thể đá đổ cả cây đại thụ lớn như thùng nước. Hơn nữa, dưới tay còn có cả trăm huynh đệ. Những người này có súng ống lựu đạn trong tay, và lại kinh nghiệm công kích lại phong phú. Thủ đoạn công kích của bọn chúng cũng rất nhiều, như đâm sau lưng, bẫy trông, mỗi tấc đất mỗi phiến lá trong rừng đều trở thành vũ khí công kích của bọn chúng. Càng đến gần hang ổ của chúng thì càng nguy hiểm, chúng ta đi vào không khác gì là đi vào địa ngục. Lạp Nhĩ Lạp vẻ mặt thận trọng nói. Ha ha, cậu không cần quá mức lo lắng đâu, nơi nguy hiểm hơn cả chỗ này chúng tôi cũng đi qua rồi. Diệp Phàm cười nói. Cái này không nói giỡn được đâu. Lạp Nhĩ Lạp nói. Yên tâm, chúng tôi càng quý trọng tinh mệnh của mình mà. Phí Nhất Độ hừ nói, cảm thấy Lạp Nhĩ Lạp này có chút lằng nhằng. Không phải tôi sợ chết, Vương Tử Lạp Mông giao việc này cho tôi. Tôi muốn đưa mọi người an toàn trở về, nếu không tôi sẽ không còn mặt mũi nào mà trở về nữa. Lạp Nhĩ Lạp nói, chúng tôi biết cậu có ý tốt mà. Diệp Phàm nói, Lạp Nhĩ Lạp không nói gì nữa, dẫn đầu đi vào trong rừng cây. Bởi vì chỉ có một phương vị đại khái, cho nên, chỉ đi theo hướng đó. Mà Diệp Phàm dùng đôi mắt chim ưng tuần tra một lần, không phát hiện điều gì nguy hiểm. Chương 3397, chẳng lẽ là Phí Phương Thành? Đi hơn một tiếng đồng hồ cũng mệt mỏi, Diệp Phàm kêu mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi. Giống như mò kim đáy bể vậy. Phí Nhất Độ nói. Đúng vậy, chủ yếu là cây cối quá chằng chịt, lại cao lớn, ngay cả trời cũng khó nhìn thấy. Chúng ta đi trong rừng chủ yếu là mò đường, hơn nữa vòng vòng như vậy đầu óc cũng trở nên mờ mịt, một chút manh mối cũng không phát hiện. Tôi nghĩ, liệu bọn chúng có ngụ trong sơn động hay không? Nếu như vậy thì chúng ta đi vô ích rồi. Lô Vĩ nói, không có khả năng ngụ trong sơn động đâu, hẳn là có phòng ốc. Tuy nhiên nhà ở của bọn chúng dựng từ cây gỗ như vậy, hơn nữa lại dưới lớp đại thụ này, không đến gần thì rất khó phát hiện ra. Vương Triều lắc đầu nói, không sao, phạm vi chỉ trong vòng 30 cây số này, chúng ta tìm từng chỗ một chắc là có thể tìm ra. Hơn nữa, bọn chúng có đến trăm người, chẳng lẽ ngày nào cũng cắn lương khô hay sao? Chút nữa là buổi trưa rồi, chúng ta lên ngọn cây xem sao, xem có phát hiện khói hay không. Diệp Phàm nói, biện pháp này không tồi, vậy chúng ta ăn trưa trước rồi tính sau. Lô Vĩ gật đầu nói, bốn người lôi lương khô ra ăn, nhìn đồng hồ, Lạp Nhĩ Lạp gật gật đầu. Thế là, bốn người phân công nhau phân theo bốn hướng mà đi, khoảng cách trong vòng 2 dặm. Như vậy có cái gì cũng có thể kịp thời chiếu ứng. Biện pháp này đúng là rất linh nghiệm, không lâu sau Lô Vĩ đã phát hiện ra manh mối, vì vậy cả bốn người liền đi đến chỗ Lô Vĩ, leo lên ngọn cây. Nhìn kìa, bên kia hình như có khói bốc lên. Lô Vĩ chỉ vào chỗ sườn núi phía trước nói. Đi qua nhìn thử xem, nhưng phải cẩn thận, đừng để bọn chúng phát hiện. Diệp Phàm nói. Năm người thẳng hướng đó mà đi, cách chỗ khói bốc lên chừng 5 dặm Diệp Phàm thả con rơi bay qua. Lạp Nhĩ Lạp thấy Diệp Phàm đứng ngẩn người ở đó, định thúc giục một chút, tuy nhiên, Vương Triều giơ tay lên, Lạp Nhĩ Lạp cũng không dám có động tác, đành phải buồn bực ngồi xuống. Tuy nhiên, phạm vi tuần tra cực hạn của con rơi cũng chỉ trong vòng 2 dặm. Cho nên, cũng không phát hiện ra điều gì. Lúc Diệp Phàm định thu rơi lại, thì phát hiện hai tên người ngợm bẩn thỉu đi đến. Cống ba. Nghe nói sư phụ Diều Hâu của đại thủ lĩnh đến rồi. Một tên vóc dáng cao lớn trong đó nói tiếng Thái Lan. Diệp Phàm tuy rất kém tiếng Thái, nhưng ý đại khái vẫn có thể nghe hiểu. Đúng vậy, nghe nói ông ấy đang chuẩn bị đi La Thất Bảo tìm người anh em kết nghĩa của mình. Cống ba gật đầu, hai tên hình như ngồi xuống hút thuốc nghỉ mệt. Người anh em đó của ông ấy hình như là người TQ, nghe nói thân thủ rất cao. Tên vóc dáng cao nói. Lúc đó hai người họ còn đánh nhau một trận, nhưng sau lại thành bạn tốt. Đại thủ lĩnh nói, mình có thể đánh gãy cây cổ thụ, nhưng sư phụ của ông ấy chỉ cần một ngón tay cũng có thể làm đổ một cây cổ thụ lớn y như vậy. Tuy nhiên,
người anh em của sư phụ ông ấy còn lợi hại hơn nữa kìa. Cống Ba cảm thán nói. Hình như tôi nghe nói người TQ mà thủ lĩnh nói kia họ Phí thì phải. Tên vóc dáng cao nói, Diệp Phàm nhất thời chấn động. Đúng vậy, nghe nói họ Phí ở TQ cũng rất có danh tiếng. Nhưng lần này Diều Hâu cũng không đoán được, bởi vì Phí đại sư không nói rõ tình hình cụ thể của mình ở TQ. Cống Ba nói, Diệp Phàm nhất thời chấn động, thiếu chút nữa thì nhảy bổ lên. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng ổn định lại tinh thần. Lợi hại cũng vô dụng, lúc đó nghe nói chuyện La Thất Bảo xong, Phí đại sư liền đi rồi. Tuy nhiên, đi đã được vài năm mà không có tin tức gì, liệu có phải đã chết rồi không? Tên vóc dáng cao hỏi, Diệp Phàm vừa nghe, hận không thể xông lên và cho y mấy cái. Không thể nào, Diều Hâu lợi hại như vậy, Phí đại sư kia còn lợi hại hơn cả ông ấy. Làm sao có thể dễ dàng chết như vậy được? Cống Ba căn bản không tin. Có gì kỳ lạ đâu, cao thủ trong thiên hạ này nhiều mà. Hơn nữa, nghe nói La Thất Bảo là một nơi vô cùng thần bí, các cao thủ đều gọi đó là địa ngục ma quỷ. Tên vóc dáng cao nói. Việc này vẫn là nghe Diều Hâu nói thôi, nơi đó tuy rằng rất đáng sợ, 10 người đi có 2 người sống sót trở về đã là tốt lắm rồi. Tuy nhiên, nghe nói nơi đó rất nhiều dược liệu, những dược liệu này thậm chí hàng chục hàng trăm tuổi, có tác dụng rất lớn. Ăn xong có thể khiến mình lợi hại hơn nhiều, ngay cả lấy về cũng bán được rất nhiều tiền. Lúc đó nghe nói Phí đại sư và Diều Hâu muốn đột phá công lực gì đó, nhưng vì Diều Hâu có việc nên chỉ có một mình Phí đại sư đi đến đó mà thôi. Nhưng đã đi được mấy năm rồi, 8 phần là đã chết. Nếu không, sao còn gọi là địa ngục ma quỷ, có đúng không? Cống Ba nói, cái này thì chẳng ai nói được rõ ràng cả, La Thất Bảo đó chúng ta cũng chỉ nghe các huynh đệ nói mà thôi. Việc này, có lẽ chỉ có đại thủ lĩnh mới biết rõ ràng. Tên vóc dáng cao nói, đương nhiên rồi, mà thôi, không nói nữa, chúng ta trở về đi. Cống Ba nói, Diệp Phàm thu con rơi lại, đem tình huống nói một chút, sau dẫn theo mọi người đi theo hai tên này. Hai tên này tuy rằng có chút thân thủ, nhưng căn bản không phát hiện được 4 người Diệp Phàm. Bởi vì Lạp Nhĩ Lạp đã bị Diệp Phàm để lại. Hơn nữa, Diệp Phàm còn kinh ngạc phát hiện, có mấy cây đại thụ không phải trồng dưới đất, mà là được trồng trên bánh xe. Diệp Phàm cũng không biết nó để làm cái gì. Hơn nữa, xung quanh các ngôi nhà đều có các cây được trồng trên bánh xe như vậy. Bọn chúng dùng để che giấu chỗ ở đấy, vì nhà ở dưới cây đại thụ rất khó phát hiện. Nhưng cứ như vậy thì không nhìn thấy ánh nắng mặt trời, trong rừng cây này độ ẩm rất lớn, ở trong thời gian dài chắc chắn sẽ bị bệnh. Cho nên bọn họ nghĩ ra cách này, thấy trời nắng mà phát hiện không có nguy hiểm thì kéo ra, bởi vì phía dưới cây có bánh xe mà. Như vậy nhà có thể phơi nắng, bình thường bọn họ để nguyên vị trí như vậy, dù sao bảo mật vẫn là quan trọng hơn mà. Vương Triều nói, rất nhiều hang ổ của các chùm ma túy đều như vậy. Không biết đại thủ lĩnh thiết tháp ở phòng nào? Diệp Phàm nói, thủ hạ của thiết tháp tuy rằng có trên 100 người, nhưng thường trú ở đây phòng chừng chưa đến 60. Vì vậy, phòng cũng không nhiều, chỉ có 4 nhà thôi. Chúng ta tìm từng cái thì cũng tìm ra có đúng không? Lô Vĩ đề nghị nói, vậy tìm từ phía đông trước đi. Diệp Phàm nói, phát hiện xung quanh đều có dấu tích canh gác ngầm. Tuy nhiên, đối với Diệp Phàm mà nói, đây cũng không phải việc khó khăn gì. Con rơi bay qua một vòng trở về, những điểm canh gác ngầm này toàn bộ đã đóng lại huyệt vị, đi ngủ. Điểm gác ngầm này vừa đi, top 5 top 3 ngồi dưới cây nói chuyện phiếm, không lo lắng chút nào. Con rơi vẫn đi tuần tra, không lâu sau đã đến ngôi nhà thứ nhất. Phát hiện một nhà cao, nhưng phòng ở lại là một phòng không làm bằng gỗ treo lơ lửng, không tiếp đất, phòng chừng là sợ đất ẩm, rắn độc và côn trùng độc. Vận khí của Diệp Phàm đúng là rất tốt. Trong phòng ở của nhà thứ nhất có mấy người đang ngồi. Mà người ngồi ở vị trí chủ là một tên cao to, tuyệt đối không dưới 1m85. Thân thể của y cường tráng giống như một tòa tháp sắt, còn vẻ mặt thì chẳng khác gì Lý Quỳ. Có lẽ người này là thiết tháp, trong lòng Diệp Phàm suy nghĩ. Đại thủ lĩnh, chúng ta lần này thu hoạch không tồi, từ biển vận chuyển đi được 10 mấy cây. Tuy nhiên đối phương chỉ thanh toán trước một nửa tiền thôi, còn mấy chục triệu phải chờ đợt hàng sau mới lấy được. Một tên cao gầy nói, từ xưa đã như vậy rồi, chẳng có gì lạ cả. Tuy nói là vụ này chúng ta lời mấy chục triệu, nhưng hiện tại yêu cầu của bọn họ càng ngày càng cao. Mà chúng ta ở đây cũng không có thiết bị tinh luyện. Mỗi lần đều phải bỏ ra 2 phần để mời phì lão đến tinh luyện giúp.
Như vậy, chúng ta kiếm được mấy chục triệu thì không thể không chia cho bọn họ một vài ngàn được. Trong khoảng thời gian này rất nhạy cảm, mà một tuyến vận chuyển của chúng ta vừa bị Thái Lan phá mất. Con đường kiếm tiền này càng ngày càng hẹp, hơn 100 huynh đệ. 3 tháng mới kiếm được 30 triệu, đúng là khó sống mà. Nếu như ở thành phố thì còn dễ sống một chút, nhưng trong núi này, khó lắm. Đại thủ lĩnh thở dài. Đúng vậy, gần đây giá nha phiến cũng lên cao rồi. Chúng ta cũng khó sống, mà bên TQ cũng rất chặt. Gần đây rất nhiều tuyến đường đều có người khả nghi chú ý. Mà nơi tiêu thụ lớn nhất của chúng ta là ở Mỹ. Nhưng cách xa chúng ta quá. Hơn nữa, lại không thể nhắm mắt mà làm liều được. Phí vận chuyển cũng cao lắm. Người ngoài thì tưởng là chúng ta buôn ma túy giàu có lắm, nhưng bọn họ đâu biết là đa số chúng ta đều nghèo rất mùng tơi. Và lại, còn rất nguy hiểm nữa. Ở chỗ này liệu có sống sót hay không cũng là một vấn đề. Một tên người mập mạp nói. Chẳng có cách nào cả, chúng ta thế LWJCC quá yếu. Ho nên, sư phụ ta mới muốn đi La Thất Bảo một chuyến. Nếu như có thể lấy được dược liệu về thì cũng đỡ hơn, dễ sống hơn. Thiết Tháp nói. Đáng tiếc là phí đại sư đi đã mấy năm rồi mà chẳng có tin tứ gì cả, việc này, 8 phần là thất bại rồi. 2. Phí đại sư công lực cao như vậy mà cũng thất bại. Xem ra, La Thất Bảo này không phải là nơi người có thể đến được. Tên cao gầy lại nói. Chương 3398, người huynh đệ của sư phụ. Đúng vậy, sư phụ đều đứng ngồi không yên rồi. Vốn là năm trước định đi, nhưng ông ấy không nỡ bỏ lại anh em chúng ta. Muốn tìm con đường ra cho mọi người, nhưng chúng ta ngoài việc vận chuyển ma túy ra thì còn biết làm gì nữa chứ? Cũng không thể kêu người của chúng ta đi cướp của giết người được. 2. Đúng là càng ngày càng khó sống mà. Thiết Tháp thở dài nói. Diệp Phàm cảm thấy người này bản chất cũng không đến nỗi quá xấu xa. Diệp Phàm thu con rơi lại, sau đó 4 người lặng lẽ đến chỗ ngôi nhà kia. Lô Vĩ và Vương Triều giấu súng kỹ rồi đứng thủ ở cổng, Diệp Phàm nghênh ngang đi vào. Phí Nhất Độ vẻ mặt lạnh lùng đi theo sau. Vừa nhìn thấy Diệp Phàm lạ mặt, tất cả người trong sảnh đều đứng lên, hơn nữa còn rút cả súng lục ra. Tuy nhiên, Vương Triều, Lô Vĩ và Phí Nhất Độ cùng dùng lực, một người đối phó với 2 tên, sát tương đương mấy tiếng, 6 tên đều ngã xuống. Chúng mày là cảnh sát. Thiết Tháp cả kinh, đập tay xuống bàn, nhất thời 4 mũi tên màu đen công kích về phía Diệp Phàm. Còn có ám khí nữa cơ đấy, không tồi. Diệp Phàm vẻ mặt bình tĩnh cười cười, rồi vung tay lên, loảng xoảng mấy tiếng, 4 mũi tên kia đều cắm vào bức vách. Thiết Tháp vừa thấy, nhất thời 2 mắt nhíu lại. Y vung quyền, hung hăng lao về phía Diệp Phàm, một luồng gió mạnh truyền đến. Các khúc gỗ trong phòng đều loạng choạng. Diệp Phàm phát hiện, công lực của Thiết Tháp đúng là không kém, không ngờ lại có công lực thập nhị đẳng. Tuy nhiên Diệp Phàm chỉ vươn 2 đầu ngón tay, đã kẹp chặt được cánh tay to lớn của Thiết Tháp. Y tức giận. Mặt mũi đỏ bừng, dồn hết lực ra nhưng vẫn không thể thoát ra được. Công an của TQ đúng là lợi hại, Thiết Tháp này chịu thua rồi. Thiết Tháp biết hôm nay xong đời rồi. Điều đáng tiếc chính là giờ phút này sư phụ không ở đây. Ha ha, anh chính là Thiết Tháp. Diệp Phàm cười ha hả buông tay Thiết Tháp ra, rồi ngồi xuống ghế. Thiết Tháp có cảm giác không biết chuyện gì đã xảy ra, không hiểu người này định làm gì mình. Các hạ, có gì cứ nói đi. Thiết Tháp tôi hôm nay tài nghệ không bằng người, nhưng, sư phụ của tôi là Diều Hâu, các người đã nghe nói qua rồi chứ? Thiết Tháp nói danh sư phụ ra. Chưa nghe nói qua. Diệp Phàm lắc đầu, 2 chân bắt chéo chân. Phí Nhất Độ liền châm cho hắn 1 điều xì gà. Ngay cả tên ông ấy mà còn chưa nghe nói sao? Không thể. Thiết Tháp dường như coi đây là một sự sỉ nhục. Anh tưởng là sư phụ của anh ghê gớm lắm hay sao? Trên đời này có mấy người được lọt vào pháp nhãn của đại ca tôi chứ? Phí Nhất Độ trên mặt tỏ rõ vẻ khinh bỉ. Thôi được rồi Nhất Độ. Diệp Phàm khoát tay, hỏi. Nghe nói sư phụ anh kết huynh đệ với một người họ Phí, có đúng là có chuyện này không? Chẳng lẽ là chú Thành, sao có thể chứ? Phí Nhất Độ không nhịn được, nói. Có gì mà không thể, người huynh đệ kết nghĩa của sư phụ tôi tên là Phí Phương Thành. Hơn nữa. Ông ấy còn lợi hại hơn sư phụ của tôi, ông ấy cũng là người TQ. Cho nên, mấy người nhanh nhanh mà cút khỏi đây đi. Nếu không, ông ấy mà trở lại thì các người đừng có hòng mà đi được. Thiết Tháp dọa nói. Nhất Độ, biểu diễn một chút cho anh ta xem. Diệp Phàm nói, Phí Nhất Độ liền hiểu ra,
biểu diễn môn võ của Phí gia. Tại sao cậu lại biết cái này? Thiết Tháp nhất thời cảm thấy mờ mịt. Được nhìn thấy rồi à? Diệp Phàm cười nhạt nói. Đây không phải là tuyệt học của Phí đại sư sao? Tôi cũng học được vài chiêu. Thiết Tháp vẻ mặt khiếp sợ kèm theo vẻ nghi hoặc. Phí đại sư mà anh nói chắc chắn là người Ti Kiêu chứ? Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy, nghe nói rất có lai lịch. Thiết Tháp gật đầu nói. Có phải người này không? Diệp Phàm rút một tấm ảnh trong ví ra, Thiết Tháp vừa nhìn, nhất thời ngây người. Một lúc lâu sau, y mới hỏi. Tại sao cậu lại có ảnh của ông ấy? Điều này sao có thể? Tuy nhiên, tôi chưa nhìn thấy ông ấy mặc áo choàng xanh bao giờ, chỉ mặc quần áo du lịch mà thôi. Sư phụ tôi không được thay quần áo à? Diệp Phàm tức giận nói. Sư phụ của cậu, sao Phí đại sư lại là sư phụ của cậu được? Thiết Tháp nói to. Đồ ngốc, Phí đại sư không những là sư phụ của anh ấy, mà còn là thúc thúc của tôi. Đã hiểu chưa? Phí Nhất Độ cười châm chọc nói. Cái này, đúng là quá khéo, xem ra hai người nói đúng. Vậy thì chúng ta là người một nhà rồi. Thiết Tháp cao hứng, bỗng nhiên gặp được công an là thân thích, đây không phải sẽ càng an toàn sao? Người một nhà, cái này, đừng có nói lung tung, anh là anh mà chúng tôi là chúng tôi, hoàn toàn khác nhau mà. Diệp Phàm thản nhiên hừ nói. Tại sao lại không phải, sư phụ của tôi và sư phụ của cậu đã kết nghĩa huynh đệ. Hai chúng ta tính ra thì cũng là sư huynh đệ mà. Thiết Tháp nói. Đó là chuyện của bọn họ. Diệp Phàm hừ nói. Vậy các hạ muốn gì? Thiết Tháp vừa nghe, mặt nghiêm lại. Diệp Phàm liếc nhìn mấy tên thủ hạ một cái, thân mình vừa động, không lâu sau, cả sáu tên đều đi ngủ. Bọn họ nghe không tiện, như vậy đi. Nếu như anh có thể nói rõ chuyện sư phụ tôi quen biết sư phụ anh, hơn nữa chứng minh Phí Phương Thành mà anh nói đúng là sư phụ tôi thì tôi có thể tha cho anh. Diệp Phàm nói. Họ quen biết nhau thế nào thì tôi không rõ lắm, nhưng, sư phụ của tôi biết. Thiết Tháp nói. Muốn tìm viện binh đến hả? Diệp Phàm hừ lạnh nói. Cậu có thể chế phục tôi trước, có tôi ở trong tay rồi thì cậu còn sợ gì? Hơn nữa, tôi căn bản không phải đối thủ của cậu có đúng không? Thiết Tháp ra vẻ chân thành nói. Vậy được, anh gọi điện kêu sư phụ đến đi. Diệp Phàm nói, sau đó bóp miệng Thiết Tháp và nhét vào một viên thuốc. Cậu cho tôi ăn cái gì? Thiết Tháp trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Không có gì, chỉ là một viên độc dược thôi. Nếu như anh nghe lời, tôi có thể giải nó. Còn nếu không, nó sẽ lấy mạng của anh. Tốt nhất là đừng có giở trò với tôi, bằng không anh sẽ bị như thế này. Diệp Phàm liếc mắt sang chiếc bàn bên cạnh. Bỗng chốc chiếc bàn giống như bị rót axit sulfuric cực đặc lên, không lâu sau chiếc bàn bắt đầu bị ăn mòn. Thiết Tháp vừa thấy, nhất thời kinh hãi. Cậu biết độc công? Ha ha, cho nên, đừng có giở trò với tôi. Độc do tôi hạ thì chỉ có tôi mới giải được mà thôi. Diệp Phàm cười nói. Nói khoác mà không biết ngượng mồm, người trẻ tuổi, quá kiêu ngạo rồi đấy. Lúc này, một giọng nói sang sảng truyền đến. Sư phụ mau đến cứu con. Thiết Tháp vừa mới kêu lên như vậy đã không lên tiếng nữa. Đừng sợ đồ đệ, sư phụ đã về rồi. Diều Hâu cười cười, một luồng gió thổi thến, một thân ảnh từ không trung tiến vào phòng, sau đó ngồi vững chắc trên ghế. Hơn nữa giơ tay như muốn lôi Thiết Tháp lại. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng kéo lại, Thiết Tháp bỗng chốc bị kéo ra phía sau, Diều Hâu vừa thấy, hai mắt trợn tròn, cảm thấy bị mất mặt. Lão già này phát ra toàn lực, một luồng cuồng phong thổi đến. Giống như một đường nhiệt lượng đập vào mặt mà đến, Diệp Phàm giơ tay lên không trung, thủy công thi triển ra, một bức tường băng bỗng hiện ra trước mắt. Nhiệt trường công của Diều Hâu khi công kích vào bức tường băng, nhất thời phát ra những tiếng vang giống như viên đạn bắn vào mặt băng vậy. Tuy nhiên Diệp Phàm đẩy về phía trước, tường băng giống như một tấm thép chèn về phía Diều Hâu. Diều Hâu nhất thời biến sắc, bởi vì, ông ta cảm giác được từ bức tường băng truyền đến một luồng năng lực nội khí rất lớn. Nhưng Diều Hâu không chịu thua, giơ song trường, ép ra một luồng nội khí truyền về bức tường băng. Tuy nhiên, nội khí vừa đến tường băng đã bị hút lại, giống như ném đá xuống biển vậy. Hơn nữa, Diệp Phàm lại dồn về phía trước, bức tường băng tiếp tục chèn ép về phía Diều Hâu. Mặc dù Diều Hâu dồn một lực lớn, nhưng bức tường băng vẫn cứ chậm rãi hướng về phía ông ta mà chèn ép. Và lại, trông đối phương hình như còn chưa xuất toàn lực. Rất nhẹ nhàng đẩy bức tường băng chèn ép mình. Một thước, nửa thước, 10cm.
Giờ phút này, Diều Hâu muốn thu trưởng lực lại, nhưng giống như bị bức tường băng hút lại, không thu lại được. Diều Hâu sắc mặt vô cùng khó coi. Ha ha, tiền bối công lực không tồi. Diệp Phàm cười, Diều Hâu đột nhiên cảm thấy tay mình nhẹ đi, bổ nhào về phía trước, bốp một tiếng, cả người ngã sấp xuống mặt đất. Mặc dù biết quan hệ của ông ta với sư phụ Phí Phương Thành không tồi, nhưng vừa rồi lão ta quá kiêu ngạo. Cho nên Diệp Phàm đương nhiên cũng muốn giáo huấn ông ta một chút. Các hạ là ai? Diều Hâu tôi xin chịu thế hạ phong. Diều Hâu đứng lên ôm quyền, vẻ mặt nghiêm túc. Sư phụ, cậu ta là đồ đệ của Phí Đại Sư. Lúc này, Thiết Tháp liền nói. Đồ đệ của Phí Đại Sư, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế này? Diều Hâu sửng sốt, vì vậy, Thiết Tháp kể lại cho ông ta nghe một lần. Ha ha, muốn chứng minh thì quá dễ dàng. Đây còn có bức vẽ chung của ta và ông ấy. Cậu chờ một lát. Diều Hâu mỉm cười chạy ra ngoài, không lâu sau cầm đến một chiếc hộp. Vừa mở ra, là một bức tranh dầu, người trong tranh chính là Phí Phương Thành và Diều Hâu, hai người đang ngồi uống rượu với nhau. Đây là do tiền bối vẽ hả? Diệp Phàm rất hiếu kỳ, một bán tiên thiên cao thủ cả ngày giao tiếp với đám buôn ma túy lại biết vẽ tranh, mà lại còn là tranh dầu nữa chứ. Ha ha, cậu đừng nhìn ta là một thôn phu sơn dã, thật ra ta từng đi dự thính ở khoa mỹ thuật, trường Đại học Bắc Kinh một tháng đấy. Ta thích vẽ tranh từ bé, đương nhiên, lúc đó chỉ là cầm cành cây vẽ trên mặt đất thôi. Vẽ thời gian dài trông cũng thành hình thành dạng. Ngay cả thủ đoạn công kích của ta cũng có liên quan đến vẽ tranh, chẳng qua vừa rồi ta quá khinh địch, chưa kịp thi triển ra mà thôi. Diều Hâu nói. Ồ, tiền bối vẫn chưa phục đúng không? Diệp Phàm cười nói. Đương nhiên, đã chứng minh được Diều Hâu đích xác có quan hệ với sư phụ mình, câu nói của Diệp Phàm chỉ mang tính chất vui đùa mà thôi. Chương 3399, La Thất Bảo. Đương nhiên là không phục rồi, ta cảm thấy vừa rồi ta quá khinh địch. Hơn nữa, phỏng chừng dung lượng nội khí có chút không bằng cậu. Nếu để ta đem hỏa công thi triển ra thì đó lại là một chuyện khác. Diều Hâu nói. Vậy tiền bối có muốn tỉ thí nữa không? Diệp Phàm cười nói. Đương nhiên, nhưng chúng ta ra bên ngoài, ở chỗ này chật quá, không thi triển được. Diều Hâu nói với giọng tiếng Trung rất chuẩn. Thế là, mấy người đi cùng Diều Hâu ra bên ngoài, phát hiện có một bãi đất bằng phẳng khá rộng. Bên cạnh bãi đất là một rãnh nước nhỏ. Người trẻ tuổi, ta tới đây. Diều Hâu sau khi đứng vững thân mình, Thiết Tháp ném cho ông ta binh khí, Diệp Phàm vừa thấy, thiếu chút nữa cười ra thành tiếng. Đây là binh khí gì chứ, căn bản chỉ là cây bút lông cỡ lớn thôi mà. Đây không phải là bút vẽ tranh, mà là được làm từ thép, đừng để bị nó lừa. Diều Hâu cười cười, lấy hai cây bút gõ vào nhau, rõ ràng phát ra tiếng kêu của kim loại. Không có gì, tiền bối cứ đến đi, tôi xuất đơn trưởng là được. Diệp Phàm càng kiêu ngạo hơn ông ta, phải vùi dập cái dáng vẻ bệ vệ của lão già này. Bởi vì Diệp Phàm cảm thấy nếu không khiến ông ta tâm phục thì khí mà lôi được bí mật từ ông ta. Khí phách lắm, nhưng, nếu thân thủ của cậu mà được khí phách như vậy mới tốt. Diều Hâu tỏ vẻ tức giận, nói. Chỉ thấy Diều Hâu cầm bút vẽ một hình bán cung trên không trung, nhất thời, một đường áp khí từ bút truyền đến. Quét ngang tấn công về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng thuận tay chỉ điểm vào hình bán cung đó, tiếng kích tương đương vang lên. Hình bán cung của Diều Hâu bỗng chốc trở nên vô hình. Diều Hâu vừa thấy, sắc mặt nhất thời trở nên căng thẳng. Dường như người trẻ tuổi này nội công cao hơn mình gấp nhiều lần. Diều Hâu tức giận, song bút quơ trên không trung. Vì tốc độ quá nhanh, Diệp Phàm dường như nhìn thấy một bức tranh trên không trung dần được hình thành. Hơn nữa, Diệp Phàm phát hiện, bức tranh của Diều Hâu xoay tròn. Chỉ thấy Diều Hâu đột nhiên cắm vào không trung, vòng tròn trên không trung thi triển, chuyển động về phía Diệp Phàm, tốc độ rất nhanh. Đương nhiên, Diệp Phàm hiểu được, Diều Hâu đang dùng nội khí vẽ vòng xoay tròn. Vòng xoay tròn này tuyệt đối có thể đâm đổ một bức tường. Hơn nữa, vòng xoay tròn này ra hết cái này đến cái khác. Được lắm. Diệp Phàm cười nhạt, đột nhiên hứng thú nổi lên. Một quyền tung ra đập tới N vòng tròn kia. Một luồng gió lớn truyền đến, ngay cả đám người Lô Vĩ đứng cách đó trên 100 mét cũng cảm giác được áp lực, không tự chủ được phải lui lại mấy bước mới ổn định lại được thân mình. Bình tương đương. Một âm thanh thật lớn vang lên, nhất thời xuất hiện một đường ánh sáng, về sau là đá đất bay. Cũng may mà Thiết Tháp đã có sự sắp xếp từ trước, nếu không đã khiến cho đám thủ hạ sợ hãi mà chạy mất dép rồi. Cát bụi,
lá cây sau khi rơi xuống, ba người Lô Vĩ, Phí Nhất Độ và Vương Triều thiếu chút nữa cười ra thành tiếng. Bởi vì, tóc của Diều Hâu vốn dài, nhưng lúc này đầu ông ta lại bóng lột, trông chẳng khác gì quả bóng, còn quần áo thì cũng chẳng còn lành lặn nữa. Hai, Phương ca có một đệ tử thiên tài như vậy, ta còn có gì để nói nữa? Diều Hâu thở dài, một lúc lâu sau mới khôi phục lại tinh thần. Biết người ta thủ hạ lưu tình, nếu không, có lẽ mình đã mất mạng rồi. Tuy nhiên, người trẻ tuổi, chắc cậu đã lên tiên thiên rồi nhỉ? Ha ha, cũng tầm đó. Diệp Phàm cũng không gạt, Thiết Tháp vừa nghe, nhất thời miệng mồm há hốc. Cậu thật sự đã lên đến tiên thiên rồi. Thiết Tháp khiếp sợ hỏi. Theo anh nghĩ thì sao? Quý sư phụ đã là bán tiên thiên rồi. Diệp Phàm cười lạnh nói. Hai, tôi vốn cho mình đã là thiên tài rồi. Chưa đến 40 tuổi đã là thập nhị đẳng đỉnh giai. Không ngờ lại còn có người là thiên tài hơn cả tôi. Thiết Tháp thở dài. Núi cao còn có núi cao hơn mà. Tiểu thân thủ của tôi cũng chẳng là cái gì. Diệp Phàm khiêm tốn nói. Cậu mà không là cái gì thì chắc tôi chỉ được tính là rác rưởi. Thiết Tháp nói. Được rồi, chúng ta về nói chuyện. Diều Hâu khôi phục bình tĩnh, tố chất tâm lý vẫn còn rất cao. Tiền bối, nơi này là do tiền bối sáng lập nên đúng không? Diệp Phàm vừa đi vừa hỏi. Đúng vậy, là ta sáng lập nên, tuy nhiên, chúng ta lúc đó cũng không muốn đi buôn ma túy. Chẳng qua năm đó chúng ta quá khổ mà thôi. Năm đó chiến loạn còn có kẻ thù truy sát bọn ta. Nơi này thật ra là một thôn, để sống sót bọn ta buộc lòng phải vùi mình trong chốn rừng sâu này. Sống một cuộc sống không người không ra người, quỷ không ra quỷ. Để tồn tại, bọn ta chỉ có thể dựa vào ma túy. Đương nhiên, ta có nghiêm lệnh, không cho bọn họ dùng ma túy, nếu không sẽ bị đánh chết. Cho nên, mấy năm nay người của bọn ta không ai nghiện cả. Trước đó cũng có một số không chịu nổi sức hấp dẫn của ma túy nên bị nghiện, ta đều giết chết hết, về sau không ai dám nữa. Diều Hâu nói, sư phụ, sao lúc trước người không nói sớm, con dẫn người đi san bằng bọn chúng, mẹ kiếp. Thiết Tháp hai mắt bốc hỏa. San bằng, nếu có thể san bằng thì còn phải cần đến những lời nói vô dụng của ngươi nữa sao? Hiện tại kẻ thù có còn nữa không? Diệp Phàm hỏi, đương nhiên là có rồi, nếu không. Bọn ta đã sớm chuyển ra ngoài rồi. Mấy năm nay buôn ma túy, cũng tích được chút tiền, nhưng cũng không nhiều lắm. Trong này cuộc sống rất khó khăn, bệnh thì chỉ chữa được những bệnh nhẹ, còn mắc bệnh nặng thì chỉ có thể chờ chết. Diều Hâu thở dài, nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Thật ra, sư phụ cậu đi La Thất Bảo một phần cũng là vì bọn ta. La Thất Bảo có quan hệ thế nào với các vị? Chẳng lẽ kẻ thù lại ở đó hay sao? Diệp Phàm có chút không rõ. Kẻ thù không ở La Thất Bảo, nhưng công lực của kẻ thù rất mạnh. Ta đánh không lại hắn, sau này khi gặp được Phương ca, bọn ta cũng liên thủ đi một chuyến. Tuy nhiên, cuối cùng may mắn mà giữ được mạng mà quay về. Diều Hâu nói, kẻ thù mạnh như vậy sao? Diệp Phàm hỏi, liếc mắt nhìn Diều Hâu một cái, hỏi tiếp. Nếu so với tôi thì thế nào? Ta không xác định được, bởi vì năm đó sư phụ của cậu còn lợi hại hơn cả ta. Đương nhiên. Năm đó ta là 12 đẳng đỉnh giai. Còn sư phụ của cậu là bán tiên thiên. Không lâu sau đó ta đột phá lên bán tiên thiên. Ta và sư phụ cậu cùng đi, tuy nhiên vẫn không lại đối phương. Hơn nữa, cảm giác đối phương còn mạnh hơn cả hai cao thủ bán tiên thiên. Mà sư phụ của cậu còn mạnh hơn bán tiên thiên một chút. Sư phụ của cậu là một người nhiệt tâm, thấy bọn ta khó khăn như vậy, nói là nhất định phải giúp đỡ. Nhưng không có cách gì đột phá lên tiên thiên cả. Còn La Thất Bảo, được mọi người gọi là địa ngục ma quỷ. Nhưng ở đó đúng là có rất nhiều dược liệu quý hiếm. Sư phụ cậu chính là muốn đến đó kiếm một chút mang về. Một là để tương trợ đột phá cho chính mình. Hai là nếu có thể mang về thì đem bán lấy tiền, cùng chuyển một thể với bọn ta. Sư phụ cậu đề nghị chuyển đến TQ, nhưng nếu không giải quyết được kẻ thù, thì ngay cả chuyển đến TQ thì cũng không an toàn. Hơn nữa, ta cũng lo rằng sẽ mang lại phiền phức cho Phương Thành ca. Nếu như vì chuyện của bọn ta mà khiến cho Phí gia chịu tổn thương, thì đó không phải là tính cách của ta. Diều Hâu nói. À đúng rồi, sao tiền bối lại quen biết với sư phụ của tôi? Sư phụ tôi đã bỏ tôi đi hơn chục năm rồi, hai, thật sự tôi rất nhớ ông ấy. Nói ra thì là bọn ta có duyên mà thôi. 5 năm trước ta nghe nói một việc, cũng chính là chuyện La Thất Bảo. Việc này đương nhiên là rất hấp dẫn,
mà lúc ấy sở hữu La Thất Bảo là một tên Giang Dương đại đạo. Người này tên là Mạt Ngõa Cát Lạp Nhĩ, thân thủ tuy nói không cao lắm, nhưng lại chạy rất tốt. Hơn nữa kỹ thuật che giấu rất lợi hại. Hắn có thể ở một chỗ 3 ngày 3 đêm không uống công kích đối thủ. Hắn từng lẻn vào vương cung ăn cắp một đồ vật của quốc vương. Người của quốc vương gọi nó là La Thất Bảo. Diều Hâu nói, La Thất Bảo rốt cuộc là cái gì vậy? Diệp Phàm rất hiếu kỳ. Thứ này lúc đó bọn ta vốn không biết là cái gì, nhưng nghe nói nó đã được bảo tồn trong vương cung Thái Lan hơn 1000 năm. Lúc đó ta vừa nghe đã động lòng, nhưng nghe nói Mạt Ngõa Cát Lạp Nhĩ bị người ta đánh bị thương, phải trốn vào hậu điểu ngục giam của vương quốc Thái Lan. Lúc đó ta định lẻn vào đó, ở trong ngục giam tình cờ gặp sư phụ cậu, sư huynh Phương Thành. Lúc đó hai bọn ta đánh nhau, khiến cho tất cả mọi người trong ngục giam tỉnh dậy. Sau đó bên ngoài có mấy chục người cầm súng đến nhắm vào bọn ta. Bọn ta lúc đó tuy rằng thân thủ không tồi, nhưng đối diện với mấy khẩu súng và lựu đạn thì vẫn quá nguy hiểm. Cuối cùng, hai bọn ta để bảo toàn mạng sống, đành phải hợp lực tóm lấy Mạt Ngõa Lạp Nhĩ để ra khỏi ngục. Hơn nữa lúc đó cả ba bọn ta đều bị trúng đạn, trọng thương. Cuối cùng ba người thế nào lại trở thành bằng hữu của nhau? Bởi vì mạng sống thôi, nhưng Mạt Cát Lạp Nhĩ lại không may mắn như vậy, bị tàn phế, còn vết thương của hai bọn ta nửa năm sau đã khỏi rồi. Đến bây giờ vẫn còn nằm ở chỗ bọn ta, Mạt Cát Lạp Nhĩ cũng đã giao La Thất Bảo ra. Bọn ta mới phát hiện, cái gọi là La Thất Bảo hóa ra là một đồ vật bằng kim loại trông giống như đĩa bay. Mặt trên có khắc một số hoa văn khó hiểu, ta và sư phụ cậu đã tìm hiểu 3 tháng nhưng cũng ra được cái gì. Nhưng về sau gặp một cơ hội ngẫu nhiên, một phi cơ bay tầm thấp qua. Lúc đó ta và sư phụ cậu đang quan sát La Thất Bảo dưới ánh nắng mặt trời. Trốn dưới máy bay, bỗng nhiên La Thất Bảo dần hiện lên một hình vẽ vô cùng rõ ràng. Mà bất ngờ chính là ý tứ mà hình vẽ biểu đạt, bọn ta có thể lĩnh hội rõ ràng được. Mặt trên là một nơi, chính là địa ngục ma quỷ mà ta vừa nói. Mặt trên nói nơi nói vùng đất đầy điều thần bí. Tuy nhiên, cũng có thứ tốt, chính là dược liệu quý. Sư phụ của cậu vừa nghe đã động lòng. Trong vài lần giúp ta đấu với kẻ thù, thiếu chút nữa là mất mạng. Phương Thành nói cuộc đời của ông ấy đã không có ý nghĩa nữa. Phải đi đến La Thất Bảo một chuyến, lúc đó ta khuyên ông ấy đừng đi, nhưng ông ấy vẫn quyết định đi. Không có cách nào khác, ta lại cùng ông ấy nghiên cứu hình vẽ. Cuối cùng tìm ra được một nơi đại khái. La Thất Bảo phỏng chừng được gọi là Diêm Hải độc đáo biển chết rốn địa cầu. Đương nhiên, lúc đó địa điểm cụ thể bọn ta không dám xác định. Bởi vì ta vẽ cũng tạm được, nên đã vẽ lại hình đó khá đầy đủ. Diều Hâu nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 3400, không chụp được ảnh. Sao lại không dùng máy ảnh chụp lại? Như vậy càng thật hơn. Tuy nói là bức tranh rất đẹp nhưng chắc chắn là không chân thật bằng máy ảnh được. Phí Nhất Độ không nhịn được mà hỏi. Đương nhiên là bọn ta biết điều này nhưng thực ra máy ảnh của ta không thể phân hình đồ án của cái đĩa nén này được. Chúng ta đã nghĩ hết cách rồi, mắt có thể nhìn thấy nhưng không thể nào quay được đoạn này. Chuyện này, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng không có cách gì thì ta phải vẽ lại. May mắn tôi vẫn còn tranh của ta vẫn còn rõ, trông cũng tạm tạm. Diều Hâu nói. La Thất Bảo bị sư phụ của tôi mang đi rồi chứ? Diệp Phàm hỏi. Ừ. Lúc đó ta cũng muốn đi cùng nhưng cậu cũng biết đấy, vùng tam giác vàng này quả thực rất loạn, loại người gì cũng có. Trùm buôn bán thuốc phiện có, phóng hỏa giết người thì càng là chuyện cơm bữa. Đúng lúc năm đó có những người khác đến Ngưu Vĩ Sơn của chúng ta, nhưng công suất của thiết tháp không cao, mới đạt đến cấp 11. Cho nên, ta không có cách nào rời khỏi được, Phương Thành ca đợi không được mà đi trước rồi. Nhưng, chuyến đi này đã được 5 năm. Lúc mới đến biển chết. Ông ấy còn dùng tin nhắn để liên hệ với ta nhưng chưa đến nửa năm sau thì mất tích. Ta cũng vội càng đến biển chết nhưng dù có bức tranh trong tay cũng không phát hiện ra cái gì. Cuối cùng đành phải hậm hực quay về. Diều Hâu nói. Nhưng, bây giờ những cái này. Ta đang định đi biển chết một lần nữa, không thể tưởng được tình cờ gặp các cậu. Ta lấy làm lạ, sao các cậu lại biết chỗ này của bọn ta? Hơn nữa, các cậu đến làm gì? Có phải các cậu là cảnh sát quốc tế hay cảnh sát ma túy như thiết tháp nói không? Không phải, lần này chúng tôi từ TQ đến đây là để tìm một người. Người này tên là Phương Đông Phong, là chủ tịch tập đoàn quốc tế ở Trung Quốc, đến chỗ của các vị cùng với tập đoàn Mễ Đông hợp tác phát triển. Diệp Phàm nói ra sự thật, sau đó lại hỏi.
người này không phải là các vị bắt đi hoặc là giết rồi đấy chứ? Không, tôi chưa từng nghe nói đến người này. Thấy sư phụ nhìn mình, Thiết Tháp lắc đầu. Lạ thế sao, còn có trước kia lúc bọn họ khai phá mỏ quặng đồng, có công nhân bị thương có phải do anh làm hay không? Diệp Phàm hỏi. Không phải, bọn họ đi khai thác mỏ đồng có liên quan gì đến chúng tôi đâu. Chúng tôi còn cách chỗ gió 50, 60 km, việc khai thác mỏ đồng không ảnh hưởng đến việc buôn bán của chúng tôi. Thiết Tháp nói rất kiên quyết. Thế thì lạ thật, vậy thì rốt cuộc là ai làm? Diệp Phàm có hơi nghi ngờ. Chuyện này chúng tôi cũng không rõ lắm, tuy nói là trong phạm vi mấy chục cây số là địa bàn của chúng tôi nhưng cũng không thể chắc chắn là không có người khác đưa Phương Đông Phong đi. Việc này, chắc chắn là có liên quan đến mỏ đồng Kỳ Sơn. Nhưng chúng ta đều chưa từng ra tay như người kia, cũng lạ thật đấy. Thiết Tháp nói, có thể nào là người của Lão Phì làm không nhỉ? Lúc này Diều Hâu suy nghĩ một chút rồi nói. Lão Phì là ai? Diệp Phàm hỏi. Thế lực của Lão Phì còn lớn mạnh hơn nhiều Ngưu Vĩ Sơn của chúng ta. Không phải là nói đến chuyện võ công của họ hơn bao nhiêu. Nhưng vũ khí của bọn họ rất hiện đại, trước kia vốn đã đấu với bọn ta đương nhiên là vì tranh địa bàn. Bởi vì, bọn họ cách Kỳ Sơn cũng 5, 60 ngàn cây số. Nhưng bọn họ không ở vào vị trí của bọn ta mà ở bên khác. Hơn nữa, bọn họ có đến 300 người, lịch sử buôn thuốc phiện của bọn họ còn lâu đời hơn bọn ta nhiều. Nghe nói lực lượng của bọn họ năm đó đa số đều là đời sau của Quốc Dân Đảng còn sót lại năm Trung Quốc được giải phóng. Cho nên, ngay từ đầu bọn họ đã có được vũ khí tiên tiến nhất. Bọn ta đã từng đấu với họ mấy lần, cũng may mà Thiết Tháp võ công cao, nếu không sớm đã cho bọn họ ăn thịt rồi. Sau đó ta tức giận, phao tin phải lấy được đầu của Lão Phì. Lão ta cũng biết võ công của ta cao nên lão ta cũng lo lắng. Cho nên, sau đó tụ hợp lại, mãi đến bây giờ hai bên mới hợp tác thành đồng bọn. Bọn ta bên này chỉ có thể sơ chế còn bọn họ có nhà xưởng để tinh luyện. Cho nên sản phẩm của bọn ta đều là do bọn họ luyện thành. Nhưng, bọn họ cũng không chịu thiệt lấy đi 20% tiền của bọn ta. Chẳng qua cũng chỉ gia công một chút thôi mà. Trước giờ bọn ta cũng muốn làm xưởng tinh luyện, nhưng xưởng này quá khó làm. Hơn nữa, quy mô của bọn ta không đủ lớn, tôi cũng không muốn từ chuyện này mà hại thêm nhiều người. Vẻ bên ngoài vẫn luôn suy xét, chẳng qua là vì thù hận vẫn chưa được giải quyết, cho nên vẫn không có cách nào mang mọi người rời khỏi núi được. Nói thật, ai muốn sống ở cái nơi người không ra người quỷ ra không quỷ này chứ? Ngay cả một con đường cũng không có. Xe cũng không đến được còn nếu dùng ngựa kéo lên núi thì một người cũng không thể lên được. Thứ hai, nếu mục tiêu quá lớn sẽ bị người phát hiện. Cho nên, về cơ bản chúng ta vẫn phải dùng sức người để khiêng lên. May mà mọi người đều đã luyện qua, có một chút tài nghệ chứ nếu không thì cũng bó tay. Diều Hâu nói, kẻ thù của tiền bối rốt cuộc là ai? Nếu như chúng tôi có thể giúp giải quyết được thì sau này cũng tốt cho kế hoạch của các vị. Nếu không... cứ mãi ở đây cũng không tiện. Hơn nữa, thực ra tôi nghĩ đến một con đường. Nếu như có thể cứu được Phương Đông Phong ra thì người của các vị hoàn toàn có thể đến mỏ đồng làm việc. Từ nay về sau có thể sống như người bình thường. Tuy rằng cuộc sống không quá tốt nhưng so với ở đây cũng còn tốt hơn. Đương nhiên, quyết định này có mang đến phiền phức cho mỏ đồng hay không? Diệp Phàm nói, kẻ thù tên là Trác Nhĩ Giang, chừng 60 tuổi, chắc chắn là một cao thủ. Trác gia ở phía đông của Thái Lan. Còn tổ tiên của bọn họ ở Hoàng Lâm, ở gần thôn của chúng ta. Nắm đó vì khai quật được một pho tượng mà sinh ra mâu thuẫn. Cuối cùng mâu thuẫn càng ngày càng lớn dùng cả vũ khí để đánh nhau. Mà người dùng vũ khí đánh nhau càng ngày càng nhiều, có lúc con số lên đến cả hơn 100 người. Còn có một lần đánh nhau, anh của Trác Nhĩ Giang, Trác Lâm mà bị ông nội của Thiết Giang không cẩn thận đã đánh chết. Lúc đó đều là chiến loạn. Trác gia phẫn nộ vì bọn họ có tiền, lại có thể dùng tiền để mua chùa Quốc Dân Đảng ở vùng Tam Giác Vàng để giết người. Lúc đó thôn bọn ta chết đến hơn 100 người, còn cha ta mang theo 100 người khác lánh vào tận rừng sâu của vùng Tam Giác Vàng. Sau đó ở lại vùng núi Ngư Vĩ này định cư, kinh tế không phát triển, không thể không đi buôn lậu thuốc phiện. Diều Hâu xót xa nói. Lúc đó Trác Nhĩ Giang là một cao thủ nổi tiếng, các vị không bằng y được. Giống như cao thủ được bồi dưỡng vậy. Con trai bọn họ chắc chắn võ công cũng không tầm thường. Hơn nữa, người của Trác gia võ công cao như vậy, các vị sao có thể thoát thân được, căn bản là không cần mời đến người ngoài mà thôi.
Diệp Phàm hỏi. Không giống năm đó nữa, chúng ta cũng không lớn. Tôi nhớ lúc đó chưa đến 6 tuổi, cũng sắp xỉ tuổi của Trác Nhĩ Giang. Lúc ta còn nhỏ, chỉ biết đi theo người ta vui đâu chầu đấy. Kết quả là Trác Lâm Ma Nhĩ đã bị Thiết Tương Sinh giết chết. Còn Thiết Tương Sinh vì bảo vệ cho bọn ta bỏ chạy mà bị họ truy kích mà bỏ mạng trên đường. Bọn ta ở trong rừng sâu ẩn nấp nhiều năm, thời gian đó sống mà không bằng chết. Tận mấy chục năm sau mà Trác gia vẫn không ngừng truy tìm bọn ta. Chẳng qua là vùng tam giác vàng địa thế phức tạp, bọn họ chỉ có thể âm thầm tìm kiếm. Còn bọn ta đổi lại hết tên họ, nên chúng cũng rất khó mà điều tra ra. Diều Hâu nói với vẻ mặt lo âu. Thế lực của Trác gia hiện tại thế nào? Diệp Phàm hỏi. Càng ngày càng mạnh, là bá chủ một thị trường buôn bán lớn. Vì lúc đó họ chiếm được tài sản trong thôn chúng tôi cho nên gia sản của họ đến giờ không dưới 2 tỷ. Hơn nữa, nghe nói tất cả đều do tượng thần phù hộ. Nhưng nhiều năm rồi, chúng ta vẫn không thể nào giải thích được. Trước kia, võ công của Trác gia cũng không cao lắm, thực ra lúc đó mọi người đều chỉ là người dân thôn quê bình thường mà thôi. Còn võ công hôm nay là bái sư mà học được, lúc đó cũng do tình thế cấp bách nên Trác Nhĩ Giang mới có duyên kỳ ngộ. Nhưng, ta có hỏi thăm qua có người nói có quan hệ đến tượng thần. Nhưng ta thấy đó là điều không thể. Một pho tượng đá thì có gì ghê gớm, chỉ là mọi người có lòng tin vào Phật, nó cũng đâu phải là vật còn sống. Diều Hâu nói, một pho tượng đá là đá gì, tiền bối có thể nói rõ một chút không? Diệp Phàm giật mình, nhớ ra tượng đá thần bí trên hoang đảo này. Mấy năm trôi qua, tuy ta không tin vào sự lợi hại của tượng đá kia. Nhưng ta muốn mang cái gì đó của tổ tông về, chẳng qua là không biết Trác gia giấu ở chỗ nào, nhưng dựa theo trí nhớ vẽ ra thì... Diều Hâu nói đến đây thì bảo đồ đệ Thiết Tháp đi lấy bức tranh tượng đá ra. Một lúc sau Thiết Tháp cầm cái hộp chạy vội đến. Lúc Diệp Phàm mở hòm lấy bức tranh này ra, hắn ngây cả người. Vì bức tranh tượng thần của Diều Hâu giống như khuôn với tượng đá thần bí kia. Sao, chỉ là một pho tượng đá thôi mà. Diều Hâu nghi ngờ nhìn Diệp Phàm. Ha ha, chắc chắn là không có gì kỳ lạ. Nhưng nếu là do tổ tiên của các vị đào dược thì có cơ hội nhất định phải lấy về. Chỉ có điều nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là tìm kiếm Phương Đông Phong. Không có một chút đầu mối nào, vùng tam giác vàng lớn như vậy, nếu giết một người rồi hủy xác thì cũng không thể nào tìm ra được. Diệp Phàm thở dài. Lúc này, một cánh tay ở bên ngoài rơi xuống. Chuyện gì vậy? Thiết Tháp hỏi. Là lão phỉ phái người đưa thiếp mời. Người có cánh tay gầy guộc kia nói, hai tay đưa ta một tấm thiệp mới dát vàng. Ha ha, lão phỉ gả con gái đi lấy chồng. Thật là lạ. Sau khi Thiết Tháp nhận thiếp liền phiêu phiêu cười nói. Lão phì sắp gả con gái. Diều Hâu cũng ngây người ra, sau đó lại cười phá lên. Gả con gái thì có gì buồn cười đâu. Phí Nhất Độ lẩm bẩm một câu. Ha ha, này cậu thanh niên, gả con gái không có gì lạ, nhưng con gái của lão phì Đỗ Kiều Kiều thì có hơi lạ đấy. Diều Hâu cười nói. Lạ, lạ cái gì vậy? Nói đến đây Phí Nhất Độ liền thấy hứng thú. Chương 3401, lão phì muốn gả con gái. Khuôn mặt kia, đảm bảo cậu nhìn thấy là 3 ngày ăn cơm không thấy ngon. Thiết Tháp cười ha ha nói. Có người con gái xấu như vậy sao? Vương Triều tỏ vẻ không tin. Ha ha, đương nhiên là rất đáng sợ. Cái miệng kia chỉ há ra thôi đã như cái vòng rồi, còn nữa chỉ mới mấy lần thì cái mũi như thụt vào mất một nửa. Hai bên mặt là vẻ tướng số, đáng sợ nhất chính là cái đầu. Tóc trên đầu giống như người bị nở vậy. Còn cơ thể của cô ta cũng kỳ lạ, người dài được bao phủ bởi những thứ trông như là con cá sấu vậy. Cậu nói xem, nếu ôm một mỹ nhân như vậy mà ngủ thì cảm giác sẽ thế nào? Vẻ mặt của Thiết Tháp vui vẻ khi thấy người khác gặp tai họa. Thật là đáng sợ, thiên hạ có gì xấu tập trung vào cô ta hết rồi. Phí Nhất Độ ục nước bọt suýt nữa thì nhổ cơm ra ngoài. Loại con gái này chắc là không gả ra ngoài được đâu. Diệp Phàm cười hỏi. Đó là điều đương nhiên rồi, dù lão phì có tiền nữa thì nhìn cũng vẫn sợ. Hơn nữa, Đỗ Kiều Kiều còn tự cho mình là có dung mạo tiên nữ. Bởi vì những kẻ vây quanh cô ta đều khen cô ta đẹp biết bao. Cũng từng có lẽ không rõ là nói ra một câu tốt xấu gì đó, kết quả đương nhiên là bị đánh đến chết rồi. Sau đó, không ai dám nói xấu trước mặt Đỗ Kiều Kiều nữa. Hơn nữa cô ta cực kỳ nóng tính, động một tí là đấm đá. Người bị đánh chết cũng chừng khoảng 7, 8 người rồi. Cho nên, tuy
tuy lão phì có tiền nhưng cũng đâu có giống đực nào dám đi tán tỉnh Đỗ Kiều Kiều. Chỉ sợ đến lúc nói ghê tởm lại bị đánh chết thôi có phải không? Thiết Tháp cười nói. May là cô ta không yêu anh. Diệp Phàm nói đùa. Đánh chết tôi cũng không cần người như thế. Đừng nhìn cô ta xấu xí nhé, cũng cảnh cao lắm đấy. Đang tự nhiên vậy không biết ai đen đủi bị cô ta nhìn chúng nhỉ. Đúng là đen đủi hết chỗ nói. Thiết Tháp cười mãi. Tiền bối, hay là chúng ta đi xem trò vui này đi. Không biết là có thể trà trộn vào được không? Diệp Phàm cười hỏi. Là cậu nghi ngờ Lão Phì và Phương Đông Phong không có liên quan đến nhau đúng không? Diều Hâu hỏi. Trước mắt ở đây thì loại trừ rồi, chỉ cần có một chút manh mối cũng phải điều tra. Hơn nữa, nếu con gái của Lão Phì là nhân vật có uy tín trong vùng Tam Giác Vàng thì tôi nghĩ, có thể từ trong đó phát hiện ra chút manh mối nào về Phương Đông Phong được không? Diệp Phàm nói. Ừ, cũng có lý. Nhưng cách trà trộn vào thì có, chỉ là có chút phiền toái. Lão Phì này tuy rất béo nhưng lại vô cùng cẩn thận. Chỉ cần có người mới nào là ông ta cũng sẽ điều tra tỉ mỉ. Nhưng, cậu có thể đóng giả làm đồ đệ của ta, mấy người bọn họ có thể làm thủ hạ. Lão Phì ghẻ ẩn gái mà, dù sao thì cũng phải có chút quà đến chứ, đúng không? Hơn nữa, Lão Phì cũng có quan hệ hợp tác với chúng ta, cũng khá tin tưởng chúng ta đúng không? Diều Hâu nói đến đây liền suy nghĩ rồi nhìn Diệp Phàm nói tiếp. Nhưng, ta có một yêu cầu. Nếu phát hiện ra cái gì đó thì không được động thủ. Việc này không thể để bọn ta dính vào được. Dù sao, chỗ này cơn hơn 100 người nữa. Trước khi chưa tìm được đường ra, bọn ta vẫn phải sống tiếp. Huống hồ, nếu người của bọn ta xuất hiện gặp chuyện thì e sẽ khiến cho Trác gia chú ý. Yên tâm đi, dù có phát hiện ra đầu mối gì chúng tôi cũng sẽ âm thầm tiến hành. Tuyệt đối sẽ không để cho người Ngưu Vĩ Sơn các ông khó khăn. Diệp Phàm gật đầu nói. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Buổi trưa ngày thứ hai mọi người lặng lẽ xuất phát. Nơi ở của Lão Phì ở Hồ Nha Gia. Tình hình của Hồ Nha Gia thế nào? Diệp Phàm hỏi. Mặc dù gọi là Hồ Nha Gia nhưng thực ra đó không phải là cái hồ, mà là chỉ chỗ Lão Phì ở nhìn từ chỗ cao giống như hàm răng người tạo thành cái hồ vậy. Thực ra là những cây gỗ phát triển, như có một vòng bạch dương có chút giống răng nanh. Còn ở giữa là thụ hải xanh biếc có giống một cái hồ giữa răng nanh. Đương nhiên, vùng trung tâm vẫn có một cái hồ nhỏ. Dù nó chỉ là hồ nhỏ nhưng thực ra Lão Phì đã xây ra từ một sườn núi. Thiết Tháp nói. Hôm nay, người đến đó không ít đâu nhỉ? Diệp Phàm hỏi. Nói ít thì cũng không phải, mà nhiều thì cũng không đúng. Dù sao đó cũng là một nơi pha tạp, tất cả mọi người đều phải cẩn thận, đừng để bị cảnh sát quốc tế tận diệt. Cho nên người mời không nhiều, chắc là có giao tình với Lão Phì chỉ có mấy nhóm người thôi. Thiết Tháp nói. Nói cũng đúng, dùng đao kiếm tiền mà. Diệp Phàm cười nói. Nhưng chỗ của Lão Phì có dấu vết của đường, thực ra y còn mạnh hơn Ngưu Vĩ Sơn nhiều. Thực ra, Lão Phì này rất gian xảo. Ở chỗ cực nhỏ này, mỗi đêm y ở một nơi. Hơn nữa Lão ta thường xuyên hóa trang, người chạm mặt cũng chưa chắc đã nhận ra. Đoán là phần lớn thời gian Lão ta đều ở trong thành phố hiện đại để hưởng thụ. Thiết Tháp nói. Gần chỗ Lão trong vòng 5 dặm đều có nhân viên canh gác, vì theo dấu tích của Thương Ưng cũng chỉ vào được vòng thứ nhất. Kết quả là qua 3 vòng mới chính thức đi vào trung tâm Hồ Nha Gia của y. May mà có người gọi là Thiết Tháp ca ca từng vào đó. Nhưng vì đã vào xế chiều, tất cả mọi người đều không nhìn rõ Hồ Gia Nha thế nào. Dù những vòng này không sao. Hôm nay không sao nhưng có chuyện gì hay không thì cũng khó nói lắm. Còn bố trí rất nhiều kẻ có thể giết người, đến tôi cũng không rõ lắm. Cho nên, chính cảnh sát vũ trang của nước ta cũng chưa chắc đã vào được. Hơn nữa Tam Giác Vàng là vùng đất không ai quản lý, mấy quốc gia xung quanh cũng không quản lý đến chuyện này. Dù sao giữa các quốc gia vẫn có sự đố kỵ lẫn nhau. Nếu anh muốn can thiệp vào chắc chắn sẽ bị trả thù. Còn sao huyện của những người này thế nào chứ? Vẫn còn có những chùm buôn thuốc phiện mới đứng lên. Bọn họ đổi địa bàn thế này làm chuyện kinh doanh. Cho nên, phải tiêu diệt hết thuốc phiện, trừ phi là không hút thuốc phiện tự nhiên sẽ rõ. Thiết Tháp nói nhỏ. Đám người Phí Nhất Độ đóng giả làm tay sai khiêng lễ vật đến. Cho nên được sắp xếp vào phòng bên cạnh để dùng cơm. Bên kia còn có thủ hạ của những nhóm lớn. Nhưng thực ra, Diệp Phàm vị sư huynh này là đại diện cho Diều Hâu đến đây, cùng với Thiết Tháp ở một căn phòng giữa vòng tròn. Phòng ở này có kiến trúc bằng gỗ,
mái nhà dùng một loại vỏ cây và chất kết dính đặc biệt để liên kết với nhau. Hơn nữa thấp thoáng còn nhìn thấy cây đại thụ ở giữa. Dù là anh có là ở trên máy bay cũng sẽ cho rằng đây chỉ là một ngọn một gốc cây lớn mà thôi. Bên ngoài cũng không có nhiều động tĩnh, nhưng bên trong thì vô cùng náo nhiệt. Đã bày ra hơn 10 cái bàn hình chữ nhật. Bàn to bàn nhỏ, gần như đã bày kín thức ăn, hơn nữa bàn thức ăn này còn thô ráp hơn bàn thức ăn trong nhà hàng. Căn bản chỉ là ghép những tấm gỗ ván lại mà thôi. Nhìn kiểu bàn như vậy Diệp Phàm không biết nên khóc hay nên cười, bởi vì ở giữa cũng là cái bàn như vậy, còn hơn 10 cái bàn khác ở hai bên. Thật là có cảm giác như đại đế vương chiêu đãi đại thần thời cổ đại, cũng có chút giống với bàn hội nghị họp báo thời hiện đại vậy. Lão Phì có thích họp không? Diệp Phàm hỏi nhỏ. Không phải là thích họp mà là cho đến giờ y vẫn tự cho mình là hoàng đế vùng Hồ Nha gia. Chúng là khách hôm nay đành lủi thủi làm thần tử của y vậy. Hơn nữa, vẫn là đại thần cổ đại. Theo thể chế này, tôi có thể làm quan võ. Còn huynh ấy à, chắc chắn là quan văn. Thiết Tháp nhìn Diệp Phàm cười nói. Thiết lão đệ, đến rồi kìa. Lúc này, một người chân đầy giày vải, béo lùn chắc nịch, còn mặc một áo bào màu tím cổ đại cười cười đi đến. Chào Phì lão huynh, chúc mừng huynh. Thiết Tháp nắm tay khẽ chạm vào lão Phì một chút. Đây là cách bắt tay thi lễ đặc thù của những người ở Tam Giác Vàng khi gặp mặt nhau. Vị lão đệ này là... Lão ta liếc nhìn Diệp Phàm. Phì lão huynh, chắc chắn là huynh chưa gặp. Thiết Tháp cười nói. Ây, trông mặt hình như rất lạ thì phải. Lão ta liếc sang Thiết Tháp. Sư huynh của tôi, Diệp Phàm, mới cùng sư phụ từ bên ngoài trở về, trước khi thu nhận thì huynh ấy vẫn ở trong nhà. Lần này sư phụ mang huynh ấy từ bên ngoài về. Dù sao làm ăn như chúng ta không từng trải cũng không được. Vẻ mặt của Thiết Tháp có vẻ thân thiết, giới thiệu tên Diệp Phàm rồi lại vỗ vai hắn. Ở đây các nhóm đại lão trong đây đều dùng tên giả, không có mấy người biết được tên thật của đối phương. Cho nên, anh ta nói Diệp Phàm cũng có người tin. Giống như lão Phì này vậy đâu biết họ đúng không? Ừ, thì ra là sư huynh của đệ. Lão ta nói với vẻ khinh thường cho rằng Diệp Phàm là một người mới. Chào Phì lão huynh. Cả ngày toàn nghe thấy sư phụ nhắc đến tên của huynh, hôm nay mới được gặp, quả là danh bất hư truyền. Diệp Phàm giơ hai tay ra biểu thị sự tôn trọng đối phương, còn nếu chỉ giơ một tay là biểu thị sự ngang hàng. Còn nếu giơ hai nắm tay ra thì giống như quan gặp cấp trên, hoặc là ý tôn trọng đối phương. Đương nhiên Diệp Phàm không cho rằng mình là cấp dưới, chỉ là lần đầu gặp mặt thì hắn tỏ vẻ tôn trọng đối phương mà thôi. Qua loa thôi. Lão ta hời hợt giơ một tay ra huých bình thường. Thiết Tháp còn tưởng lão ta khinh thường Diệp Phàm, nhưng chỉ có hắn cảnh giác. Cái nắm tay này của lão Phì chạm đến rất nhẹ. Thực ra trên có tác dụng khai bi thủ của Lô Gia. Khai bi thủ của Lô Gia vừa mới bắt đầu xuất trưởng mềm yếu vô lực. Lúc này kỳ thị, khinh thường đối phương một khi nắm tay đấm mạnh lên người thì nguy rồi, đó là một trưởng phá tan bia đá. Diệp Phàm ngang tài với đối phương cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng không làm lộ ra sự cảnh giác của mình. Hai đấm huých tay qua kêu răng rắc một tiếng vang nhỏ, lão Phì cau mày. Bởi vì, y dùng năm thành công lực để chạm đối phương, vậy mà người tên Diệp Phàm này dường như không có cảm giác vậy. Lão Phì phát hỏa, thu tay về, rồi lại giơ ra chạm nữa. Thiết Tháp vừa nhìn cũng hiểu có cái gì đó lạ, bởi vì nếu lại giơ tay ra nữa thì thể hiện rằng mình đã công nhận đối phương. Nếu số lần đụng tay càng nhiều thì nói lên rằng đối phương càng thích hoặc tôn trọng mình. Điều này là tình cảm khi hai người bạn cũ gặp nhau bắt tay. Lần này lão Phì dùng tám thành kinh lực, Diệp Phàm còn không hiểu chuyện này là thế nào. Nhưng hắn thấy lão ta duỗi tay ra, hắn cũng làm theo duỗi hai bàn tay đang nắm ra. Chương 3402, tất cả đều là thế thân. Lại chạm nhau nhưng lực kình của lão Phì vẫn chỉ như ném đá xuống biển. Lần này, mặt lão ta có hơi đỏ. Hơn nữa, rõ ràng là miệng cũng hơi méo đi, có lẽ là do quá đau. Được, 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 Thiết lão đệ, người sư huynh này của đệ khá lắm. Lão Phì vỗ vai Diệp Phàm thân thiết, một lực mạnh truyền đến, Diệp lão đại cười gật đầu, sau đó lại làm cho lực kình của lão Phì biến mất. Sau mấy chiêu ngầm, lão Phì không chiếm được thế thượng phong nào, lão ta không khỏi bực bội đi tiếp đón những người khách khác. Vừa rồi hai người có chuyện gì vậy? Thiết Tháp cười nói. Hình như là lão Phì thích cậu, có những bằng hữu gặp nhau chính là như thế. Anh cho là lão ta tốt bụng vậy sao? Diệp Phàm cười lạnh một tiếng. Hiểu rồi, lão ta thử cậu đó.
Thiết Tháp cười hiểu ngay, người này cơ thể như sắt nhưng cũng không ngốc, anh ta cười nói. Nhưng không có gì tốt đẹp cả. Năm, sáu đẳng mà cũng đòi thể hiện trước mặt ông đây, cút đi. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Năm, sáu đẳng, không đúng. Thiết Tháp sửng sốt, con người chuyển động suy nghĩ rồi nói. Tôi hiểu rồi. Hiểu rồi, anh hiểu cái gì? Diệp Phàm hỏi dồn. Lão ta giả vờ đấy. Thiết Tháp nói. Giả vờ, chuyện này là thế nào? Diệp Phàm chẳng hiểu ra sao cả. Thế thân mà, các nhát vật trong tam giác vàng đều có 2 đến 3 người thế thân. Giống như là họ thật nếu gặp trường hợp nghi ngờ cũng sẽ không để lộ thân phận mà chỉ cử ra thế thân thôi. Như vậy vừa có thể giữ thể diện cho chủ nhân lại vừa đảm bảo an toàn cho mình được. Trên đời này chỉ cần có tiền, vẫn có thể tìm được mấy người thế thân trong mấy tỷ dân trên cả thế giới này. Thiết Tháp cười nói. Bởi vì, thực lực cũng lão phì cũng tầm tầm với tôi. Vừa rồi cậu nói chỉ có 5-6 đẳng, vấn đề liền ra rồi. Những thế thân của lão phì đều có thân thủ 5-6 đẳng, xem ra lão phì này không đơn giản chút nào. Nhưng chắc là Thiết Tháp anh cũng có thế thân nhỉ, thậm chí tôi đang nghi ngờ anh bây giờ có phải là anh thật hay không đấy. Diệp Phàm cười nói. Tôi, thế thân cái khỉ gì chứ? Cậu biết tình hình của Ngưu Vĩ Sơn đấy, thực lực của chúng tôi còn kém 3 lần so với lão phì. Còn thu nhập tiền bạc thì không có, bản thân cũng không chăm sóc nổi lấy đây ra thế thân. Hơn nữa, tìm người thế thân cũng phải có duyên phận. Anh có tiền cũng chưa chắc đã tìm được, đúng không? Thiết Tháp nói, có chút buồn bã nhìn những kẻ tuần tra trong sảnh. Tiệc rượu tối nay nhưng chưa chắc đã có mấy người là thật. Bởi vì, những người cùng đẳng cấp với lão phì, phải đến 60% là đều có thực lực. Cậu xem, người đến cũng có nhiều đâu. Bình thường đều mang mấy trợ thủ đến. Anh xem tên tóc đỏ kia chính là trùm ma túy đến từ núi Kê Công, trong tay có đến 300 huynh đệ. Là một nhân vật tàn độc, đặc biệt với súng ống hiện đại, y rất lợi hại. Thực ra cũng không kém lão phì bao nhiêu, thu nhập hàng năm đạt 300 triệu. Y có thể mang đến 3-4 thủ hạ sao anh không mang theo, chẳng lẽ là vấn đề quy mô và thực lực sao? Diệp Phàm hỏi. Chuyện trình độ và thực lực đương nhiên là có quan hệ với nhau. Nhưng, cái này không phải là chủ yếu, mà nguyên nhân chủ yếu chính là các huynh đệ của tôi đều là những gương mặt lạ. Nếu mang bọn họ đến, sẽ khiến mọi người chú ý. Có thể mang cậu vào đã là đánh liều rồi. Còn bọn họ có thể mang mấy người vào là bởi vì đó đều là những gương mặt quen thuộc. Lão phì chủ nhân sẽ yên tâm, có đúng không? Ngành này của chúng tôi điều quan trọng nhất là phải cẩn thận. Chỉ cần không cẩn thận một lần thì xong đời luôn. Nếu không, chúng tôi sao có thể sống lâu như vậy được? Thiết Tháp nói. Không lâu sau, lão phì quay lại ngồi vào bàn ăn. Hai tay lão ta vỗ vỗ, mọi người trong sảnh liền trật tự. Lão phì tôi ở đây có thể được các vị tiên sinh đến tham dự, chúc mừng lễ kết hôn của con gái là điều vô cùng vinh hạnh, tôi xin được cảm ơn các vị. Bây giờ, mời các vị trở lại vị trí, chúng ta sẽ bắt đầu buổi tiệc. Vẻ mặt của lão phì nghiêm chỉnh nói rồi ngồi xuống đầu tiên. Những người khác nhìn thấy thế cũng ngồi xuống theo. Lão phì lần này ra cũng giống với lão phì lúc trước chứ. Diệp Phàm dương mắt lên nhìn nói. Ừ. Có thể vừa rồi lão ta vào trong đổi người thay thế hoặc là người thật đi ra. Thiết Tháp nói. Lúc này, dàn nhạc cũng bắt đầu tấu lên, không ngờ là khúc nhạc hỷ truyền thống trong lễ thành hôn của Trung Quốc. Lão phì là Hoa Kiều đời sau, thích phong tục tập quán của Trung Quốc, hơn nữa vẫn tự nhận mình là người Trung Quốc, nhưng bọn họ cũng thật là thảm đến giờ cũng không có một thân phận quốc tế nào. Thái Lan, Lào đều không tiếp nhận bọn họ, còn Trung Quốc. Những đời sau của bộ đội quốc dân đảng còn lại cũng không có gì tốt. Nhưng nhóm người này không ít đâu, nếu tất cả đều về nước con số cũng phải mấy trăm ngàn người. Nước Trung Quốc rộng lớn cũng không chứa được. Hơn nữa, cũng sẽ mang đến những bất hòa và phiền phức không cần thiết. Cho nên, tạm thời những người bên kia cũng là ba phải không có cách nào thừa nhận địa vị, thân phận thực sự của những người này. Đương nhiên, không phải là ai cũng muốn về nước, còn buôn lậu thuốc phiện cũng là một món lời cách xù đấy. Thiết Tháp nói, món ăn đầu tiên được mang đến rồi. Một cái đĩa bạc là một chân lợn rừng nướng, trên đó còn căm một con dao, lợn rừng nướng vàng vàng thật là khiến người ta mê người. Xem ra, tên bá vương thì cuối cùng cũng vẫn không mất được vẻ lịch sự, sang trọng của bá vương. Số lượng đồ ăn cũng không nhiều nhưng đều là thú hoang dã trên núi. Đương nhiên,
cũng có những món hương vị hải sản quý hiếm bày trên bàn. Ăn được mấy món rồi mọi người cũng không mời rượu lẫn nhau. Nhiều nhất cũng chỉ nâng chén rượu lên loáng một cái cũng coi như chạm cốc rồi. Nhìn cảnh này bề ngoài cũng không ồn ào, còn kiểu uống rượu này vẫn còn nhã nhặn hơn đám quan viên trong thành phố. Thực ra Diệp Phàm hiểu được, những người này đều là đề phòng lẫn nhau. Đều khoác cho mình một cái da thần bí để tự bảo vệ mình. Đến lúc này, tiếng nhạc rừng đã lâu bỗng nhiên lại tấu lên. Hơn nữa còn sôi động hơn trước rất nhiều là một người đội mũ quả dưa đang kêu lên một tiếng. Không lâu sau có một đám người đi vào, chủ yếu đều là những người trẻ tuổi, Đỗ Kiều Kiều đã xuất hiện khuôn mặt đều đã qua trang điểm nhưng vẫn trông không khá hơn là bao. Diệp lão đại lần đầu tiên nhìn thấy cô ta đúng là suý nữa thì phun miếng lợn rừng vừa mời ăn ra ngoài. Sao, bất ngờ chứ? Thiết Tháp nghiêng đầu vừa nhìn đã cười vui sướng như nhìn thấy kẻ khác gặp tai họa. Không phải thế chứ? Diệp lão đại ra vẻ bình tĩnh. Nhưng Đỗ Kiều Kiều trang điểm cũng thật là lạ. Ha ha, anh không phát hiện ra chú rể bên cạnh sao? Nhìn người kia còn khó coi hơn là khóc, tôi cho rằng người này tối nay phải đối mặt với cô ta trên giường chắc là thảm lắm. Đến lúc đó chắc chắn là bị Đỗ Kiều liều tra tấn rồi. Thế này không hay rồi, có lẽ anh ta không sống nổi mấy ngày mất. Thiết Tháp cười. Diệp Phàm vừa nghe vừa nhìn sang chú rể. Nhất thời, hắn ngây dại cả người ra. Vì sao? Bởi vì, chú rể chính là Phương Đông Phong đã mất tích. Người này hôm nay được phủ lên bộ y phục màu đỏ của chú rể, trên đầu lại còn đội mũ hoa, chân còn đi đôi giày vải màu đỏ. Nhưng vẻ mặt của Phương Đông Phong trang điểm cũng thật là thảm. Vốn anh ta là người đẹp trai, ở Bắc Kinh có Phương gia nâng đỡ cũng được coi là công tử phong lưu. Chẳng qua là lão phì không muốn dung mạo con gái mình lại kém con rể quá xa mà thôi. Cho nên, lão ta cố ý cho người trang điểm cho Phương Đông Phong thành một người quái dị. Mặt thì đầy lỗ, mũi vẽ như mũi mèo bị xẻ vậy. Diệp Phàm nhìn kỹ lại một lần suýt nữa thì kêu thất thanh lên. Bởi vì cái mũi kia không phải là cái mũi vẽ mà thực tế là bị cắt đi. Có lẽ lão phì cố tình cho người làm như vậy để con rể mình không quá đẹp trai, còn con gái mình thì không quá xấu. Bây giờ, khoảng cách của hai người không thể tiếp cận được. Cho nên, cứ mặc cho Thiết Tháo chụp ảnh Phương Đông Phong trước nhưng ngay lúc đó anh ta cũng không nhận ra. May mà Diệp Phàm có đôi mắt tinh nếu không chắc chắn đã bỏ lỡ lần này rồi. Lúc này Phương Đông Phong và vị công tử đẹp trai trên ảnh kia hoàn toàn là hai người. Anh ta chính là Phương Đông Phong. Diệp Phàm dùng tín hiệu để nói. Không thể nào. Thiết Tháp không thể ngờ được kêu lên may mà Nhạc Hỉ át đi nếu không sẽ khiến cho biết bao người chú ý. Nói nhỏ thôi. Diệp Phàm nhắc nhở. Anh ta làm sao có thể là Phương Đông Phong được, cái tên kia hình như rất đẹp trai. Chứ người này nhìn bộ dạng thảm như ngói vỡ vậy, tôi thấy có phải anh đã nhầm người rồi không? Thiết Tháp vẫn không tin, hỏi nhỏ. Không thể, chắc chắn là anh ta. Anh phải biết rằng, con mắt của cao thủ không phải là không có khả năng phỏng đoán. Diệp Phàm hỏi. Vậy khi nào anh ra tay? Thiết Tháp nhìn xung quanh nói. Tối nay có được không? Hôm nay có khác, cho nên lão phì về cũng đặc biệt hơn nhiều. Hơn nữa, các vị khách đều có thủ hạ được trang bị hoàn mỹ. Nếu đánh nhau bằng đạn có thể không nhìn thấy đâu. Anh là cao thủ có thể rút lui, chỉ e mấy tên cao thủ khó có thể thoát thân được. Hơn nữa, để một mình anh làm chúng tôi cũng không thoát khỏi liên quan. Chuyện này không thể kéo dài được nữa, chỉ sợ trong phòng cưới Phương Đông Phong không phối hợp để Đỗ Kiều Kiều bức chết thì nhiệm vụ lần này không làm được rồi. Anh phải biết rằng, Phương Đông Phong là người rất nóng tính. Diệp Phàm nhìn xung quanh giảng giải rồi hỏi. Những người khách đó khi nào thì đi, chắc là buổi tối không được rồi. Rừng ở núi này quá nguy hiểm, chỉ e Phương Đông Phong không có ngày mai. Nói cũng đúng, người đàn bà xấu xí kia chơi không được đến lúc đó bị đánh. Nếu không đứng lên đánh chết cũng là bình thường. Đỗ Kiều Kiều, con người này là một người tàn bạo. Một người không dễ dàng gì, nếu không phối hợp kết cục chắc chắn là thảm rồi. Tôi cũng không dám nghĩ Phương Đông Phong sẽ gặp phải cái gì nữa. Thiết Tháp nhìn đám thổi nhạc, nhìn Diệp Phàm rồi nói. Nhưng chắc là tối nay khách không đi rồi. Phải đợi sáng mai, sau khi chúng ta đi, e rằng Phương Đông Phong không qua nổi. Đỗ Kiều Kiều cô ta xấu như vậy, cô ta bị khát vọng đàn ông kích thích nhiều năm rồi, cái bộc phát kia dữ dội. Chương 3403, cướp rể. Tôi có cách, đợi lát nữa tôi sẽ thông báo cho người của chúng ta tiếp ứng bên ngoài.
gọi anh xuống dưới chân núi cùng với các huynh đệ hóa trang thành những người quân nhân đi về phía hổ nha gia này. Đến lúc đó, nghe thấy phong thanh những người này chắc chắn sẽ giải tán. Diệp Phàm nói, nhưng không có quân phục, mà ngay cả quân đội Thái Lan bọn họ cũng chưa chắc đã sợ. Nếu không, hồ nha gia này đã sớm bị tiêu diệt rồi. Thiết Tháp nói, quân phục của bộ đội đặc chủng Trung Quốc thế nào? Diệp Phàm hỏi, có quân phục của bọn họ thì dễ làm rồi. Đám người này sợ nhất là quân nhân TQ mà. Đương nhiên, nếu như số lượng quá ít thì chưa chắc lão phỉ đã sợ. Nhưng, những người khách này vừa nghe phong thanh chắc chắn là sẽ về trước. Thiết Tháp nói, vậy là tốt rồi, có lý do cho chúng ta bỏ chạy. Đến lúc đó quay lại giết là được. Diệp Phàm nói, chỉ có thể như thế, nhưng tôi vẫn chưa nhìn thấy cậu mang quân phục đến. Thiết Tháp hỏi, ha ha, cái này phải để anh nhìn thấy sao? Hắn cười thần bí, cậu, Thiết Tháp tôi đối xử với cậu thế nào? Cậu còn giấu tôi à? Anh ta có vẻ tức giận. Đừng nói chuyện này nữa, cứu người quan trọng hơn. Đi đi lại lại cũng mất đến mấy tiếng đồng hồ rồi, nếu Đỗ Kiều Kiều thực sự muốn gây sức ép cho Phương Đông Phong tôi cũng sẽ ra tay. Nếu chỉ có một mình tôi còn dễ làm, cứu người rồi chạy, chắc là bọn chúng không đuổi kịp. Diệp Phàm nói. Vậy được, nếu đúng là bị lão phỉ phát hiện ra là người của chúng ta làm thì Ngưu Vĩ Sơn chúng tôi không ở được rồi. Trình là cả vùng Tam Giác Vàng đều có chỗ dựng thân. Cậu phụ trách mang người của tôi ra ngoài tìm đường sống. Nếu không, tôi thực sự có lỗi với bọn họ. Thái độ của Thiết Tháp rất kiên quyết. Yên tâm đi, tôi không phải là người không có trách nhiệm. Đến lúc đó lão phỉ muốn làm gì tôi sẽ dẫn người tiêu diệt bọn chúng. Về mối thù trác gia của các anh, chờ tôi ra tay cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ đâu. Diệp Phàm vô cùng khí phách. Nếu không tôi trực tiếp phái cao thủ âm thầm đến đưa Phương Đông Phong đi là được. Anh thấy cách đó được không? Diệp Phàm hỏi, cậu còn mang theo cao thủ, lợi hại đấy, xem ra cậu đúng là không đơn giản. Cao thủ này có phải ra từ Phí gia không? Thiết Tháp lúc này không tức giận nữa mà là khiếp sợ. Không phải, trong mạng lưới của tôi. Hắn nói, khả năng của anh ta thế nào? Anh ta hỏi, lúc bình thường còn cao hơn tôi, nhưng bây giờ anh ta có chút không được bình thường. Cũng không kém so với những cao thủ của thời trước đâu. Tôi nghĩ. Để anh ta ra tay bắt cóc Phương Đông Phong đi. Chúng ta ở trong này uống rượu, họ cũng không thể hoài nghi chúng ta được, đúng không? Diệp Phàm nói. Biện pháp tốt như thế tốt nhất là không cần bàn nữa. Thiết Tháp lắc đầu không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ cao thủ của lão phỉ còn lợi hại hơn của cao thủ thời trước hay sao? Hắn hừ lạnh một tiếng. Tôi lo lắng bọn họ có những mối nguy hiểm, con người của lão phỉ không đơn giản. Ví dụ như, trên người của chú rể cho bố trí bom thịt người chẳng hạn. Thiết Tháp lắc lắc đầu. Bom thịt người là cái quái gì vậy? Diệp Phàm liền có chút kinh ngạc. Rất nhiều nhân vật trong vùng Tam Giác Vàng đã bí mật tự chế vũ khí, ví dụ như bom thịt người chính là một loại. Bọn họ nhét vào cơ thể người ta những viên đạn nhỏ như hạt đậu tương. Đến lúc đó anh không nghe thấy người ta sẽ ấn một cái máy điều chỉnh thì anh tan xương nát thịt. Cái này thường dùng để khống chế những kẻ không nghe lời. Thiết Tháp nói. Máy điều chỉnh thì cũng phải ở khoa gơ cách nhất định có đúng không, nếu xa thì không linh đúng không? Hắn hỏi. Nếu là công suất lớn thì khoách cách các máy này có thể cách nhau đến mấy dặm, hơn nữa người cầm máy này chúng ta căn bản không thể đoán được họ ở chỗ nào. Người ta phát ra tín hiệu nhấn một cái là cậu xong đời. Hơn nữa, nếu như cậu cõng Phương Đông Phong trên lưng thì bản thân cậu cũng sẽ bị thương. Thiết Tháp nói, vậy chỉ có thể tiến hành theo phương án thứ nhất, đến lúc đó cùng nhau hành động. Trói cô ta và Phương Đông Phong ở cùng một chỗ, xem bọn chúng có dám cho nổ cô ta không. Diệp Phàm cười lạnh nói, ừ, phương án thứ nhất được đấy, nhưng cậu phải chắc chắn. Thiết Tháp nói, nhưng, tôi quen mặt rồi, chỉ e không giúp được cậu. Nếu che mặt thì sợ không tiện, thứ hai, chỉ e người ra đánh lộ ra thì tôi đây cũng khổ không ít. Yên tâm, không cần anh đích thân động thủ. Hơn nữa, tôi có cách để thay đổi anh. Hắn cười bí hiểm. Thay đổi thế nào? Thiết Tháp thấy hứng thú. Đến lúc đó nói sau. Diệp Phàm lại cười thần bí. Còn giấu giếm nữa. Thiết Tháp tức giận hừ nói. Về sau, Diệp lão đại cũng không để ý đến anh ta lén lút vào nhà vệ sinh vận khí làm con rơi phải bay ra, hơn nữa còn kẹp miếng giấy đi ra. Không lâu sau gặp Hồng Hà ở bên ngoài.
Hồng Tà mới là ám thủ mạnh nhất mà Diệp Phàm mang đến. Hồng Tà mượn cả chân giả bên kia của Lệ Vô Nhai. Người này bây giờ không khác gì người bình thường. Hơn nữa võ công cao cường cũng là máy giết lớn nhất của Diệp Lão Đại. Điều đáng tiếc là con rơi của Diệp Phàm không biết nói chuyện, mà hiện tại Lô Định Tông lại hôn mê. Nhưng lúc trước hắn đã thương lượng xong rồi. May mà miếng giấy kia cũng là màu đen, hơn nữa bây giờ là buổi tối. Tốc độ bay của con rơi cũng cực nhanh, mang theo vật màu đen thì cũng không có mấy người phát hiện ra được. Một lúc sau, một bóng đen như con rơi núi nhảy lên không trung mà đi. Tuy có trùng hợp một chút những trạm gác ngầm đều phát hiện ra có bóng đen nhưng họ đều cho rằng đó là con chim to, người sao có thể bay lên được. Nhất bái thiên địa. Tên mũi quả dưa gắt giọng hô. Diệp Phàm phát hiện, Phương Đông Phong không muốn bái. Nhưng anh ta bị hai người phù rể đè xuống. Người này tức đến mức nước mắt ứa ra. Nhìn thấy chưa, chú rể kích động đến rơi lệ kìa. Tên tóc đỏ của Kê Công Sơn lớn tiếng cười trêu ghẹo. Đó là chắc chắn rồi. Có thể thết con gái của lão phì chúng ta hôm nay như một tiểu mỹ nhân vậy, vị kia không kích động sao được. Một tên khác gầy tong teo thêm vào. Ha ha ha, mọi người cùng cười phá lên, thực ra vẻ mặt của lão phì lộ ra có hơi âm trầm. Sau đó, người mới bị đưa vào động phòng. Nhưng trong đại sảnh mọi người vẫn tiếp tục uống rượu, con rơi của Diệp lão dại lặng lẽ đi qua. Các ngươi ra ngoài hết đi, ta muốn cùng anh Đông Phong động phòng. Vừa đến cửa phòng mới, Đỗ Kiều Kiều đã đá cho một phụ lão một cái văng ra ngoài, rồi sau đó mang Phương Đông Phong vào động phòng mà lớn tiếng đóng cửa lại. Những người đi cùng và phù dâu ai cũng sợ cô ta đến mức phải chạy mau chóng mà đi ra. Nếu lúc cô dâu cần cũng phải bị đánh. Hơn nữa, những người phù dâu đó kẻ nào cũng rất xấu. Khách, 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 lên giường, lên giường. Cô ta bí mật dẫn Phương Đông Phong về phía giường. Đừng như vậy, từ từ thôi. Phương Đông Phong sợ đến mức mặt mũi trắng bệch đi, nhưng Đỗ Kiều Kiều có võ công. Phương Đông Phong công tử cù có đắp thịt vào để được trăm cân cũng không phải là đối thủ của cô ta. Bốp một tiếng. Đang ngọ nguậy thì anh ta bị Đỗ Kiều Kiều cho một cái tát, trên mặt còn hẳn rõ năm vết ngón tay. Két một tiếng giòn vang, áo đỏ của Phương Đông Phong bị cô ta lột ra một cách thô lỗ. Tiếp tục lột xuống phía dưới, lộ ra cái quần đùi của Phương Đông Phong. Nhất thời mông của đại công tử Phương liền lộ hết ra. Đồ xấu xí này, ông đây chết cũng không để mày đạt được. Tính nóng của Phương đại công tử bộc phát, một cú đá phi về phía Đỗ Kiều Kiều. Bịch bịch tương đương. Trong phòng vang lên tiếng bùm bụp, cô ta nhắm vào Phương Đông Phong mà đấm. Đương nhiên cô ta vẫn còn tình, không bị Phương Đông Phong đá trúng. Chúng ta uống lễ hợp cần lên giường thế nào? Phương Đông Phong bị đá mặt mũi bầm dập. Máu chảy ròng ròng, vội chạy kêu lên. Chồng tốt, đến đây, uống nào. Cô ta đột nhiên dịu dàng nhìn về phía Phương Đông Phong. Còn Diệp Phàm suýt nữa thì nôn ra. Em Kiều, rượu lễ hợp cần này phải từ từ, nếu y uống ngay sẽ không tốt cho chúng ta về sau. Phương Đông Phong vội lau đi máu trên mặt. Vậy chúng ta từ từ thôi. Cô ta nói xong liền đứng lên lấy rượu mang đến trước mặt Phương Đông Phong. Lúc này quần áo của anh ta đã sột sạch hết cả. Người đàn bà xấu xí kia một tay đưa rượu, một tay chộp lấy anh ta cười khanh khách. Cố lên, khá lắm, khá lắm. Khụ khụ khụ, bị ép uống rượu hợp cần, mặt của Phương Đông Phong đỏ bừng lên, lên giường lên giường. Đỗ Kiều Kiều ép anh ta lên giường. Hai người liền cuộn một vòng lên giường. Nhưng, rằng có một lúc anh ta lại bị ả đá cho một cái. Diệp Phàm phát hiện, đúng như thiết tháp nói. Vật kia của Phương Đông Phong không nhúc nhích được nữa. Diệp lão đại cũng phát hiện của mình cũng như vậy. Xem ra, tràn đầy đồng cảm rồi. Em Kiều, buổi tối tôi không uống nhiều rượu, em cho tôi thời gian. Phương Đông Phong bị đánh đến sợm vừa khóc vừa nói. Cho anh nửa tiếng, nếu anh Vân không khiến tôi hài lòng thì tôi sẽ cắt cái của quý của anh đi. Vẻ mặt của Đỗ Kiều Kiều đột nhiên biểu cảm không để ý đến kẻ đáng thương mà sang bàn bên cạnh tự uống rượu một mình. Mấy tiếng trôi qua, đột nhiên có người đi đến thì thầm bên tai lão phì cái gì đó. Đồng thời cũng có mấy tên thủ hạ khác đến thì thầm vào tai của chủ nhân mình. Diệp Phàm hiểu được, Hồng Tà đã mang những người giả dạng bộ đội đặc chủng Trung Quốc đến. Quả nhiên, lão phì giơ chén rượu lên nói. Các huynh đệ, chúng ta cạn một ly. Cạn. Tất cả mọi người đứng lên, cùng cạn một ly. Các vị, đêm nay phát hiện ra tình huống khả nghi. Cho nên...
nếu y tiện xin các vị hãy trở về trước nhưng phải chú ý an toàn. Tối nay phỉ mỗ tôi không giữ các vị ở lại nữa, thật có lỗi với các huynh đệ. Lão phỉ nói. Vậy chúng tôi xin cáo từ trước. Tên tóc đỏ của Kê Công Sơn sau khi nói xong cũng tranh đi trước. Chương 3404, diệt. Những khách mời vừa nhìn cũng vội vã bỏ đi. Có lẽ tất cả bọn họ đã sắp xếp, nhân mã ở dưới núi đang chờ. Sau khi nhận được tin này có kẻ ngốc nào lại không chạy đi chứ? Diệp Phàm cùng Thiết Tháp mang theo đám người vương triều đương nhiên cũng vội vã rời đi, nhưng ra đến vòng ngoài thì hắn luẩn quẩn lại vội vàng quay về. Bởi vì, khoảng cách với con rơi tuần tra ban đêm chỉ có 2 dặm, vượt qua phạm vi này là không được mà hồ nha ra cách chỗ động phòng đó phải 5 đến 6 dặm. Cho nên, Diệp Phàm không thể không thu con rơi lại trước, rồi chạy ra ngoài gặp Hồng Tà, rồi hai người lặng lẽ chạy trở lại. Còn đám phí nhất độ vương triều thì mặc quần áo bộ đội đặc chủng tiếp ứng cách đó không xa. Diệp Phàm và Hồng Tà đều là cao thủ, sau khi lén lút tiến vào cả hồ nha ra lập tức tràn vào 200 người. Có lẽ họ vừa trốn ở một nơi bí mật nào đó, còn từ bên ngoài tiến vào vùng trung tâm trong phạm vi 5, 6 dặm hắn phát hiện bên ngoài đều đầy những lính gác ngầm. Diệp Phàm đưa Hồng Tà đến chỗ động phòng, phát hiện cả người Đỗ Kiều Kiều đang nằm trên cái mông của Phương Đông Phong. Còn anh chàng đẹp trai Phương Đông Phong của chúng ta thì khổ không tả nổi, kêu lên thảm thiết như heo trên bàn mổ vậy. Bảo anh lên mà anh không lên được, đồ vô dụng. Đỗ Kiều Kiều dùng sức túm lấy cổ quý của anh ta. Diệp Phàm đúng là lo thay Phương Đông Phong, nhớ cô ta lỡ tay cắt mất đi thì phiền phức lớn. Diệp Phàm ở bên này thì phát hiện, lão phỉ sớm đã bố trí nhân mã ở bên ngoài. Lúc này, lão ta cũng không gọi con gái đi, gan cũng thật lớn. Diệp Phàm dùng máy bộ đàm liên lạc với Vương Triều, yêu cầu nhân mã của họ đến gần một chút. Phải đền cho hồ nha ra loạn lên mới được. Gần lúc chiến liền có tiếng súng vang lên. Quả nhiên những cao thủ bố trí xung quanh nơi động phòng đã được lão phỉ phái đi chặn ở các ngả. Tiền bối, ông phụ trách trói Đỗ Kiều Kiều và Phương Đông Phong rồi đưa đi. Tôi đi tiêu diệt mấy tên cao thủ rồi trở về. Nghe nói bọn người kia cũng có quan hệ với những người ở mỏ đồng. Nếu như tiêu diệt được một ít cũng khiến lực lượng của bọn chúng suy yếu, Thiết Tháp bọn họ cũng tốt hơn một chút. Diệp Phàm và Hồng Tà thương lượng. Được, cứ làm thế đi. Hồng Tà gật đầu nói. Tiền bối, hãy tự bảo vệ mình, tôi chỉ e bom thịt trên người Phương Đông Phong phát nổ. Thời khắc quan trọng e rằng lão phỉ cũng sẽ ra tay với con gái mình. Loại người như vậy chuyện gì cũng có thể làm được. Diệp Phàm nói. Tôi không chết như thế được đâu, yên tâm đi. Hồng Tà cười một tiếng rồi nhào vào phòng tân hôn. Còn Diệp Phàm thì lủi ra trước mặt lão phỉ, đạp thẳng vào lão ta. Bằng một tiếng vang giòn. Lão phì kêu lên một tiếng thảm thiết bị Diệp Phàm đánh đến bay ra ngoài mấy chục mét, máu thị văng ra ngoài. Nhưng Diệp Phàm biết người này rõ ràng là một hàng của Sơn Trại, chắc chắn không phải là hàng thật. Bởi vì, võ công của y quá thấp. Ngay lúc đó, 7, 8 tên cận vệ tấn công về phía Diệp Phàm. Phi đao lá liễu bây giờ mới hiểu được uy thần của nó. Đối phó với những 3, 4 tên đó, Diệp lão đại phi một đao 5, 6 tên ngã gục. Mấy tên còn sót lại thấy đối phương quá lợi hại, liền nhanh chạy thoát thân. Nhưng, Diệp lão đại đâu có thể buông tha cho bọn chúng. Can tương vừa ra, giống như cắt qua sinh mệnh của bọn họ. Không lâu sau, hơn 10 tên nằm xuống toàn thân đầy máu. Tôi đi trước một bước. Hồng Tà cột hai người Đô Kiều Kiều và Phương Đông Phong lại, sau đó dùng gậy gỗ nhấc lên, để cách lưng mình chừng 2 mét rồi chạy như bay ra ngoài. Diệp Phàm vừa nhìn thấy suýt nữa đã phì cười. Trong lòng Hồng Tà tán thành phương pháp của Diệp Phàm, nhưng lại nghĩ ra chiêu để đề phòng bom thịt người như vậy. Tiểu thư bị bắt rồi. Có người trong chỗ tối kêu lên. Nhất thời, một số tên ẩn nấp bị thủ đoạn giết người cả Diệp Phàm dọa cho sợ hãi đến mức mụ mẫm đầu óc, chạy bạt mạng theo hướng Hồng Tà. Tên điều chỉnh máy phát hiện Đỗ Kiều Kiều và Phương Đông Phong bị trói một chỗ, ngay lúc đó cũng không suy nghĩ được gì. Diệp Phàm cũng không để ý, hắn thi triển ưng nhãn thuật. Nhìn thấy người thì giết ngay. Chưa đến 10 phút, vùng đất trung tâm của lão phỉ này dưới bàn tay tàn khốc của Diệp lão đã có gần 30 người chết. Sát nhân đến rồi, chạy đi. Có người không đứng lên được, liền hô một tiếng. Lúc đó, những kẻ âm thầm phục kích hồ nha ra không xa sợ đến mức không cất lên lời, đó chính là Diệp Diêm Vương đến cướp mạng, còn Diệp Phàm thì bảo vệ cho Hồng Tà có một con đường giết để ra ngoài. Tốc độ bay của hai người rất nhanh, không lâu sau đã ra được mấy mét.
Vương Triều, cậu dẫn người theo sau, chúng tôi chạy trước. Diệp Phàm nói chuyện với Vương Triều rồi cùng Hồng Tà bay ra ngoài mười mấy dặm. Khoảng cách xa như vậy chắc là quả bom không ảnh hưởng đến được, hai người liền thở phào nhẹ nhõm. Còn Vương Triều thì nhanh chóng mang theo nhân mã bỏ chạy. Đến một nơi bí mật, mọi người cởi bộ quần áo đặc chủng ra đi về hướng núi Như Vĩ. Bực thật, sao lại bỏ chạy? Lão Phì sờ cằm, có chút nghi ngờ nhìn một tên mặc áo đen lườm một cái. Tôi cũng thấy lạ, liệu có phải đã phát hiện ra địa điểm cụ thể của chúng ta không? Và lại người Trung Quốc đến đây chắc là có mục đích gì đó. Mục tiêu chưa chắc đã là chúng ta, có thể là chúng ta thổi gió làm cỏ lay thôi. Tên mặc áo đen nói. Nhưng, tiểu thư mất tích rồi, phiền rồi. Hơn nữa, kẻ bắt có tiểu thư võ công rất cao. Không biết chúng đến có bao nhiêu người, thương vong của chúng ta rất nặng. Và lại người chết đều là cao thủ. Chết bao nhiêu? Lão Phỉ hỏi. Tăng lên khoảng 50 huynh đệ. Các huynh đệ đó đệ y là cao thủ bảo vệ vòng trung tâm. Tên áo đen nói. Là ai làm, ông phải lột ra hắn. Lão ta tức giận ném mạnh chén trà vỡ tan tành. Sao chúng biết tối nay chúng ta có hoạt động này? Tôi nghi ngờ liệu có phải chính trong số những người khách đã có kẻ dở trò hay không? Nhưng những cao thủ đến từ đâu? Thật sự là rất quỷ dị. Tên áo đen nói. Ừ, chúng chạy với tốc độ nhanh như vậy, chắc chắn là mạnh hơn chúng ta. Chưa biết chừng chỗ này của chúng ta có thế lực của Diều Hâu. Nhưng không giống gã ta làm. Huống hồ còn có hai cao thủ. Tôi cho rằng, có phải là cao thủ của ai đó mời đến. Xem ra, sau này chúng ta phải chú ý nhiều. Phì lão nói. Không đúng, bọn họ đến đây vì cái gì? Tôi thấy hình như chúng không nhằm vào chúng ta. Tên kia lại nói. Ừ, chắc là đến vì người Trung Quốc. Phì lão nói. Cao thủ của Trung Quốc. Nhưng sao họ lại biết chỗ này của chúng ta? Nhưng nhìn bộ đội đặc chủng đến từ bên ngoài có thể thấy chính xác là bọn họ đến từ Trung Quốc. Xem ra, Phương Đông Phong này là người có thân phận. Lần này chúng ta có nên thăm dò chi tiết một chút không? Tên áo đen nói. Nếu chỉ đến vì Phương Đông Phong thì có thể chúng sẽ không làm hại đến Kiều Kiều, chẳng qua là vì chuyện của Phương Đông Phong mà làm thương nhiều huynh đệ của ta đến vậy. Lần này đúng là tìm nhầm người rồi. Lão ta hối hận. Thù này nhất định phải trả, Phương Đông Phong đến từ Trung Quốc. Cao thủ đó cũng là do gã ta mời đến, y là chủ tịch tập đoàn Giang Lưu, tập đoàn này vẫn luôn chạy trốn. Tên áo đen nói. Chuyện này để nói sau đi, tôi hoài nghi có người mật báo. Hơn nữa, người này là một trong số những vị khách mà buổi tối chúng ta mời đến. Nếu không điều tra chúng ta sẽ phải chịu tai họa ngầm. Lão Phỉ nói. Ngưu Vĩ Sơn có đáng nghi. Tên áo đen nói. Ngươi cũng thấy thế sao? Phì lão hỏi. Người của Ngưu Vĩ Sơn tối nay đến tham gia đều có tướng mạo khá lạ. Không riêng gì cái tên đại sư huynh tên là Diệp Phàm kia mà thủ hạ của bọn chúng hình như cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Còn những người khách khác chúng ta đều đã gặp rồi, thủ hạ mà hộ mang theo cũng đã gặp rồi. Có mấy người phức tạp của Ngưu Vĩ Sơn chúng ta chưa từng gặp. Tên áo đen nói. Chuyện này có chút không thông. Ngưu Vĩ Sơn vẫn là cùng một ruột với chúng ta. Nếu như không có chúng ta tinh luyện thì thuốc phiện sơ chế của bọn họ chắc chắn là không bán được với giá cao. Đắc tội với chúng ta bọn họ lấy gì mà ăn? Huống hồ, hồ nha gia của chúng ta còn mạnh hơn bọn họ. Nếu muốn đấu với chúng ta thì chúng chỉ có diệt vong mà thôi. Không cần nói những cái khác chỉ cần chúng ta không hợp tác chúng cũng nguy khốn to. Nếu muốn tự tinh luyện phải có kỹ thuật và năng lực. Vấn đề này không phải chỉ nói mấy câu là giải quyết được. Trong vùng núi sâu này phải có nhà xưởng hiện đại, chúng ta cũng mấy chục năm mới có được. Qua mấy thế hệ mới xây dựng xong nhà xưởng tinh luyện. Bọn họ muốn tinh luyện là điều không thể. Lão Phỉ nói với vẻ khinh thường. Thời đại này ai mà chẳng muốn kiếm được nhiều tiền, chỉ có tiền thì mới có thể làm cho đội ngũ của mình không ngừng lớn mạnh. Huống hồ theo chúng ta kiếm tiền. Còn xung đột mấy lần sau đó tuy nói là giảng hòa nhưng thù này Ngưu Vĩ Sơn nhất định không phục. Vì chúng ta vẫn chấn át được họ, thời đại này không có người hợp tác thực sự mà chỉ có lợi ích thôi. Nếu có cơ hội Red Eye, bọn chúng sẽ không khách sáo mà giơ đao bổ chúng ta đâu. Còn lần này nếu như bọn chúng cho mật báo Trung Quốc đến, chính là muốn mượn đao giết người. Xem ra, buổi nay nhốn nháo như thế, chúng ta tổn thấy nghiêm trọng rồi. Còn muốn bồi dưỡng lại những cao thủ này sẽ rất khó. Tên áo đen nói. Muốn diệt chúng ta à,
chúng ta sẽ diệt chúng trước rồi nói sau. Nếu chúng ra sớm biết được tính toán của chúng thì cũng sẽ không chậm nữa đâu. Lúc này hẳn là chúng cho rằng thương vong của chúng ta khá lớn. Chúng còn đánh trực tiếp để bọn họ trở tay không kịp. Lão Phì nói với vẻ mặt ghê tởm. Chương 3405, tên đầu chọc. Nếu như đúng là bọn chúng làm, Kiều Kiều đang ở trong tay chúng phải làm sao bây giờ? Tên áo đen nói. Trước chuyện lớn, không gì quan trọng hết. Vẻ mặt của Phì lão dữ tợn, tên áo đen không khỏi dùng mình một cái sợ hãi. Nhưng võ công của Diều Hâu rất cao. Chúng ta không ai có thể bằng y được. Tên kia nói. Võ công cao thì mấy viên đạn cũng chết. Chỉ cần kế hoạch hợp lý, diệt Ngưu Vĩ Sơn cũng không khó. Nhưng, tôi e rằng bọn người Trung Quốc kia còn ở Ngưu Vĩ Sơn, chúng ta đi hẳn là có chút nóng vội. Lão Phì nói. Chỉ bằng chờ xem thế nào đã, chúng không thể ở mãi Ngưu Vĩ Sơn được. Chỉ cần chúng vừa đi, chúng ta có được tin tức sẽ qua đó luôn. Ngưu Vĩ Sơn thì sao chứ? Mặc dù tình hình bây giờ của chúng ta thế này nhưng cũng mạnh hơn chúng mấy lần. Tên áo đen nói với vẻ kiêu ngạo. Đám người Diệp Phàm cũng vội vàng về đến Ngưu Vĩ Sơn. Cẩn thận kiểm tra vết thương của Phương Đông Phong, ngoài những chỗ vị Đỗ Kiều Kiều đánh ra thì cũng không có gì nghiêm trọng cả. Nhưng, bây giờ phát hiện ra trên cơ thể của anh ta có cái lỗ để quả bom thịt. Ở Ngưu Vĩ Sơn không có cách nào gỡ được. Dù sao thì anh ta cũng chỉ là một người bình thường. E rằng mất quá nhiều máu sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Phàm quyết định hôm sau sẽ đưa anh ta về nước. Tiền bối, chúng ta tiện tay đánh cho Hồ Nha ra một trận, đối với mọi người là chuyện tốt, nhưng Đỗ Kiều Kiều này phải để ở đâu? Diệp Phàm hỏi. Đương nhiên là chuyện tốt, các cậu làm suy yếu lực lượng của bọn chúng. Nhưng cũng sẽ mang đến tai họa ngầm đấy. Diều Hâu không lạc quan như vậy. Chúng tôi giúp ông còn mang tới tai họa ngầm sao? Tiền bối lời này có quá đáng không? Phí Nhất Độ có chút không vui. Con người của Lão Phì rất thông minh, hành động của buổi tối hôm nay sẽ khiến họ nghi ngờ chúng tôi. Sẽ cho rằng chúng tôi câu kết với cao thủ Trung Quốc, ta lo bọn chúng sẽ trả thù. Với lực lượng của Ngưu Vĩ Sơn mấy năm nay vẫn không dám động thủ với chúng. Đó là vì bọn chúng vẫn có chút nể sợ bọn ta, vì chúng không sẽ tô người thân thủ như ta. Nếu thực sự muốn đấu thì cùng lắm cũng là cá chết lưới rách. Ta có chết cũng phải chết trên cái đệm lưng. Diều Hâu nói với vẻ mặt u buồn. Nếu như chúng thực sự muốn đánh các ông, chúng tôi sẽ giúp. Hơn nữa, mỏ Đồng Kỳ Sơn, tôi nghi ngờ chính là người của Hồ Nha ra làm. Chỉ bằng diệt chúng sớm hơn cũng để các ông yên tâm. Huống hồ, vì cuộc sống bình thường của các ông sau này, mỏ Đồng Kỳ Sơn chính là đường ra của các ông. Chuyện này tôi sẽ thương lượng với tập đoàn của Phương Đông Phong. Các công có thể gia nhập cộng đồng khai thác mỏ Đồng Kỳ Sơn với họ. Hơn nữa, còn phải để cho người của các ông ăn mới được. Tôi nghĩ, chỉ cần quy mô phát triển, cái ăn cho người các ông cũng không phải chuyện khó. Diệp Phàm nói, khai phá mỏ Đồng, chúng tôi có thể làm được, quan trọng là mối thù Trác gia của chúng tôi phải xử lý mới được. Dù sao từ bóng tối đi ra ngoài làm việc đứng đắn thì cũng phải lộ diện. Mà lộ diện thì sẽ khiến người của Trác gia chú ý. Diều Hâu nói, giải quyết Trác gia chỉ là chuyện sớm hay muộn, việc này chắc chắn phải là trước khi đi biển chết. Nhưng, tạm thời cao thủ của chúng tôi chưa đủ. Giải quyết Trác gia chắc chắn là phải triệu tập người lại đây. Vì chuyện này mà những người tôi phái đi triệu tập các cao thủ vẫn chưa quay về. Còn chuyện tượng đá thần bí của Trác gia mà các ông nói. Tôi nghĩ, chắc chắn là có rất nhiều bí mật. Diệp Phàm nói. Vậy đề phòng Hồ Nha ra trước, chuyện Trác gia để sau. Diều Hâu nói. Hồ Nha ra bị đánh một lần, hẳn là thời gian này sẽ đề phòng rất cẩn thận. Nhưng cao thủ của chúng cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Nếu muốn đánh thì phải đánh cho chúng thật đau mới được. Chỉ bằng chúng ta liên thủ một chuyến. Tranh thủ xử lý hết bọn cao thủ ở Hồ Nha ra. Cứ như vậy con hổ bị chúng ta rút răng cũng không cần nhiều lo lắng nhiều. Nếu chúng còn dám làm chuyện này. Diệp Phàm tôi sẽ không ngần ngại mà tiêu diệt chúng sạch sẽ. Diệp Phàm nói đầy vẻ khí phách. Mấy người đi. Diều Hâu có chút động lòng. Ba người. Hắn nói. Chúng ta áp dụng cách đánh bất ngờ tiêu diệt chúng một lần. Tôi không tin là Hồ Nha gia có thể chịu được mấy trận đả kích. Nếu phải ra tay độc ác thì cứ quyết định đi. Tối mai thì sao? Diều Hâu nói. Mọi người nghỉ ngơi một ngày. Ngày hôm sau, Diệp Phàm. Hồng Tà và Diều Hâu ba người lặng lẽ xuất phát.
buổi chiều đến hồ nha ra đi một vòng, sau đó ba người bọn họ lặng lẽ tìm gốc cây cổ thụ trong rừng nghỉ ngơi chờ cơ hội. Diệp Phàm đi thám thình tình hình trước. Người này tiếp cận ở vòng thứ nhất thì thả con rơi ra, con rơi bay đi không một tiếng động. Sau tuần tra ở vòng thứ nhất phát hiện có đến 7, 8 tên canh gác ngầm. Diệp Phàm lặng lẽ nhớ kỹ vị trí của bọn chúng. Lặng lẽ tuần tra sang vòng thứ hai, thuận lợi qua 3 vòng liên tục, càng đi vào trong thì trạm canh gác ngầm càng nhiều. 3 trạm canh gác ngầm không dưới 50 tên. Xem ra, mình diệt không ít cao thủ ở Hồ Nha Gia nhưng quân số của chúng cũng nhiều. Đó cũng chính là nguyên nhân mà chúng áp chế được Ngưu Vĩ Sơn cho đến tận bây giờ. Hắn lặng lẽ tiếp cận vòng quan trọng nhất, phát hiện khắp nơi đều là canh gác ngầm. Dấu vết bị đánh từ mấy hôm trước đã không còn, bên trong đã khôi phục lại trạng thái yên tĩnh. Diệp Phàm thả cơ rơi ra cho nó bay về phía lão phì. Một lúc sau nghe thấy tiếng nhưng hình như là tiếng Thái. Con rơi ở gần phòng ở nhìn thấy một tên đầu chọc tai to mặt lớn đang cùng với lão phì nói chuyện cái gì đó. Nhìn người này như tượng Phật Di Lặc trong TV vậy, cái bụng to lại còn phanh ra mà không sợ lạnh. Hình như là đang nói chuyện bí mật, tên đầu chọc bóng loáng kia còn nhìn về phía cửa. Thuộc hạ của lão phì chạy nhanh ra đóng cửa lại. Tên đầu chọc hừ hừ, lập tức đứng lên nghe. Hai người nói chuyện với nhau quá bé dù là con rơi của Diệp Phàm nghe cũng không thấy rõ lắm. Cái này là để khống chế con rơi nghe lén tên đầu chọc ký nói cái gì đó. Nhưng, lúc này Diệp Phàm phát hiện lão phì vốn mặt mày tươi cười nói chuyện thì bỗng chốc mặt đỏ bừng bừng, rồi đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Người này đột nhiên đánh một quyền lên không trung, Diệp Phàm khiếp sợ phát hiện nắm tay này chính là hướng về phía con rơi. Chẳng lẽ y có thể nhìn thấy con rơi vô hình sao? Diệp lão đại không thể ngờ được vội khống chế con rơi, một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Nhưng cảm giác thấy xung quanh con rơi như bị đóng băng vậy. Nội khí cảm thấy được con rơi dẻo ra. Hơn nữa, quyền vô hình kiệu hoàng một tiếng làm chấn vang, Diệp Phàm cảm thất con rơi bị côn vụt phải đau vô cùng. Đương nhiên là con rơi không đau nhưng lúc này sẽ ảnh hưởng đến Diệp Phàm ở ngoài. Hắn nhanh chóng chạy đến chỗ con rơi bay ra ngoài. Nhưng lại phát hiện tên đầu chọc kia cũng đến. Hắn vội chạy nhanh ra ngoài, rút đi rất nhanh cũng không bị lộ thân hình. Tốc độ bay của tên đầu chọc rất nhanh, đôi mắt của Diệp Phàm phát hiện tên đầu chọc này sau khi ra một trường thì lúc này đột nhiên ra một vật gì đó dài rất nhiều lông. Dựa vào song trường vừa động của tên đầu chọc này có thể trượt được đến 1.000 mét. Mặc dù lúc trước cách con rơi có 2 mét nhưng tốc độ của tên đầu chọc này còn nhanh hơn Diệp Phàm. Nhanh chóng tiếp cận Hồng Tà, Diệp Phàm dùng âm truyền để thông báo tình hình cho bọn họ. Cậu dụ y vào chúng ta cùng đánh, nếu không chạy cũng không phải chuyện hay. Ba người chúng ta đánh y cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, chúng ta có súng hiện đại, chúng ta nổ trước cho y mấy cái. Để cho bọn chúng lầm tưởng là chúng ta có mấy tay sai tiếp ứng, đến lúc đó thừa dịp chúng khinh định chúng ta sẽ đánh. Hồng Tà cũng dùng âm truyền để trả lời. Diệp Phàm đồng ý cùng Hồng Tà và Diều Hâu mai phục. Ba ba ba, mấy âm thanh đục truyền đến. Tên đầu chọc thấy có đạn bắn về phía mình nhưng mấy lựu đạn lại nổ tung. Kết quả là khói bay đầy người, vì uy lực của lựu đạn mà Hồng Tà xuất ra có sức mạnh cực lớn. Nhưng võ công của tên đầu chọc cũng phi phàm, lựu đạn nổ cách Diệp Phàm 300 mét, y đâm thanh trường thương về phía Diệp Phàm khiến cho các mảnh đạn nhỏ cháy cũng bay về phía hắn. Nhìn con rơi trên không trung Diệp Phàm thấy rõ ràng là có rất nhiều ngọn thương đồng xung quanh đầy sát khí, mà khoách cách thì có dần 2 mét. Hơn nữa, thương này phía trên hình như còn bay tròn trên không trung rồi sau đó như máy bay phản lực, dũng mãnh đầy sát khí. Tốc độ của cây thương khiến người ra sợ hãi. Diệp lão đại lúc này đã chuẩn bị tinh thần chui xuống đất. Nhưng tốc độ của nó quá nhanh, 200 mét chỉ trong nháy mắt. Hơn nữa, chính vì nguyên nhân ma sát với không khí mà cây thương này như một kíp nỏ chát về phía Diệp Phàm chui xuống đất. Cái này khiến Hồng Tà và Diều Hâu cũng ngây người ra. Vì tốc độ quá nhanh còn nhanh hơn cả tốc độ của một viên đạn. Hai lão này xuất toàn lực bổ nhào về tên đầu bóng, tưởng rằng có thể khống chế được khiến tên đầu chọc phải thu thương về. Không thể ngờ được tên đầu chọc đã quyết tâm giết Diệp Phàm giơ chân ra ngăn cản Hồng Tà và Diều Hâu, còn một bàn tay lực lưỡng đưa ra khống chế được cây thương. Oanh! Diệp Phàm phản lạ một trường, cả người bị cây thương làm cho xoay trong rồi bị nó đè xuống đất. Còn cây thương từ phía sau đến. Sắp đến bụng Diệp Phàm rồi. Hắn không cảm thấy không thoát ra được, nếu trúng cái này chắc chắn là bị đâm thủng. Đúng lúc này, đất đột nhiên bung lên, một khối đất lớn vây lấy, đẩy Diệp Phàm ra.
chương 3406, phong giới tái hiện. Một dòng huyết sắc từ đất phun ra, rơi xuống xung quanh, toàn bộ đất xung quanh bị ngọn thương đâm thủng. Thiền Mị, Diệp Phàm phẫn nộ gào thét, cả người bật lên không trung, hắn đã đỏ mắt lên rồi, không bận tâm đến việc cơ thể mình bị bạo lộ. Trong nháy mắt âm dương thái cực hình thành thành một quả bóng rổ trên không trung, chớp mắt một cái đi ra trước mặt tên chọc đầu. Hồng Tà và Diều Hâu liên thủ áp chế, cây thương của tên chọc đầu tiêu hao 6 phần lực của hắn. Một làn khói đen bay tới, cùng với khói đen đó là một tên người đầy máu bật lên cao mấy chục mét rồi biến mất trong giây lát. Lúc này, tiếng súng ba ba từ phía sau, lão phì mang theo trên dưới 100 người truy sát. Rút lui. Diệp Phàm kêu lên, ôm lấy huyết cương Thiền Mị nhanh chóng đi. Còn Diều Hâu và Hồng Tà ném hơn chục quả lựu đạn về phía đám người lão phì rồi chạy theo hướng Diệp Phàm đi. Tình hình thế nào? Diệp Phàm vừa mới đưa huyết cương vào trong phòng, Hồng Tà cùng Diều Hâu từ bên ngoài tiến vào hỏi. Không được rồi, toàn bộ tim của nàng bị xuyên thủng. Tuy nói bình thường nàng không có hô hấp, nhưng mà, tôi có thể cảm nhận được nàng vẫn có một chút sự sống. Tuy nhiên, hiện tại không cảm nhận được. Vẻ mặt Diệp Phàm lo âu. Cương thi này thật có điều gì đó thần bí, không sống không chết, cũng không thể chữa trị như với người sống được. Cái này thật đúng là phiền toái. Hồng Tà vuốt râu mép nói. Sáng sớm ngày mai chúng ta liền trở về, tôi muốn tìm chỗ nào đó để thử thời vận. Diệp Phàm nói. Núi Xương Bối có đúng không? Hồng Tà đoán giữa chừng. Ừ, núi Xương Bối và trái tim trong cơ thể của huyết cương dường như có chút quan hệ. Hơn nữa, tôi đã từng điều tra, vị trí trái tim của huyết cương trống không. Giống như để cho người ta thiết lập cái gì đó. Lúc trước còn tưởng rằng việc luyện chế huyết cương là do cao thủ làm. Bây giờ nghĩ lại thấy không đơn giản. Huyết cương xuất thân từ hoang đảo, chắc chắn có liên hệ với Vũ Vương hoặc Đán Phi Tử. Chắc là sẽ liên quan đến Đán Phi Tử nhiều hơn, bởi vì, bên trong quan tài lớn kia có ngư long thập bát biến của Đán Phi Tử. Mà con rối này cũng là Đán Phi Tử làm ra, hiện tại tất cả mọi thứ đều là bí ẩn. Diệp Phàm nói, thật ra anh nói quá thôi, cho dù trái tim con rối đó là trái tim Thiền Mị, nhưng mà, đó là do cao thủ Đán Phi Tử thiết lập. Trong khoảng thời gian ngắn cơ bản là cậu không thể lấy ra. Hơn nữa, cho dù cậu có thể lấy ra, nhưng mà cậu làm sao có thể bắt nó quay về bên trong cơ thể của Thiền Mị được. Tôi nghĩ, tất cả mọi việc này, đều đợi cho đến khi anh phá giải được bí mật trên người Thiền Mị, có lẽ, cho đến lúc đó, trái tim sẽ tự động quay trở về bên trong thân thể Thiền Mị. Hồng Tà nói, nhưng mà tôi không đợi được, dù cho thế nào, ngày mai cứ thử quay về một lần, không được còn nghĩ cách khác. Diệp Phàm nói, trước mắt chỉ có thể như thế. Hồng Tà gật gật đầu, nói. Tuy nhiên, Diều Hâu, làm sao Hồ Nha Gia lại xuất hiện nhiều cao thủ lợi hại như thế? Tôi cũng không rõ lắm, chắc là cao nhân mà Phì Lão bỏ tiền mời tới. Tuy nhiên, không dễ mời cao nhân như vậy. Rốt cuộc người này đã tới trình độ nào? Diều Hâu hỏi. Nếu tôi đoán không sai thì phỏng chừng là tiên thiên đại viên mãn, chưa đến trình độ bán niệm khí. Nếu như là bán niệm khí thì ba chúng ta đều không về được rồi. Hồng Tà nói. Không thể nào là tiên thiên đại viên mãn được, nếu là tiên thiên đại viên mãn, ba chúng ta hoàn toàn có thể đánh thắng ông ta được. Diệp Phàm có chút hoài nghi việc này. Mấu chốt là hắn có ngọn thương rất lợi hại, tôi hoài nghi cái chuôi của ngọn thương này có tác dụng đặc biệt. Cậu xem, ông ta mất cái chuôi này lúc sau chạy trốn rất nhanh. Anh xem, chính là cây thương này. Hồng Tà đem ra. Tuy nhiên, tôi quan sát rất lâu cũng không phát hiện ra cây thương này có bí mật gì không. Thị lực của cậu tốt, cậu thử nhìn xem. Diệp Phàm tiếp nhận cây thương màu đồng quan sát một cách cẩn thận. Phát hiện cái chuôi của cây thương này dài nửa mét. Cây thương có màu đồng, ngoài ra không có hoa văn gì cả, toàn bộ nhẵn bóng. Mới nhìn thấy rất bình thường, nếu ở trên có trang trí nhìn sẽ rất khó khăn. Diệp Phàm nói. Đúng vậy, chính là do thoạt nhìn thấy nó rất bình thường, cho nên. Tôi càng cảm thấy được sự bất phàm của nó. Hơn nữa. Sự bất phàm của nó các cậu cũng thấy đấy. Ở trong tay của cao thủ uy lực của nó sẽ rất đáng sợ. Hồng Tà nói. Chẳng lẽ cây thương này cũng có rất nhiều công năng, so với nhu cực đao la phù cung của Vương Nhân Bàng có hiệu quả như nhau? Diệp Phàm nói. Rất có thể, thật ra nhất thời tôi không nghĩ tới. Hồng Tà nói. Tuy nhiên, thi triển cùng với tên đầu chọc thì tác dụng của cây thương dường như tăng lên không ít.
chiều dài gần như đạt tới 2 mét, không cần anh nói nó cũng sẽ thu nhỏ hoặc tăng thêm. Cây thương này cũng không phải là khí cầu. Diều Hâu nhịn không được nói. Ha ha, điểm này ông có phần không hiểu. Thật ra có một số loại binh khí đặc biệt khi được rót nội khí vào thì sẽ có tác dụng này. Đương nhiên, phương pháp luyện chế cũng khá kỳ lạ. Hiện tại binh khí của chúng ta không có khả năng đó. Tuy nhiên, cao thủ ngày xưa có thể luyện chế ra binh khí có khả năng như vậy. Tôi nghĩ, phỏng chừng cây thương này cũng là dùng quy luật như vậy. Đương nhiên tài liệu này cũng không có quan hệ. Diệp Phàm nói xong, đẩy nội khí vào bên trong cây thương. Ách, quái lạ. Đột nhiên Diệp Phàm nhíu mày. Làm sao thế? Hồng Tà hỏi. Ông thử dùng nội khí đẩy vào mà xem. Diệp Phàm đưa cây thương cho Hồng Tà cũng đẩy thử nội khí vào, tự nhiên tay run lên, nhất thời tỏ vẻ kinh ngạc. Sao lại kỳ quái như vậy? Diều Hâu thật sự tò mò. Dường như nội khí của chúng ta đều không đi vào được, đi vào liền bị bắn ngược trở về. Việc này đúng là quái lạ, chẳng lẽ bên trong cây thương còn trang bị thiết bị loại bỏ nội khí? Hồng Tà lắc đầu, vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu. Khi chưa làm rõ thì tất cả đều có khả năng, có lẽ những thứ chúng ta thấy rất ghê gớm thì lại chả là gì ở thời cổ đại. Diệp Phàm nói, lại thử đẩy nội khí vào, vẫn là bị bắn ngược lại. Vì thế đem con rơi chuẩn bị đi vào bên trong cây súng, con rơi vừa mới tiếp cận cây súng là lúc dường như đụng phải một khí vòng không thể xuyên qua được. Cảm giác đôi mắt ưng của Diệp Phàm không sai biệt lắm. Diệp Phàm đẩy thêm nội khí vào, nhưng mà con rơi vẫn không thể chen vào được. Hắn căm tức, dùng toàn lực để con rơi tiến vào bên trong. Con rơi biến thành một cây kim đâm vào bên trong. 3. Đôi mắt ưng của Diệp Phàm khiếp sợ phát hiện, lúc con rơi biến thành kim châm tiếp xúc gần đến bên trong của cây thương là lúc có lôi hỏa lòe ra đập vào trên người con rơi. Diệp Phàm cảm thấy toàn thân tê dần, dường như thân thể bị lôi quang đánh trúng. Ngu ngốc, phong giới mà cũng không hiểu. Lúc này, tự nhiên có tiếng Lô Định Tông truyền đến. Phong giới. Diệp Phàm nhắc một câu, chuyển người hỏi. Không phải tiền bối nói phải nghỉ ngơi một thời gian mới có thể tỉnh dậy hay sao? Làm sao bây giờ lại tỉnh lại chứ? Tỉnh cái rắm, ta bị lôi quang này đánh trúng khiến toàn thân run rẩy không thể không tỉnh dậy được. Nếu không tỉnh lại cậu chơi vài lần như vậy nữa không phải ta sẽ bị tiêu tan sao? Lô Định Tông phẫn nộ nói. Ha ha, thực sự xin lỗi, đã không nhớ đến ông. Diệp Phàm cười nói. Đúng rồi, vừa rồi tiền bối có nói phong giới. Có phải là cái chuôi của cây thương này dùng phong giới để phong bế? Theo lý mà nói diện tích nhỏ như vậy đôi mắt ưng của tôi cũng có thể phát hiện ra một tia manh mối. Nhưng mà tôi không phát hiện ra có hiện tượng phong giới. Cậu đúng thật là rốt nát, chẳng phải bây giờ cậu có thể chế tạo ra một cánh tay để phong giới sao? Tuy nói phong giới nhỏ, đó là bởi vì trình độ sức mạnh của cậu không đủ, phong giới chỉ hạn chế trong phạm vi nhỏ thôi. Tôi cảm thấy được sự thần bí của cái chuôi cây thương này rất đáng sợ. Cho dù cây thương này bị phong bế cửa lại, chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài cây thương chứ không nhìn được bên trong. Hơn nữa, tôi phát hiện bên trong cây thương dường như có hồn khí của các loại gì đó trú ngụ. Lô Định Tông nói, hồn khí ngụ ở bên trong cây thương, thế chẳng phải là cái chuôi cây súng cũng có linh hồn. Thảo nào nó linh hoạt như vậy có thể làm giảm sức mạnh của khí đẩy vào bên trong. Tiền bối, nếu như nhập một tia hồn khí can tương của tôi vào bên trong, chẳng phải sức mạnh của can tương cũng tăng lên gấp bội. Diệp Phàm khá kinh ngạc. Cậu cho là có thể tùy tiện cho hồn khí giả vào có phải hay không? Phải chọn loại hồn khí đồ vật thích hợp với hồn khí sinh sống ở bên trong đó. Nói cách khác hồn khí đi vào có thể tan ra. Hơn nữa, nếu bên trong có hồn khí, tôi phỏng chừng, mỗi lần cây thương này giết người liền có thể hấp thu khí huyết sát này dùng để tự uẩn nhuận. Cậu có phát hiện ra không, lúc cây thương này tấn công có phải toàn thân giống như khoác màu đỏ của máu hay không? Lô Định Tông hỏi. Đúng thật là có chuyện như vậy, phía trước mũi dường như có một cái xoay tròn, phía sau cây thương dường như còn toát ra rất nhiều thứ màu đỏ. Diệp Phàm gật đầu nói. Xem ra, bên trong cây thương này thật sự có hồn khí. Đương nhiên, có hồn khí cũng không có nghĩa là bên trong tồn tại hồn khí của một cao thủ. Mà hồn khí của cao thủ cũng có thể phân ra nấp vào bên trong cây thương. Có thể nói là hồn khí của một cao thủ còn sót lại được nấp vào bên trong cây thương. Cây thương có thể giấu hồn khí, cây thương này là thứ đáng quý vô cùng. Giống như là tôi, tìm nhiều năm như vậy cũng không tìm được. Cuối cùng con rơi của cậu càng thích hợp với tôi. Tuy nhiên,
tôi trốn ở trong cậu nhưng bên trong con rơi cũng không có một lợi ích nào cả. Hơn nữa, nhiều lần như vậy thiếu chút nữa cũng sẽ hỏng. Sau này nên chú ý một chút. Bộ dạng Lô Định Tông có chút căm tức. Đúng rồi tiền bối, có lẽ hồn khí ở trong cây thương công kích giúp chủ nhân cây thương một phen. Cho nên, uy lực của cây thương mới có thể lợi hại như vậy. Giống như tiền bối và con rơi giúp đỡ tôi, mà vừa rồi ngay ở bên trong cây thương có một tiên thiên đại viên mãn giúp đỡ. Theo lý mà nói tôi cùng với Hồng Tà và một người bán tiên thiên cường giả hoàn toàn có thể đối phó với một tiên thiên đại viên mãn. Nhưng mà tốc độ bay của cây thương thật khác thường, cho dù là khinh công cũng không thể bằng được. Diệp Phàm hỏi. Cũng có thể, tuy nhiên, thân của cây thương này có phong giới bảo vệ. Hồn khí nấp trong cây thương hẳn là phi phàm. Nếu muốn phá giải đầu tiên cậu phải xem có đối phó được hồn khí ở bên trong. Nếu không đối phó được tạm thời không nên phá vỡ, để tránh phiền toái cho mình. Hơn nữa, phá được phong giới của cây thương cũng là chuyện khá khó khăn. Lô Định Tông nói.